Bọn hắn tới đây, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà là tìm Hạo Thiên Tiên Vương làm hòa sự lão, Triệu Tử Long táng diệt, cùng bọn hắn ba phái thoát không khỏi liên quan, tiểu tử kia có một cái kinh khủng sư tôn, sớm đã để lại lời hung ác, gặp một cái giết một cái, Âm Tuyền một mạch chính là một cái đẫm máu ví dụ. Chim sợ cành cong đi. Bọn hắn bây giờ cũng không dám triệt tiêu bảo hộ thiên kết giới. Bọn hắn bây giờ cũng không dám để đệ tử trong tông trưởng lão ngoài ra ra. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là một biện pháp. Kết quả là, mới có hôm nay bái phỏng. Từ Tiên Vương đứng ra, Triệu Tử Long sư tôn chắc chắn sẽ cho mấy phần chút tình mọn, nếu như phải bồi thường, vậy thì tâm sự, muốn tới một hồi đại chiến, bọn hắn cũng phụng bồi, dù sao cũng tốt hơn mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ông, tiểu thế giới môn lại mở. Tam đại lão tổ cùng nhau đi vào. Ta đi đi tiểu. Triệu công tử thu trúc kiếm, quay người liền muốn đi. Tiên Vương phất tay áo, lại cho hắn ôm trở về, theo hắn lại nói, tam đại lão tổ tới bái phỏng, không có bưng trà rót nước sao được, lão phu tiểu thư đồng đi. Cũng không thể vào lúc này trốn lười nhi. Đang khi nói chuyện, tam đại lão tổ đã đi vào. Triệu Tử Long. Đánh thật xa, ba người liền nhìn thấy Triệu công tử. Có lẽ là có chút mộng, mộng đều quên cho Tiên Vương hành lễ. Đều một đôi lão con mắt tròn trịa, khó có thể tin nhìn xem Triệu Bân, tuyệt sẽ không nhận sai, đây chính là Triệu Tử Long, lại mẹ nó còn sống. Còn có, Triệu Tử Long như thế nào tại Hạo Thiên Tiên Vương cái này? Chẳng lẽ, hàng này cùng Tiên Vương có ngọn nguồn? Sao sẽ như thế? Tam đại lão tổ cơ thể đều không khỏi căng thẳng lên. Coi là thật như bọn hắn ngờ tới. Vậy hôm nay tới đây chính là chịu chết. Triệu Tử Long. Tiên Vương trong lòng một lời, lần đầu tiên nghe nói tiểu thư đồng tên. Nhìn tam đại lão tổ thần thái, giữa bọn họ với nhau là nhận được, hơn nữa còn là cừu gia, hắn giống như hiểu rồi một ít chuyện, khó trách lúc trước tiểu thư đồng quay đầu liền muốn chạy, càng là nguyên nhân này. Làm sao xử lý? Thật lúng túng a. Triệu Bân mặt ngoài không có gì, nội tâm lại một hồi thầm mắng. Cái này ba lão gia hỏa cũng là, ở nhà trung thực đợi thôi. Chạy cái này làm gì? Còn có Hạo Thiên Tiên Vương, cứng rắn lôi không để hắn đi, song phương như vậy gặp mặt, không xấu hổ mới là lạ lạc. Hắn vai trò Triệu Tử Long sư tôn, lúc trước chặn lấy người Thánh Hỏa Điện đánh hơn một tháng đâu. Tìm lão phu chuyện gì? Kéo dài ninh tĩnh, bị Tiên Vương một lời đánh vỡ. Tam đại lão tổ lúc này mới thoảng qua thần nhi, vội vàng hoảng hành lễ. Tiên bối. Cái này tiểu hữu. Hành lễ sau đó, Thánh Hỏa lão tổ mới nhỏ giọng vấn đạo. Cùng hắn một đạo nhìn Tiên Vương, còn có ra mắt cùng Thiên Tuyệt lão tổ. Lão phu tiểu thư đồng. Hạo Thiên Tiên Vương một lời, hơi kém cho ba người sợ tè ra quần. Triệu Tử Long lai lịch quả nhiên không đơn giản, thật cùng Tiên Vương có liên quan, cho dù là cái tiểu thư đồng, cũng không phải bọn hắn có thể gây, chọc Triệu Tử Long không sao, để Tiên Vương khó chịu đó chính là mầm tai vạ. Có việc đã nói, vô sự rời đi. Hạo Thiên Tiên Vương nhạt đạo, không thể nào ưa thích náo nhiệt. Có việc, tam đại lão tổ cùng lên phía trước, lại chắp tay cúi đầu, ta ba nhà cùng vị tiểu hữu này, có chút ân oán, mong rằng Hạo Thiên Tiên Vương mở một mặt lưới, chớ lại nhằm vào ta ba nhà mới tốt. Mong rằng tiền bối mở một mặt lưới. Tam lão tổ ngữ khí chân thành tha thiết, tư thái cũng đủ khiêm tốn. Cục diện này không khiêm tốn có thể thực hiện được. Dù sao cũng là Tiên Vương tiểu thư đồng. Có chút ngoài ý muốn. Triệu Bân trong lòng một hồi nói thầm. Đặt ở ngày bình thường, như tại ngoại giới gặp được ba lão gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không làm tốt, nhưng tới cái này khu rừng nhỏ, cái này ba lại một cái so một cái dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn hiểu được, đối phương không phải sợ hắn, mà là sợ Hạo Thiên Tiên Vương, hắn cho dù giàu gì, cũng vẫn là Tiên Vương tiểu thư đồng. Vì sao kết thù kết oán? Hạo Thiên Tiên Vương chậm chậm nói. Cười nhìn tam đại lão tổ. Hôm nay sắc trời không tệ, rất thích hợp nghe một chút thú vị. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, muốn đoạt cái này tiểu hữu vĩnh hằng tiên thể huyết mạch cùng bản nguyên. Tam đại lão tổ ngược lại là thành thật, nói đi, vẫn không quên lau mồ hôi một cái thủy, tiên vương nếu thật muốn tính sổ sách, cho dù là bọn hắn ba tôn đỉnh phong thái hư cảnh, cũng không một người có thể đi ra mảnh này khu rừng nhỏ. Tu vi nhất cảnh một thiên địa. Đây cũng là thái hư cùng đạo hư chênh lệch. Vĩnh hằng huyết mạch. Tiên Vương nghe xong nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Triệu Bân. Lần này đổi hắn ngoài ý muốn, biết tiểu tử này là thể chất đặc thù, đã từng không chỉ một lần nhìn qua,
đến mà lại không nhìn ra nguyên cớ, thân là một tôn tiên vương, hắn có vẻ như cũng lười hỏi thăm. Hắn cái này không hỏi thăm ngược lại tốt, cũng không biết là vĩnh hằng huyết thống. Có thể mạch này không phải sớm tuyệt tích, lại còn có truyền thừa tại thế. Khó trách tiểu tử này như vậy có thể đánh. Khó trách tiểu tử này ngộ tính kinh khủng như vậy. Tất cả những điều này, huyết mạch là không thể bỏ qua công lao. Triệu Bân thì một tiếng gượng cười, cũng không phản bác. Huyết mạch một chuyện, hắn từ đầu đến cuối đều đang tận lực giấu giếm. Dù là cùng tiên vương cùng giai đấu chiến, cũng không lộ ra nửa điểm bản nguyên. Nguyệt thần từng nói qua, tài không lộ ra ngoài. Vạn nhất lão đầu nhi này đối với hắn có ý khác đâu. Thí dụ như, thôn vệ hắn bản nguyên. Lại thí dụ như, bắt hắn đi luyện đan. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là không dối gạt được. Cái này ba phái lão tổ, tới quá không phải lúc. Nói đến ba phái lão tổ, trong lòng thì tại hồ nghi. Bọn họ đều là kẻ già đời, cũng đều biết nhìn mặt mà nói chuyện, tự có thể từ tiên vương trong thần thái, nhìn ra hai ba phần manh mối, rất rõ ràng sự tình, Hạo Thiên tiên vương không biết Triệu Tử Long là vĩnh hằng tiên thể. Vậy cái này mới là lạ. Đây không phải tiên vương tiểu thư đồng sao, tiên vương lại hoàn toàn không biết. Vẫn là nói, Triệu Tử Long tận lực giấu giếm, thậm chí có bọn hắn không biết chuyện bí mật. Chuyện này không đơn giản. Chuyện này tất nhiên không đơn giản. Nghĩ tới đây, Thánh Hỏa lão tổ lại một lần chắp tay cúi đầu, vị tiểu hữu này chiếm nhà ta tiên vương kiếm, nếu là có thể hay không trả lại, ta Thánh Hỏa điện nguyện trả bất cứ giá nào. Lời này đủ hung ác, nghe Triệu Bân một hồi thầm mắng. Tài không lộ ra ngoài đi, bây giờ đưa hết cho hắn tiết lộ đi ra. Nhược Hạo Thiên tiên vương tìm hắn muốn tiên vương binh, hắn cho là không cho a. Tiên vương kiếm. Còn bởi vì vĩnh hằng huyết mạch không thoảng qua thần nhi Hạo Thiên tiên vương, lại một lần nhíu mày. Mà cái này vi diệu thần thái biến hóa, từ khó thoát tam đại lão tổ pháp nhãn, nguyên nhân chính là nhìn thấy, ba người mới hai mắt híp lại, như đoán không sai mà nói, Triệu Tử Long là nửa đường làm tiên vương tiểu thư đồng, lại còn đối với tiên vương che giấu rất nhiều chuyện, vĩnh hằng huyết mạch là một cái. Tiên vương kiếm lại là một cái. Chuyện này liền có ý tứ. Không được, bọn hắn còn phải ủi một mồi lửa nhi. Là tại thiên khung di tích, ta ba nhà cùng cái này tiểu hữu kết thù. Tiền bối tiểu thư đồng kia, coi là thật bất phàm, cũng làm thật nghịch thiên, cùng độ tiên nhân cùng huyền tiên kiếp. Hơn nữa, còn tuần tự chọc tới 6 tôn thần minh pháp tắc thân, chính xác kinh ngạc tứ hải bát hoang. Tất cả thế lực lão tổ, chừng hơn phân nửa chôn ở hắn thiên kiếp bên trong. Nói đến đổ thêm dầu vào lửa, ba nhà lão tổ là chuyên nghiệp, người một lời ta một lời, nói liên tục không ngừng, đem Triệu công tử những cái này quang huy sự tích, có không có đưa hết cho tung ra, bên ngoài là tự sự, bên ngoài là khoa tán, kỳ thực là muốn nhìn tiên vương phản ứng, hảo dùng cái này tới đoán đoạn mỗ chút sự tình. Làm không tốt, bọn hắn như vậy nói chuyện, sẽ đem Triệu Tử Long đẩy vào quỷ môn quan. Đây chính là tiên vương kiếm cái nào, đây chính là vĩnh hằng huyết mạch a. Cho dù là tiên vương, cũng sẽ ngấp nghé a. Chiếm Triệu Tử Long tiên vương kiếm, lại thôn phệ căn nguyên của hắn, cũng không phải không có khả năng. Nói trắng ra là, mượn đao giết người. Nhìn Hạo Thiên tiên vương, đã không phải nhíu mày, mà là thần thái biến sắc. Hắn thực sự là đánh giá thấp tiểu bối này, càng là như thế nghịch thiên, không nói khác, liền nói hai kiếp cùng độ cùng, liền nói 6 tôn thần minh pháp tắc thân, liền đầy đủ hắn chấn kinh hãi nhiên, hắn trong trí nhớ. Chưa từng cái nào hậu bối, có thể cùng đánh đồng, kinh diễm như mưa hoa tiên, cũng kém 10 đầu đường phố. Hết lần này tới lần khác. Những sự tình này hắn đến thời khắc này mới biết. Triệu Bân lại gượng cười. Bị tiên vương như vậy nhìn chằm chằm, cuối cùng cảm giác toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu. Tam đại lão tổ thì xử ngay ngắn, liền đợi đến nhìn tiên vương hành động kế tiếp. Tiễn khách, tiên vương khôi phục bình tĩnh, lại ngồi ở hà bản câu cá. Nếu không thì thế nào nói là tiên vương, làm việc chính là để cho người ta nhìn không thấu, không nói giải ân oán một chuyện, càng không có nhắc lại tiên vương kiếm cùng huyết mạch, chỉnh tam lão tổ rất lúng túng, ngài ngược lại là nói một câu a. Lệnh đuổi khách đều xuống. Tam đại lão tổ từ không dám quấy rầy, nhao nhao thối lui. Trước khi đi, ba người nhìn Triệu Tử Long ánh mắt, đều phá lệ mịt mờ, tiểu tử này thật giỏi a. Rõ ràng còn sống, lại chỉnh ra người sư phụ nói dọa. Hơn nữa còn dám lừa gạt tiên vương. Ba người đi. Triệu công tử thì toàn thân không được tự nhiên. Hắn vụng trộm nhìn tiên vương,
vị tiền bối này cùng không có chuyện gì người tựa như. Tâm không ngoại vật, khám phá hồng trần. Đây là Triệu Bân ngờ tới, bất giác cho là, tiên vương đối với huyết mạch cùng bảo bối đều không thể nào cảm thấy hứng thú, một lòng chỉ ngộ đại đạo, coi là thật như thế, hắn tôn này tiên vương, thật sự đáng giá hắn kính nể. Khúc nhạc dạo ngắn đến nhanh đi cũng nhanh. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tiên vương cũng như ngày xưa, câu cá, luyện đan, ngộ đạo. Triệu Bân tu hành cũng đâu vào đấy, múa kiếm, ngộ cờ, luyện đan, luyện khí. Cơ duyên cùng với tạo hóa. Tạo hóa bên trong cất giấu cơ duyên. Những ngày qua, hắn không chỉ một lần thuế biến, không chỉ là huyết mạch, còn có đối đạo cảm ngộ, đi theo một tôn tiên vương, cho dù là không học được chân lý, cũng có thể học được gia lông, cho dù là một chút gia lông, cũng là bên ngoài có thể gặp không thể cầu, so thái hư cảnh giảng đạo, bây giờ tới nhiều. Yên tĩnh đêm, tiểu thế giới tinh thần đầy trời. Tối nay tiên vương, tựa như rất có tư tưởng, một ngày đều ngồi ở hà bản câu cá, động cũng không động một cái, chỉ thấy ảo diệu thiên âm, một lần lại một lần vang vọng, có thể tẩy luyện người chi tâm cảnh. Cách đó không xa, Triệu Bân thì ngồi ở bàn cờ phía trước, nắm cờ sách nghiên cứu thế cuộc. Lão phu muốn luyện một lò đan, thế nhưng thiếu một vật. Tiên vương đột nhiên một lời. Thiếu gì? Triệu Bân một bên trên bàn cờ rơi xuống một con, một bên thuận miệng vấn đạo. Thiếu một cái sống vĩnh hằng tiên thể. Tiền bối sẽ không cần cầm vãn bối luyện đan a. Đang có ý đó, Hạo Thiên Tiên Vương ung dung nở nụ cười. Ngài đức cao vọng trọng, sẽ không như vậy không giảng võ đức a. Triệu Bân vô ý thức đứng dậy, Hạo Thiên Tiên Vương tuy là đang cười, thế nhưng nhìn như hiền hòa ôn hòa, lại làm cho hắn toàn thân đều hàn khí ứa ra. Ngươi biết không thành toàn lão phu, Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Tiền bối muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Triệu Bân cười ha ha. Xong việc, hàng này liền vắt chân lên cổ mở chui, không chạy chờ lấy bị luyện diệt. Vừa chạy ra không có mấy bước, hắn liền cảm giác sau lưng rộng rãi khí thế, có một con khổng lồ tay chiêu hắn chộp tới, tất nhiên là tiên vương ra tay, uy áp kinh khủng cùng đáng sợ đạo uẩn, khi thiên địa đều động rung động. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, khí lực bị nghiền chính muốn bạo diệt. Tiên vương cấp uy áp quá mạnh, mạnh đến để hắn bất lực chống lại. Ta đột! Thời khắc nguy cấp, hắn sử tiên nhãn thuấn thân. Phương pháp kia dễ dùng, cưỡng ép tránh khỏi tiên vương bắt. Khá lắm thuấn thân chi pháp. Tiên vương mỉm cười, tuy có kinh ngạc cũng không chấn kinh. Hắn nhô ra đại thủ, trực tiếp bao trùm vùng thế giới kia. Tiền bối, ngươi là bức vãn bối a. Triệu Bân hít sâu một hơi, tại chỗ tự bảo. Đương nhiên, hắn tự bảo là thân thể, nguyên thần thì trốn vào vĩnh hằng giới. Không tới một chút máu tanh, không diễn chân thực, sao có thể lừa qua tiên vương cấp. Tiên vương nhíu mày, có chút trở tay không kịp. Hắn cho là nắm vững thắng lợi, cũng không biết tiểu bối này như vậy quyết tuyệt. Này cũng tốt, vĩnh hằng tiên thể tự bảo, nghịch thiên huyết mạch cho cả không còn. Ai? Hắn một tiếng thở dài, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thân tại vĩnh hằng giới Triệu Bân, đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn không trì hoãn, trước tiên vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, nguyên thần chính là nhục thân căn, chỉ cần nguyên thần còn tại, huyết mạch bản nguyên liền còn tại, liền có thể lại lần nữa tố nhục thân. Với hắn mà nói, những thứ này bất quá thời gian vấn đề. Hắn duy nhất không ngờ đến là, hắn trải qua thời gian dài tôn kính một vị lão tiền bối, lại thật sự sẽ đối với hậu bối hạ thủ. Là hắn nhập vai diễn quá sâu, vẫn là tiên vương diễn quá thật. Tôn này lão tiền bối, đem thế đạo hiểm ác, cho hắn diễn rất sống động. Răng rắc, xương cốt va chạm âm thanh, vang dội vĩnh hằng giới. Triệu Bân không tiếc hao tổn thọ nguyên. Lấy tăng tốc tái tạo nhục thân tốc độ. Chỗ này không nên ở lâu. Hắn phải tranh thủ tái tạo ra nhục thân. Hắn phải tranh thủ rời đi mảnh thế giới này. Tái tạo nhục thân lúc, hắn vẫn không quên nhìn ngoại giới. Hạo Thiên Tiên Vương sợ là đi thật, hắn lấy tiên nhãn từng tấc nhìn lén, cũng không tìm được nửa điểm dấu vết. Nếu như thật đi, muốn đi chỗ nào, muốn đem mưa hoa tiên cùng Diệp Lan một khối diệt khẩu. Coi là thật như thế. Đó chính là một hồi huyết kiếp. Thư hữu giao lưu nhóm, bát bát ngày mồng 1 tháng 5 lẻ 6 8 7 9. Chẳng biết lúc nào. Hắn tái tạo nhục thân. Hắn không có ngay tại chỗ chạy đến, mà là cẩn thận nhìn lén một phen. Xác định Hạo Thiên Tiên Vương không tại tiểu thế giới, hắn mới chui ra khỏi vĩnh hằng giới. Siêu.
hắn như kinh mang, chạy thẳng tới mở miệng. Nhiên, hắn cái này mới ra khu rừng nhỏ, thì thấy một đạo tinh quang giống như bóng người, mộc lấy nguyệt quang hiển hóa ra ngoài, thương tang mà cổ lão, ảo diệu đạo tắc, huyền quyệt dị tượng, với hắn quanh thân giống như như ngầm hiện. Chính là Hạo Thiên Tiên Vương. Hắn vẫn là như vậy tiên phong đạo cốt. Hắn cười vẫn là như vậy hòa ái dễ gần. Nhưng hắn cười, rơi vào Triệu Bân trong mắt, so lệ quỷ còn càng uy nghiêm đáng sợ hơn, không hổ là tiên vương, quả nhiên là một cái diễn trò cao thủ, vậy mà không đi, vậy mà giấu ở chỗ tối, liền chờ bây giờ bắt hắn. Người quả nhiên đã thức tỉnh vĩnh hằng giới, tiên vương cười nói. Không tệ, hắn là đang diễn trò, không diễn tuồng vui này, hậu bối này như thế nào ngoan ngoãn đi ra. Đến nỗi vĩnh hằng giới, thân là tiên vương hắn sao có thể chưa từng nghe qua, nguyên nhân chính là nghe qua, hắn mới diễn thật. Là vãn bối đánh giá thấp tiền bối. Triệu Bân vô ý thức lui một bước, thần sắc vô cùng khó coi. Thiên nhãn thuấn thân dùng hết. Vĩnh hằng giới lá bài tẩy này cũng dùng hết. Đối đầu một tôn tiên vương, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Tiểu bối, người đi không được. Hạo Thiên Tiên Vương mỉm cười. Tiền bối hoàn toàn không cần cười như vậy hòa ái dễ gần, ngươi như lộ ra cùng hung cực ác thần thái, cũng so cái này đạo mạo trang nghiêm tới bằng phẳng. Triệu Bân thản nhiên nói, ngược lại là bình tĩnh không thiếu. Xem ra, ngươi đã có một loại nào đó giác ngộ. Tiên vương cười nói, vẫn thật là bằng phẳng một chút. Hắn hiền lành ôn hòa, cuối cùng là nhiều một vòng xâm nhiên, tận lực che giấu tham lam cùng hung ác, cũng triển lộ không bỏ sót, vĩnh hằng tiên thể, nghịch thiên huyết thống. Với hắn tử cũng là nghịch thiên tạo hóa. Lúc trước hắn không biết, là hắn mơ mơ màng màng. Nay biết được, từ tỉnh lại tiềm ẩn sâu trong linh hồn tà ác nhất ý niệm. Đó là dục vọng, thành thần dục vọng. Mặc dù hắn chỉ tiên vương nhất trọng, nhưng hoành nguyện vẫn là phải có. Vĩnh hằng huyết mạch lại là một cây cầu, sẽ vì hắn phô ra càn khôn đại đạo. Tiền bối có thể hay không giết mưa hoa tiên diệt khẩu. Triệu Bân vấn đạo. Đó là tự nhiên. Hạo Thiên Tiên Vương trong mắt nhiều một vòng tàn nhẫn. Nàng thế nhưng là người bạn cũ chi đồ. Sư tôn của nàng cũng là lão phu diệt, nhiều nàng một cái không nhiều. Hôm nay Tiên Vương, thật làm cho vãn bối lau mắt mà nhìn. Triệu Bân cười, nhiều thổn thức ý vị. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Cùng Tiên Vương so diễn kỹ, hắn có vẻ như còn kém chút mới nói đi. Nếu không phải đối phương lộ ra, hắn đều không biết mưa hoa tiên sư tôn. Càng là Hạo Thiên Tiên Vương diệt, mưa hoa tiên như biết được, không biết nên có nhạy cảm đau, nàng từ đầu đến cuối đều kính ngưỡng một cái lão tiền bối, lại cho nàng diễn một hồi đẫm máu vở kịch, sư tôn của nàng nên chết rất nhiều không cam lòng. Ẩn giấu trăm năm chuyện, nói ra thoải mái hơn, Tiên Vương cười nói. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân chiến lực toàn bộ triển khai, mở tuyệt cảnh cũng mở rất nhiều cấm pháp. Mặc dù hắn nhất định phải chết, nhưng cũng phải liều mạng một phen. Ngồi chờ chết không phải tác phong của hắn. Như thế nào, còn muốn làm vô vị dẫy dụa? Tiên vương cười nhìn Triệu Bân. Trước khi chết, muốn hướng tiền bối lĩnh giáo mấy chiêu. Triệu Bân nhạt đạo, tế tiên vương kiếm, dung nhập thể nội, tế thọ nguyên lấy làm sức mạnh cội nguồn, hồi phục tiên vương binh uy, gia trì bản thân chiến lực. Đừng nói, hắn vẫn thật là diễn xuất tiên vương một tia uy thế, nhưng cũng chỉ là một tia. Dù sao, đây là hắn cưỡng ép mượn tới sức mạnh, cuối cùng không phải là của mình. Thú vị! Hạo Thiên Tiên Vương yếu ớt nở nụ cười, cách không dò xét đại thủ. Triệu Bân một bước lên trời, huy kiếm đánh ra trăm trượng kiếm mang. Này một kiếm, đủ háo tổn hắn 500 năm thọ nguyên. Liền cái này, hắn liền Tiên Vương kiếm hai thành sức mạnh đều không sử dụng ra được. Cái này, chính là tu vi cảnh giới chênh lệch. Huyền Tiên thôi động Tiên Vương binh. Trong nháy mắt đều có thể bị quất thành một bộ thây khô. Không biết lượng sức, Hạo Thiên Tiên Vương nhìn cũng không nhìn, căn bản cũng không động. Chỉ thấy hắn khí lực bên trên, bao phủ một mảnh sán sán tinh quang. Bao, răng rắc, Triệu Bân tột cùng nhất một kiếm, như bổ vào một khối thép tấm bên trên, chớ nói làm bị thương Tiên Vương, liền lồng một Tiên Vương tầng kia tinh quang, đều không thể phá vỡ, không những không có bể mở, còn bị tại chỗ chấn lật. Liền dung nhập thể nội Tiên Vương kiếm, cũng cùng nhau bị dung ra, liếc cắm vào đại địa bên trên. Hạo Thiên Tiên Vương thân pháp quỷ quyệt, chậm rãi mà đến. Đi ngang qua Tiên Vương kiếm lúc, hắn còn tiện tay rút ra. Đây là một cái binh khí tốt, chỉ có đạo hư cảnh mới có thể tế luyện đi ra, lạc ấn mặc dù đã phá diệt,
nhưng đánh chế tạo này kiếm chất liệu lại là nghịch thiên cấp, dung nhập hắn bản mệnh khí là cái lựa chọn tốt. Phốc, Triệu Bân cuối cùng là rơi xuống đất vũng máu một mảnh. Bổn nhất song thâm thúy sáng chói con mắt, bây giờ là ảm đạm không chịu nổi, thực sự là hắn không tự lượng sức, đối đầu tiên vương, kém 10 vạn 8 ngàn dặm, đối phương động cũng không động, liền suýt nữa chấn diệt hắn nguyên thần. Bất quá, hắn cử động lần này còn tính là can đảm lắm. Huyền tiên dám đối với tiên vương ra tay, hắn là cái thứ nhất. Còn có gì dựa dẫm? Hạo Thiên tiên vương rút kiếm mà đến, cười nhìn Triệu Bân. Triệu Bân một bước lảo đảo, hám thiên một quyền đâm đầu vào đánh tới. Bao! Vẫn là tiếng kim loại va chạm. Liền tiên vương chi kiếm đều không lay động được thủ hộ tinh quang, một quyền này của hắn từ cũng còn thiếu rất nhiều nhìn, theo như đánh vào thép tấm bên trên, quyền cốt trong nháy mắt nổ tung. Cả cánh tay đều nổ thành một mảnh xương máu, lại như một cái huyết sắc bao cát, chiêu thiên hoành lộn ra ngoài, rơi xuống đất vẫn là đẫm máu một mảnh. Ông! Rầm rầm! Không đợi hắn đứng vững thân hình, liền nghe xích sắt va chạm thanh âm, đó là tiên vương đạo tắc dây xích, từ lòng đất thoát ra, khóa hai tay của hắn hai chân, cấm hắn tử phủ huyết mạch, phòng hắn nguyên thần chân thân. Lão phu năm nào như thành thần, liền vì ngươi lập một tấm bia. Hạo Thiên Tiên Vương như kiểu quỷ mị hư vô tới người, từ hòa cười tiềm ẩn gian ác cùng hung tàn. Không bằng Triệu Bân ngôn ngữ, thì thấy hắn nguyên thần xuất khiếu, vào Triệu Bân thể nội, là muốn đoạt xá, hắn cũng không bỏ được cầm vĩnh hằng huyết mạch luyện đan, muốn thì muốn sống vĩnh hằng tiên thể, đoạt xá thích hợp nhất, này tiểu bối nội tình, huyết mạch, bản nguyên, cảm ngộ. Hết thảy tất cả cũng sẽ là hắn. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, hoàn toàn ngăn không được Tiên Vương nguyên thần. Hắn nguyên thần muốn đi gấp, thế nhưng bị đạo thì dây xích kẹt ở nhục thân bên trong, bao khỏa nội tình, căn cơ, huyết mạch, bản nguyên, tử phủ, tiên lực. Bây giờ đều từng giờ từng phút bị tiên vương nguyên thần đồng hóa. Mà hắn cái gọi là kháng cự, cũng tất cả đều là phí công. Bị tiên vương đoạt xá, hắn căn bản không có cơ hội lật bàn. Đến đây đi, cùng lão phu dung hợp A. Hạo Thiên tiên vương khặc khặc nhe răng cười, như tự ma chú vang vọng không ngừng. Triệu Bân tâm thần bị triệt để áp chế, cũng giống vậy tại bị đồng hóa. Hảo! Rất tốt! Tiên vương đầy mắt thoải mái, thích ý hưởng thụ lấy trận này thao thiết thịnh yến. Triệu Bân liền kịch liệt đau nhức khó nhịn, vặn vẹo nguyên thần chân thân bị cường thế đồng hóa, đều thành chất dinh dưỡng, dung nhập tiên vương nguyên thần, huyết mạch cùng bản nguyên, trận này tàn khốc đoạt xá, so lăng chỉ khổ hình càng khốc liệt hơn. Ngươi, Hồng Trần Tiên! Không biết cái nào trong nháy mắt. Tiên vương một tiếng kinh ngạc. Đoạt xá đi, sao có thể không nhìn thấy Triệu Bân một chút ký ức, nguyên nhân chính là nhìn thấy, hắn mới chấn kinh, tiểu tử này lại là thế gian đi lên, dùng đủ 100 năm tuế nguyệt, xông qua đầu kia Hồng Trần Lộ. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên. Hắn đoạt xác càng là một tôn Hồng Trần Tiên. Thật làm cho lão phu ngoài ý muốn. Tiên vương lão con mắt như đuốc, càng nhiều tham lam cùng dục vọng. Hắn đoạt xá tới càng mãnh liệt. Muốn tìm hiểu nhìn thấy càng nhiều. Hắn cũng đích xác nhìn thấy, nhưng cũng không phải là Triệu Bân ký ức, mà là một đạo như mộng huyễn bóng hình xinh đẹp, thương tang mà cổ lão, giấu ở tiểu bối này sâu trong linh hồn, còn có một vầng trăng dị tượng bạn tại hai bên. Bởi vì hắn nhìn lén, bóng người xinh xắn kia lại chậm rãi mở con mắt. Nàng con mắt linh triệt như nước, giấu hết thần uẩn diễn hết hủy diệt. Thần chi lạc ấn. Hạo Thiên Tiên Vương cả kinh, toàn cảnh là khó có thể tin. Huyền tiên tiểu bối linh hồn bên trong, vì sao lại có thần minh lạc ấn? Bản thần đồ nhi ngươi cũng dám đoạt xá, lòng can đảm không nhỏ đi. Mộng ảo bóng hình xinh đẹp thản nhiên nói, một lời băng lãnh cô quạnh, uy nghiêm vô thượng. Không tệ, mộng ảo bóng hình xinh đẹp là nguyệt thần. Chính xác nói, nàng là nguyệt thần lưu lại Triệu Bân thể nội một dấu ấn. Đạo này lạc ấn không có gì đặc biệt năng lực, bởi vì nàng là một loại bị động cấm chế, cái gọi là bị động. Chính là ngày thường sẽ không ra được tản bộ, chỉ có đặc thù thời kỳ mới có thể bị động hiển hóa, cái gọi là đặc thù thời kỳ, cũng chính là chỉ Triệu Bân bị người đoạt xá lúc, nói trắng ra là, nàng phòng chính là đoạt xá. Là tiên vương không có mắt. Hắn như một cái tát chụp chết Triệu Bân, nguyệt thần lạc ấn không cách nào nhúng tay. Nhưng, như tiên vương đi đoạt xá con đường này, cái kia liền sẽ đụng vào lạc ấn. Đây không có khả năng. Tiên vương lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên thần lại ra khỏi Triệu Bân khí lực. Đuổi theo hắn đi ra ngoài, còn có nguyệt thần lạc ấn, thần tư rất mộng ảo,
một ngón tay nghịch loạn càn khôn, đầu ngón tay quanh quẩn lực lượng thần bí, đó là luân hồi chi lực, đâm đầu vào đâm về Tiên Vương nguyên thần mi tâm. Cửu chuyển luân hồi, ngươi, Nguyệt Thần, Tiên Vương từng bước một đạp đạp lui lại. Đã đoán đúng, Nguyệt Thần lạc ấn nhẹ môi hé mở, một ngón tay xuyên thủng Tiên Vương nguyên thần. Một chỉ này, là triệt để hủy diệt. Tiên Vương nguyên thần còn chưa tới kịp quay về nhục thân, liền bị Nguyệt Thần lạc ấn dây sạch sẽ, trước khi chết một cái chớp mắt, ánh mắt là hoảng sợ, cũng là buồn bực, chết cực kỳ phiền muộn. Hắn còn đánh giá thấp tiểu bối này, càng là thần minh đồ nhi. Nếu sớm biết như thế, đầu óc nước vào mới có thể tìm cái này kích động. Bây giờ ngược lại tốt. Gì cũng không mò lấy. Bị diệt cái hồn phi phách tán. Tiên Vương nguyên thần táng diệt. Tiên Vương nhục thân ầm vang ngã xuống đất. Đồng dạng ngã xuống đất còn có Triệu Bân, bị đoạt xá trong lúc đó liền đã rơi vào hôn mê, thất khiếu chảy máu, Nguyệt Thần tại linh hồn hắn bên trong có lưu lạc ấn, hắn tất nhiên là không biết, chỉ biết toàn thân trên dưới đều đau lợi hại. Bảo bối đầu nhi, vi sư tại thần giới chờ ngươi. Thần minh lạc ấn nhẹ phẩy Triệu Bân khuôn mặt, cũng chậm rãi tiêu tan. Nàng là duy nhất một lần lạc ấn, ngăn lại một lần đoạt xá liền sẽ chôn vùi. Nàng hóa diệt. Đi lên nàng còn đưa đồ nhi một hồi cơ duyên. Là một tòa bảo tàng, Hạo Thiên Tiên Vương bảo tàng, bao quát bản mệnh khí, bao quát rất nhiều tiên liệu, cũng bao quát Tiên Vương chân tàng, đều tại Tiên Vương táng diệt một chớp mắt kia, liền bị nàng cưỡng ép tháo rời ra. Lạc ấn hóa diệt. Thân tại thần giới Nguyệt Thần chậm rãi mở con mắt. Cho dù qua 100 năm, nàng vẫn không có khôi phục, hoặc có lẽ là nàng vẫn là một người chết, sống ở tự thân trong luân hồi, cũng đang bởi vì có luân hồi chống đỡ, nàng mới bảo lưu lại cái kia một tia tàn hồn, trở về thần giới, liền trốn ở u ám dưới đáy tĩnh tâm tái tạo nguyên thần, mà đối đãi năm nào chân chính phục sinh. Quãng đường còn lại, dựa vào ngươi chính mình. Nguyệt Thần lẩm bẩm ngữ, giống như có thể cách tiên thần lưỡng giới trông thấy Triệu Bân. Nàng bây giờ trạng thái không tốt, có thể giúp đến đầu nhi quả thực có hạn, nàng cừu ra thái đa, cùng Triệu Bân dính líu quan hệ sợ là sẽ phải hại đầu nhi, tàn khốc thế đạo, đây cũng là hiện thực tàn khốc. Thật đúng là ngươi. Nhìn thẳng lúc, một thân ảnh đã rơi vào u ám bên trong. Đó là một tôn thần, nói cho đúng là một tôn thần minh hư tượng, thấy Nguyệt Thần, cái kia kinh ngạc a. Ngươi cái tiểu long thằng nhãi con, còn sống đâu? Nguyệt Thần liếc qua. Ta tốt xấu là thần long đạo tôn, đừng như vậy bảo ta. Hư ảnh ho khan, không còn hư tượng, là bản tôn vượt qua vô tận càn khôn, đích thân tới cái này u ám dưới đáy, xử một cái kia nhiệt tình thở dài. Thật xa chạy tới, cười nhạo ta. Ta là cảm khái, năm đó không phải thiên đạo không thể trấn áp cửu thế Nguyệt Thần, lại rơi vào bộ dáng như thế, vạn cổ phía trước trận kia thần chiến, nếu không phải thái thượng nhúng tay, người cũng sẽ không để bát luân hồi diệt hết. Chuyện cũ trước kia, không đề cập tới cũng được, Nguyệt Thần đóng con mắt. Nói thực ra, đây cũng không phải là trong trí nhớ ta Nguyệt Thần. Thần Long đạo tôn tế thần lực, che giấu cái kia vô biên hư vọng hắc ám, ngươi như nguyện, chúng ta liền chờ ngươi cửu thế quy nhất một ngày kia, ngươi như nguyện, bát hoang chúng thần sẽ theo như vạn cổ phía trước, tùy ngươi ngạnh chiến thiên đạo. Hảo! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiên Vương tiểu thế giới. Triệu Bân như tử thi đồng dạng nằm ở đó, như làm ác mộng, thần sắc đau đớn không chịu nổi. Vạn pháp trường sinh quyết cùng dịch cân kinh tự động vận chuyển, hắn toàn thân vết thương đã cơ bản khép lại. Nắng sớm tung xuống. Hắn chậm rãi mở con mắt. Có lẽ là ngủ mơ hồ, hắn nằm ở đó một hồi lâu cũng không dậy, chỉ ngơ ngẩn nhìn thiên không, não hải như bột nhão, ký ức một mảnh hỗn loạn, trận này ác mộng làm đầy đủ lâu, tất cả đều là huyết sắc hắc ám. Lão đại! Long Uyên kiếm bay tới, ỉu xìu không đáng chú ý. Lúc trước Triệu Bân ngạnh chiến Hạo Thiên Tiên Vương, thể nội tan chính là Tiên Vương binh, tay cầm nhưng là nó, Lăng Thiên một kiếm chưa phá mở thủ hộ tinh quang, nó suýt nữa bị chấn nát, trên thân kiếm nhiều hơn không ít khe. Lão đại, Tiên Lôi cũng nhảy ra ngoài, treo ở Triệu Bân trước người. Triệu Bân thanh tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, xoa lông mày cố gắng nhớ lại. Hắn không phải là bị Hạo Thiên Tiên Vương đoạt xác sao? Thật sự còn sống. Là Nguyệt Thần lạc ấn cứu được ngươi. Nàng đi lên tại ngươi hồn bên trong lưu lại một dấu ấn. Ân, chuyên phòng đoạt xá, một ngón tay đem Tiên Vương bị miêu sát. Đáng tiếc, đó là duy nhất một lần lạc ấn, đã chôn vùi không thấy. Long Uyên cùng Tiên Lôi một trái một phải, ngươi một lời ta một lời, đem chuyện đã xảy ra nói cái thông thấu.
thân là nghe khách. Triệu Bân có một hồi lâu không có phản ứng kịp. Hai hàng này không có lửa hắn, nhìn tiên vương nhục thân, còn đặt cái kia nằm cái này đâu. Nguyên thần đã táng diệt, lại nhìn cái kia đầy đất bí bảo, hơn phân nửa là tiên vương chân tàng, đều bị nguyệt thần lạc ấn móc ra. Đa tạ sư tôn. Triệu Bân nhìn về phía mờ mịt, một câu sư tôn phát ra từ phế tạng. Không đáng tin cậy Tú Nhi, tại thời khắc mấu chốt lại vẫn lưu lại hậu chiêu, như vậy khéo hiểu lòng người, nếu lại gặp mặt lúc, hắn là trước tiên cho nguyệt thần đi cái đại lễ, hay là trước ôm một chút, yêu ngươi chết mất. Lão đại, cái này cũng là một tôn tiên vương binh. Long Uyên một tiếng gào to, đem Triệu Bân suy nghĩ kéo lại. Triệu Bân xoay người nhảy lên, đi tới tiên vương thi thể một bên. Nơi đó, bày một phương cổ ấn, giống như là phàm nhân hoàng đế ngọc tỷ. Nếu là đoán không sai, hẳn là Hạo Thiên Tiên Vương bản mệnh pháp khí, bên trên có ba chữ khắc họa, Hạo Thiên Ấn, bên trong Tiên Vương Lạc Ấn, đã bị xóa đi, hơn phân nửa cũng là Nguyệt Thần kiệt tác. Cái này không tốt lắm ý tứ. Triệu Bân cười ha ha, tự nhiên kiếm được một tôn Tiên Vương binh. Hắn trơn tru đưa tay đi lấy, lại là không có lấy đứng lên. Đừng nhìn nho nhỏ một phương cổ ấn, có thể cái này Hạo Thiên Tiên Ấn vô cùng trầm trọng, phải có mấy vạn cân. Không biết loại chất liệu nào chế tạo, nhưng nhất định là bất phàm tiên liệu, lấy đi ra ngoài đập người hẳn là rất dễ sử dụng. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Hạo Thiên Ấn bị chuyển vào vĩnh hằng giới. Tính cả tiên vương kiếm, hắn cái này đã có hai tôn tiên vương binh, sau này mang theo nó hai đi hãm hại lừa gạt. Chuyển! Đều dọn đi! Triệu công tử ra lệnh một tiếng, hóa ra một món lớn phân thân. Phân thân môn rõ ràng, sắp tán rơi bảo vật. Như túi chữ vật, tiên thạch, binh khí, bí quyển, đan dược. Đều dọn về vĩnh hằng giới. Nếu không thì thế nào nói là tiên vương, chân tàng chính là phong phú. Nhặt được tài vật, tại vĩnh hằng giới đều chất đống thành núi. Cái này đều tài nguyên tu luyện, có thể sử dụng nhiều năm. May ở đây không có người ngoài, nếu là có những người khác nhìn thấy, nhất định có một tiếng thổn thức chặt lưỡi. Hạo Thiên Tiên Vương A, tân tân khổ khổ mấy trăm hơn ngàn năm. Đến đưa hết cho người khác làm áo cưới. Nói đến Hạo Thiên Tiên Vương, Triệu Bân cũng không hủy hắn thi thể. Hắn đào cái hố, cho Tiên Vương chôn. Kiếp sau, lấy ít nhi khuôn mặt. Triệu Bân vừa nói chuyện thâm trầm, lời nói này cũng không sai. Thật tốt một tiền bối, không giảng võ đức, đoạt xá hắn sao, bị Nguyệt Thần thu thập. Cái này có thể chẳng trách hắn, là Tiên Vương chính mình tìm kích động. Gia sản của ngươi. Vãn bối thay ngươi trông nom. Triệu Bân kéo ống tay áo, leo lên đỉnh núi kia. Tế đàn cùng bốn tòa nguyên thần bia, bị cùng nhau chuyển vào vĩnh hằng giới. Còn có bên trong tiểu thế giới linh quả viên, cũng không kéo xuống, từng cây nhổ tận gốc. Còn chưa xong. Tiên vương uẩn dưỡng nhiều năm khu rừng nhỏ, cùng với trong rừng trúc đầu kia tiên hà, cũng đều trở thành vĩnh hằng giới tô điểm. Tự nhiên, trong núi cái kia phiến chữa thương tiên trì, cũng bị toàn bộ dọn đi rồi. Triệu công tử ra tay, đi đâu cũng là tinh quang một mảnh, có thể cầm tuyệt không khách khí. Thật tốt một thế giới nhỏ, sững sờ bị hắn chỉnh khắp nơi trụi lùi. May tiên vương chết, nếu là gặp hình tượng này, sợ là ép không được vách quan tài. Càn quét một vòng, Triệu Bân mới có thể nhập chỗ sâu nhất. Sớm tại ngày đầu tiên tới tiên vương tiểu thế giới lúc, hắn liền biết nơi đây có dấu bất phàm chi vật, nên một khỏa tiên quả, nghịch thiên cấp cái chủng loại kia. Toàn bộ tiểu thế giới, đều bay đầy mùi trái cây. Lúc trước, hắn không dám tới. Bây giờ, tiên vương đã chết, sao có thể không đến xem nhìn. Đánh thật xa, hắn liền nhìn thấy một gốc cây già, thân cành tráng kiệt, phiến lá óng ánh, từng cái dây leo rủ xuống, hiển thị rõ sinh linh chi khí, như thế đại nhất cái cây, lại chỉ kết một khỏa quả, có hài nhi nắm đấm cái kia to bằng, hỏa hồng đỏ rực, có thể gặp long khí quanh quẩn, có thể ngửi cang mơ hồ long ngâm. Chân long tiên quả. Triệu Bân gặp chi, ngừng lại ánh mắt rạng rỡ. Dạng này tiên quả, huyền môn thiên thư có giới thiệu, là từ chân long tinh hoa tẩm bổ, cùng kỳ lân tiên quả nổi danh, là hiếm có tiên vật, hắn cũng chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại chính phẩm. Cũng chính là nói, đây là một gốc chân long tiên thụ. Tối nay, ánh trăng không tồi. Triệu Bân lại kéo ống tay áo, tại chân long tiên thụ chung quanh chạy tới chạy lui. Một cây như vậy tiên thụ. Phóng cái này nhiều cô đơn, chuyển về vĩnh hằng giới từ hắn chăm sóc. Cho ta, lên. Này hàng ôm chân long tiên thụ thân cây, bịt khuôn mặt đỏ bừng, là muốn cho người nhổ tận gốc.
có thể như vậy nhổ, cứ thế không có dung chuyển. Hắn nhiều hơn tiến cái nào, tại chỗ mở tuyệt cảnh, còn hóa ra một món lớn phân thân. Ô ương ương bóng người, ú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Ân, nhiều người sức mạnh lớn. Chân long tiên thụ thật cho người ta rút ra, còn bới mấy trăm trượng bùn đất, cắm vào vĩnh hằng giới. Như vậy nhìn lên, là so đặt ở bên ngoài thuận mắt nhiều. Đây mới là tiến bộ nhân tài, gặp xá hảo đông tây, đều nghĩ hướng về nhà mình lay. Đến nước này, tiên vương bên trong tiểu thế giới tài vật, bị triệt để càn quét tinh quang. Hẹn gặp lại. Triệu Bân rót nửa bầu rượu, chạy thẳng tới mở miệng. Đợi cho mở miệng, mới phát giác một cái lúng túng vấn đề. Mở miệng lại bị phong bế, lại là tiên vương cấm chế, tựa như hai đạo giấy niêm phong, dán bản bản dòng dã, chung quanh còn có không ít bí văn lưu truyền, giống như ngầm hiện. Ông! Triệu Bân không nói nhảm, tiện tay xách ra tiên vương kiếm. Nhưng hắn một kiếm này chém tới, kiếm uy đều bị bí văn tháo bỏ xuống. Hắn không tin tà, tập trung đầy đủ hết lực lượng chặt mười mấy kiếm, kết quả vẫn như cũ. Đổi lấy ngươi. Triệu Bân thu tiên vương kiếm, sử dụng hạo thiên ấn. Này ấn là hung hãn, một hơi rút đi hắn tất cả tiên lực, đánh tới nhập khẩu. Bao! Tiếng kim loại va chạm âm vang. Hạo thiên ấn bị bắn ngược trở về, liền Triệu Bân đều bị chấn ho ra đầy máu, một bước không có đứng vững, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì tiên lực bị hạo thiên ấn rút sạch, cả người đều ỉu xìu không kéo mấy. Hắn cũng muốn dùng thiên nhãn thuấn thân xuyên qua. Có thể tiểu thế giới này là cùng ngăn cách ngoại giới, căn bản nhìn không thấu. Thuấn thân vô hiệu, di thiên hoán địa cũng vô hiệu. Bước ta mở lớn, nghỉ ngơi phút chốc, Triệu Bân mang ra trận đài, mặc dù biết không dùng được, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Hắn khắc xuống tọa độ, cũng bày đầy thiên thạch, trận đài một hồi ông rung động, hắn trong nháy mắt tiêu thất. Doang, dạng này âm thanh, rất là êm tai. Trận đài cũng không dễ sử dụng. Tiên vương tiểu thế giới che chắn, so thép tấm còn cứng rắn, đã cách trở không gian thông đạo bắc, không phải liền đâm đến đu an đuông vang dội đi. Thật lúng túng a. Triệu Bân ngồi dưới đất, không ngừng nhào nặn mắt. Trở ngại bực này việc cần kỹ thuật nhi, cho tới bây giờ cũng là rất sảng khoái. Không hổ là đạo hư cảnh tiên vương. Triệu Bân thầm mắng, là một hồi tiếp một hồi. Hạo thiên tiên vương đều táng diệt, tiểu thế giới bảo vật cũng bị rời hết sạch, lại là không xuất được môn. Xét thấy tâm tình của hắn rất khó chịu, hắn lại đem hạo thiên tiên vương đào lên. Vì thế, hắn còn cho mình tìm một cái rất tốt lý do, phía dưới quá ẩm ướt, đào ngươi đi ra phơi nắng thái dương. Đương nhiên, hắn đào tiên vương đi ra, cũng không chỉ là phơi nắng. Lấy tiên vương thi thể, có lẽ có thể giải mở miệng cấm chế, dù sao cũng so trở ngại tới đáng tin cậy. Thực sự không được, chỉ có thể dẫn lôi. Nhìn cái này tiểu thế giới cường độ. Không có 10 năm 8 năm, sợ là oanh không ra. Tiền bối, Thánh Hỏa Điện bái kiến. Tiền bối, Ra Mắt Tông bái kiến. Tiền bối, Thiên Tuyệt Điện bái kiến. Triệu Bân khiêng tiên vương thi thể vừa tới mở miệng phiến thiên điện này, liền nghe ngoại giới kêu gọi. Lại là cái kia ba phái lão tổ, lại chạy cái này du sơn ngoạn thủy, thuận tiện, nhìn một chút Triệu Tử Long còn sống không có, như bị hạo thiên tiên vương thôn phệ, vậy tốt nhất bất quá, như còn sống, vậy thì ngày khác trở lại. Âm hồn bất tán. Triệu Bân buông xuống tiên vương thi thể, xách ra bầu rượu, một hồi mãnh quán, trước tiên thấm giọng nói. Chờ một lúc, lại nhìn lão phu một hồi lừa gạt. Chính là cái này ba người, hơi kém hại chết hắn. Nếu không phải Nguyệt Thần có dự kiến trước, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Tiền bối. Thật lâu không thể đáp lại, ba phái lão tổ lại tính thăm dò kêu một tiếng. Tốt xấu là nhất phái lão tổ, thật xa chạy tới. Dù sao cũng phải để bọn ta đi vào uống chén trà. Tiên vương đã bế quan, không tiếp khách. Triệu Bân một tiếng này, gào bá khí ầm ầm. Lời này vừa nói ra, ba phái lão tổ tập thể nhíu mày, từ nghe ra được là Triệu Tử Long âm thanh. Rất rõ ràng, tiểu tử kia còn sống. Rất rõ ràng, hạo thiên tiên vương không động Triệu Tử Long. Cái này, cũng không phải một tin tức tốt. Làm phiền tiểu hữu thông báo, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Ra Mắt lão tổ nói. Đều nói, tiên vương đang bế quan. Triệu Bân tìm tảng đá, ngồi xếp bằng nhi ngồi đó, cũng không phải là không để ba người tiến, hắn cái này đều không xuất được, cái kia ba có thể đi vào. Tiên vương cấm chế quá kinh khủng. Tiên vương lúc nào xuất quan? Tia,
A hỏi chính là Thiên Tuyệt lão tổ. Người nào biết, Triệu Bân vén lỗ tai một cái, bất quá người ba cẩn thận một chút, chờ Tiên Vương xuất quan, sẽ tìm các người cố gắng tâm sự. Trò chuyện, cái gì, ba phái lão tổ trong lòng một lộp bộp. Còn có thể trò chuyện gì, người ba phái hơi kém đem hắn tiểu thư đồng giết chết, cũng không phải tìm chàng tử trở về đi. Cái này như bị ngoại nhân biết được, còn tưởng rằng Tiên Vương lão nhân ra ông ta tốt tính đâu. Cái này, ba phái lão tổ nghe ngóng, tập thể biến sắc. Cục diện này, là phải bị làm tiết tấu a. Tiểu hữu, nơi đây có hiểu lầm. Có hiểu lầm, cái kia càng được tâm sự a. Ngươi, đi thôi, tất cả về nhà chờ xem. Triệu Bân một tiếng gào to, ta có thể cảnh cáo các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng chạy loạn, nếu là Tiên Vương đi, tìm không ra ba người các ngươi, khó tránh khỏi sẽ bão nổi. Đại gia nhắn lại đã hồi phục, tin tức quá nhiều, có thể có lỗ hổng, có thể lần nữa lưu cho ta lời, đa tạ đại gia một đường ủng hộ và cổ vũ. Ba phái lão tổ đi. Chịu một trận lừa gạt, sắc mặt đều không ra thế nào dễ nhìn. Đương nhiên, bọn hắn không biết chính mình bị dao động. Triệu Tử Long dám nói như thế, nhất định là Tiên Vương ngầm thừa nhận. Vẫn là câu nói kia, Triệu Tử Long không đáng sợ, đáng sợ là Hạo Thiên Tiên Vương. Nói chuyện phiếm, như thế nào trò chuyện, đều xem Tiên Vương ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, sợ là sẽ không làm tốt. Tung không cần tính mạng bọn họ, cũng sẽ chặt đẹp bọn hắn một cái. Cục diện chính là như thế cái cục diện. Cường giả vi tôn thế giới, sao chính là của người đó quyền đầu cứng. Nên đi. Triệu Bân ngồi xổm ở mở miệng cái kia, nghe xong thật lâu. Xác định ba phái lão tổ đã rời đi, hắn mới chuyển đến Tiên Vương thi thể. Xong, Tiên Vương thi thể liền bị thả huyết, bị Triệu Bân rắc vào cấm chế bên trên. Tiếc nuối là, không dùng được. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân kéo ống tay áo, đem Tiên Vương thi thể coi là binh khí, chiêu cấm chế đập tới. Bịch bịch âm thanh tuy là nặng nề, nhưng cũng không dùng được, chính là không lay động được ra miệng cấm chế. Cần pháp quyết đặc thù. Triệu Bân ngừng, ngồi ở kia nói nhỏ. Cái suy đoán này rất đáng tin cậy, phải phối hợp pháp quyết phá phong ấn. Hắn từ Vĩnh Hằng giới mang ra một đống bí quyển, đều là từ Tiên Vương cái này càn quét. Khó tránh khỏi, những thứ này bí quyển bên trong liền có mở cửa chi pháp. Mộc lấy nguyệt quang, hắn đã biến thành một cái hiếu học hảo học sinh. Ôm một bộ bí quyển, nhìn gọi là cái nghiêm túc, như còn tìm không ra mở cửa chi thuật mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng đần phương pháp. Đần phương pháp, chính là dẫn lôi. Hắn đã có giác ngộ, đã làm tốt bổ hắn cái 10 năm 8 năm chuẩn bị, hơn nữa một khắc không thể ngừng, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi đường này, bởi vì nghe liền mẹ nó mệt mỏi. Hắn cái này xem xét, chính là 3 năm ngày. Trước trước sau sau, hắn nhìn trên bàn chân ngàn bộ bí quyển. Đáng tiếc a, không có đầu mối. Đến ngày thứ 6, mới thấy hắn ánh mắt lấp lóe. Khôi lỗi tiên pháp. Cái này, là trong tay hắn bây giờ cầm bí quyển. Tên như ý nghĩa, là một bộ có liên quan khôi lỗi hồ sơ. Có khôi lỗi giới thiệu, khôi lỗi luyện chế cùng điều khiển khôi lỗi pháp môn, trong đó trình bày rất nhiều. Ân. Hảo bí pháp. Triệu Bân dùng đầu lưỡi L-I-O-T-A ngón tay, từng tờ một phiên động. Vùi đầu nhìn tặc nghiêm túc. Trong lúc đó, hắn còn xem qua một mắt Tiên Vương thi thể. Luyện chế khôi lỗi thân thể, hắn cái này có vẻ như có một bộ. Trong lúc đó, hắn còn xem qua một mắt Vĩnh Hằng giới. Luyện chế khôi lỗi tài liệu, hắn cái này có vẻ như cũng có thể gọp đủ. Cái này, như thế có ý tốt. Triệu công tử cười, cười tặc vui vẻ. Tìm không được mở cửa chi pháp, vậy thì cưỡng ép cậy khóa thôi. Cái gọi là cậy khóa, chính là dùng Tiên Vương cấp khôi lỗi mạnh phá phong ấn. Không tệ. Hắn muốn đem Tiên Vương luyện thành khôi lỗi. Tiên Vương dù chết, có thể nhục thân còn tại, luyện thành khôi lỗi sau đó, cho dù không sử dụng ra được Tiên Vương đỉnh phong chiến lực, nhưng phá phong ấn không khó lắm, mang theo Tiên Vương kiếm chặt một kiếm, đỉnh hắn dẫn lôi 10 năm. Nói làm liền làm. Hắn lại dọn tới Tiên Vương thi thể, lấy tiên lực rửa đi ô chọc. Sau đó, chính là luyện chế khôi lỗi tài liệu, bị mang ra một đống lớn. Luyện khôi cùng luyện đan luyện khí có dị khúc đồng công chi diệu, đơn giản là tài liệu cùng luyện chế phương pháp. Thật vừa đúng lúc, những thứ này hắn đều có. Tiền bối a, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng vãn bối cũng không thể một mực bị vây ở nơi đây. Ta nếu là có thể ra ngoài,
nhất định đốt thêm một chút tiền giấy cho ngươi. Người nào đó như người nói nhiều, một lời tiếp một lời liên tục không ngừng, trên miệng nói hay lắm, tay chân cũng trơn tru, tế tiên lôi cùng hỗn thiên ma viêm, lồng muộn tiên vương thi thể, chiêu chết rèn luyện một phen. Tiên vương đã táng diệt, tất nhiên là không biết đau. Nhưng rèn luyện là tất yếu, lấy để thăng nhục thân cường độ. Triệu công tử chỉnh có phần chuyên nghiệp, ước chừng rèn luyện 8 ngày lâu. Hẳn là như thế luyện. Triệu Bân một tay nắm khôi lỗi tiên pháp bí quyển, vừa đem một bình ô 7, 8 đen tiên thủy, rắc vào tiên vương thi trên thân. Đây là một loại đặc thù tiên thủy, dung nhập nhục thân có thể tăng cường gân cốt. Hắn lấy tiên hỏa nung khô. Màu đen tiên thủy đều bị luyện vào. Một cái chớp mắt này. Tiên vương thi thể bên trên có ô quang lóe sáng. Sau đó chính là một gốc hỏa hồng sắc dây leo, có long khí quanh quẩn, là hắn từ chân long trên cây lấy, cũng bị luyện vào tiên vương nhục thân, cùng kinh mạch của hắn dung hợp, ra chỉ từng luồng long tức. Lúc này vừa mới bắt đầu. Triệu Bân một bên học một bên luyện. Bị hắn lấy ra tài liệu chừng 1000 loại, có huyền thiết, tiên kim, thiên tinh. Đủ loại, một cái tiếp một cái, đều đâu vào đấy luyện vào, thiếu tài liệu liền có vật khác kiện bổ túc. Cho người đổi cái dung mạo. Tiền bối nên không phản đối. Triệu Bân tìm một khối mặt nạ màu đen, trùm lên tiên vương trên mặt. Mặt nạ này bất phàm, có hay không tướng nhân ra năng lực, lại càng huyền ảo hơn, là từ đặc thù tiên đúc bằng sắt tạo, không chỉ cứng rắn còn rất mềm dẻo, có khắc cổ lão bí văn, lại có giấu một loại lực lượng thần bí. Mặt nạ luyện vào. Tiên vương ngũ quan hoàn toàn biến dạng, sắc mặt biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Bây giờ, như tìm khách quen tới phân biệt. Đều không nhận ra. Cho người đổi một kiểu tóc, tiền bối hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối. Triệu Bân khéo hiểu lòng người, sửa lại tiên vương dung mạo, lại để mắt tới màu tóc. Tiên vương vốn là mái đầu bạc trắng, cứ thế bị hắn dùng đặc thù tiên liệu luyện đen, như thác nước tóc đen xóa. Ta đến giúp đỡ. Tiên lôi xung phong nhận việc nhảy lên phía trước, chui vào tiên vương thể nội. Lôi điện tùy theo xé rách, cho tiên vương nhục thân ra chỉ kinh khủng lôi uy. Nửa tháng lặng yên mà qua. Triệu Bân cũng ngày đêm không ngừng nghỉ bận rộn hơn nửa tháng. 1000 loại tài liệu. Tất cả đã bị luyện vào tiên vương thi thể. Bây giờ lại nhìn, tiên vương đã lớn biến dạng, không còn là tóc trắng tròm râu bạc phơ, không còn là tiên phong đạo cốt, chợt nhìn giống một sát thủ, hàn khí lạnh như băng, liền Triệu Bân cũng không nhịn được dùng mình. Tiên vương đã chết. Có thể tiên vương uy áp vẫn còn. Ta sát khí mượn ngươi một chút. Triệu Bân nói, trăm năm hồng trần sát khí hiển thị rõ. Hắn lấy luyện khôi chi pháp, đem sát khí dẫn vào tiên vương thể nội, lấy tiên hỏa lồng mộ, luyện vào hắn thi thể, sát khí đối chiến lực có bổ trợ, càng nhiều thời điểm còn có thể dọa người, tới một chút rất có tất yếu. Sát khí sau đó, chính là bột đá. Thạch phương tảng đá, mài thành bột đá. Hắn ôm tê dần túi, đồng dạng dung nhập tiên vương thể nội. Khối đá này vẫn có che lấp năng lực. Có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn lén. Đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Triệu Bân phật tay, lấy một kiện khôi giáp màu đen. Đây là một bộ huyền giáp, là kèm theo phản thương năng lực, đồng dạng bị xem như luyện khôi tài liệu, cưỡng ép luyện vào, ẩn vào tiên vương thể nội, nếu là bị ngoại nhân công phạt, huyền giáp năng lực tự có phản thương. Siêu! Triệu Bân nhẹ phẩy ống tay áo. Áo mãng bào màu đen bao phủ tiên vương. Một bước cuối cùng. Hắn mới đưa lạc ấn khắc vào tiên vương thi thể. Cũng là trong chớp nhoáng này, tiên vương mi tâm nhiều một đạo ngọn lửa ấn ký, như tự hoạt bát như vậy, thiêu đốt lên quỷ quyệt ngọn lửa, nhưng nó chỗ để lộ ra, lại là một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lên! Triệu Bân hét lên một tiếng. Ra lệnh! Người động! Nằm thẳng ở trên bãi đá tiên vương, thông suốt đứng lên, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Hắn mở con mắt, lại là con mắt trống rỗng, thần thái thì thất thần. Không có chút nào người chi tình cảm giác, âm lãnh như một khối hàn băng, kinh khủng hồng trần sát khí, lôi đình chi uy cùng tiên vương vốn có uy áp, rất có vài phần sát thần tiềm chất, thân là người luyện chế Triệu Bân, đều rất cảm thấy tim đập nhanh. Khôi lỗi trở thành, hàng thật giá thật tiên vương cấp khôi lỗi. Hắn như tấm bia to giống như đứng lặng, trầm trọng mà kiên cường. Dưới ánh trăng, Triệu Bân mang theo bầu rượu, vòng quanh tiên vương vừa đi vừa về xoay quanh nhi, khi thì còn đưa tay. Xoa bóp tiên vương, tùy tiện gõ lên vừa gõ, tựa như gõ thép tấm, âm thanh pao pao vang dội, không là bình thường cứng rắn. Thật mạnh a! À. Tiên lôi cùng Long Uyên cũng treo ở giữa không trung, đi lòng vòng nhìn.
Tiên vương cấp khôi lỗi, cho dù là đứng bất động cũng rất có khí chàng cùng uy thế. Tới một quyền. Triệu Bân lui về phía sau lui, chỉ phía xa núi xa xa nhạc. Ra lệnh, tiên vương bỗng nhiên bước ra một bước, một quyền cách không oanh ra. Phanh. Cùng với một tiếng oanh minh, sơn nhạc nguy nga ầm vang sụp đổ. Triệu Bân nhìn âm thầm nuốt nước miếng, cũng không phải là bởi vì sơn nhạc sụp đổ mà tim đập nhanh, là bởi vì tiên vương quyền uy, cho dù đây là nhất kích vật lý công phạt, cũng bá liệt vô song, có thể đem hắn một quyền đánh thành cho bụi. Không tệ. Triệu Bân lại đi lên trước, vỗ vỗ tiên vương bả vai. Tôn này tiên vương cấp khôi lỗi, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng không uổng công hắn cẩn trọng luyện nửa tháng, vì thế, còn háo tổn rất nhiều tiên liệu, gặp tiên vương như vậy bá đạo, gọi là cái vui mừng a. Tùy ngươi đạo hiệu, sau này liền gọi ngươi Hạo Thiên. Triệu công tử cười cười, danh tự này nghe rất bá khí có hay không? Dẫn con khôi lỗi này ra ngoài tản bộ, xem ai còn có ý tốt đánh hắn. Đuổi kịp. Triệu Bân ném đi bầu rượu, quay người thẳng đến mở miệng. Tiên vương như cái tiểu tùy tùng nhi, theo sát phía sau hắn. Lại đến ra miệng vùng thế giới kia, Triệu Bân vô cùng có lực lượng, hắn oanh không ra này đáng chết phong ấn. Không có nghĩa là tiên vương cấp khôi lỗi oanh không ra cũng không sao, nhiều oanh hai cái liền mở ra. Liền cái này, nhắm ngay đánh cho ta. Triệu Bân chỉ một phương, nói đi liền trơn tru ra khỏi đến một bên. Hắn cái này vừa lui, Hạo Thiên liền một bước tiến lên, một quyền đánh đi lên. Bao! Vẫn là tiếng kim loại va chạm. Tiên vương cấp khôi lỗi một quyền, càng không thể đánh xuyên phong ấn. Chậc chậc chậc. Triệu Bân nhìn thổn thức chặt lưỡi. Ngưu A. Hạo Thiên tiên vương thật mẹ nó Ngưu A. Người đều táng diệt. Ra cửa phòng ấn còn như vậy cứng chắc. Cho ta chặt. Triệu Bân xách ra tiên vương kiếm, nhét vào Hạo Thiên trong tay. Tiên vương khôi lỗi tay cầm tiên vương kiếm, vẻn vẹn nhìn xem đều bá khí ầm ầm. Ông. Hắn một kiếm, đầy đủ kinh khủng. Phòng ấn lại không cứng chắc, bị hắn một kiếm chém ra. Ta lòng rất an ủi. Triệu Bân một lời rất sâu nặng, vẫn là tiên vương khôi lỗi dễ dùng. Không còn phong ấn cách trở, hắn dẫn Hạo Thiên một bước đi ra tiểu thế giới, tại cái này bị vây mấy nguyệt, cuối cùng là chạy ra, tiểu thế giới mặc dù thanh tĩnh, nhưng phía ngoài không khí, có vẻ như rõ ràng hơn mới. Lần này không uổng công, lại là nghịch thiên tạo hóa. Lưu cái này giữ nhà. Triệu Bân hóa ra hai đạo phân thân, đặt ở tiểu thế giới. Trước khi đi, hắn còn cho tiểu thế giới nhập khẩu tăng thêm mấy đạo cấm chế, thẳng có người lại chạy cái này bái phỏng, liền do phân thân tới lửa gạt, tiên vương đã táng diệt chuyện, cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Lại nói tiểu thế giới này, hắn giữ lại còn có đại dụng đâu. Hắn sớm muộn là muốn đi, lưu cho bạn cũng không thể thích hợp hơn, tao ngộ nguy cơ lúc có thể đi vào tị nạn, Hạo Thiên tiên vương tu luyện động phủ, nên không có mấy người dám xông vào, đây cũng là một sự uy hát yêu ta. Đi. Triệu Bân một bước lên trời, thẳng đến Bát Phương Thành. Đến nỗi Hạo Thiên, thì bị gọi vào Vĩnh Hằng Giới. Có vị này tỏa chấn, hắn cũng nhiều không thiếu sức mạnh, chỉ cần không gặp được tiên vương cùng chuẩn tiên vương cường giả, cơ bản không có trở ngại, cho dù là Thái Hư Đỉnh Phong, tiên vương khôi lỗi cũng có thể chống đỡ được tràng diện. Nói Thái Hư Đỉnh Phong, vẫn thật là gặp phải Thái Hư Đỉnh Phong. Triệu Bân mới ra mảnh này quần sơn, liền đụng phải một cái ngân bào lão giả. Hàng này nhìn lên liền biết không phải gì hảo điều, quanh thân dòng chơi cũng là huyết sắc sinh linh sát khí, cẩn thận lắng nghe, còn có thể từ trên người hắn nghe được anh hải tiếng khóc, đó là tiểu oán linh nhóm kêu rên. Như đoán không sai, kẻ này là dùng anh hải sinh linh làm tu luyện. Thật là tinh thuần khí huyết. Ngân bào lão giả L.I.O.T.A. đầu lưỡi đỏ chét, đối với Triệu Bân lộ xâm nhiên cười. Hắn con mắt là máu đỏ, bình thường tu gian ác công pháp. Cơ bản đều màu sắc này. Giao ra bảo vật, nhưng ngươi chết thống khoái chút. Nếu không thì thế nào nói là Thái Hư Đỉnh Phong, nói chuyện chính là phách lối. Tựa như vị này, có vẻ như liền cường đạo ngôn ngữ trong nghề đều chẳng muốn nói. Không cho. Triệu Bân rung đầu, gương mặt người vật vô hại. Như đặt ở những ngày qua lời nói, hắn sẽ nghiêng đầu mà chạy. Hôm nay đi, ánh trăng không tồi, rất thích hợp giết người cướp của. Đến nỗi ai giết ai? Đến nỗi ai cướp ai? Cái kia thì nhìn riêng phần mình đạo hạnh. Cơ hội khó được. Tối nay trước tiên dùng Thái Hư Đỉnh Phong thử xem Hạo Thiên chiến lực. Thử qua sau đó,
hắn có phương pháp giết chết tôn này thái hư cảnh. Tự tìm cái chết. Ngân bào lão giả nhe răng cười, cách không dò xét đại thủ. Triệu Bân không động, Hạo Thiên lại đón đầu công tới, một quyền đả diệt đại thủ, kèm thêm ngân bào lão giả, cũng bị oanh đạp đạp lui lại, mỗi lùi một bước, thần sắc liền kinh ngạc một phần, tiên vương cấp khôi lỗi. Ông! Hắn kinh dị một cái chớp mắt, Hạo Thiên lại giết tới, tay cầm tiên vương kiếm lăng thiên đánh xuống. Tiên vương kiếm trầm trọng, rơi vào Hạo Thiên trong tay, tự có vô song kiếm uy khôi phục. Ngân bào lão giả chợt biến sắc, vội vàng hoàng tế bản mệnh khí, chính là một mặt huyết sắc tiên kính, nở rộ yêu dị chi quang, treo ở đỉnh đầu hắn, hồi phục thần uy, lấy đón đỡ tiên vương khôi lỗi công phạt. Bao! Răng rắc! Tiếng này âm liên tiếp vang lên. Thái hư cấp pháp khí không ra thế nào đủ nhìn, bị Hạo Thiên một kiếm đánh cho nổ tung vết rách. Thân là chủ nhân ngân bào lão giả, thì kêu đau một tiếng cộng thêm một hồi lảo đảo, thần sắc càng lộ vẻ chấn kinh, tiên vương khôi lỗi thì thôi, lại vẫn tay cầm tiên vương kiếm, liền bổn mạng của hắn khí đều gánh không được. Oanh! Hạo Thiên nhanh như thiểm điện, lại một lần giết đến. Ngân bào lão giả hừ lạnh một tiếng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua. Bắt giặc trước bắt vua. Hàng này không ngốc, tránh khỏi Hạo Thiên nhất kích, liền chạy thẳng tới Triệu Bân. Người khác còn chưa giết tới, thì thấy mi tâm chớp lóe, có nguyên thần kiếm chém ra, chỉ cần diệt người thao túng, tiên vương khôi lỗi liền chưa đánh đã tan, thật sự cho rằng có tiên vương khôi lỗi, chính là vô địch thiên hạ. Tranh! Thái hư nguyên thần kiếm bẻ gãy nghiền nát, uy lực thì tuyệt diệt. Triệu Bân cũng sẽ không đứng ở đó bị đánh, quay người trốn vào vĩnh hằng giới. Người đâu? Ngân bào lão giả một hồi kinh ngạc. Như vậy cái người sống sờ sờ, nói không có liền không có. Tranh! Triệu Bân biến mất, có thể Hạo Thiên còn tại. Hắn lại một kiếm lăng thiên, so với trước kia kiếm kia bá đạo hơn. Phốc! Ngân bào lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ tháo một tay. Chờ đứng vững lúc, tiên vương khôi lỗi cũng đã biến mất, không gặp lại bóng dáng. Ngân bào lão giả càng mộng, người đều chạy đi đâu. Rất rõ ràng, Triệu Bân đem Hạo Thiên thu vào vĩnh hằng giới. Muốn thu thập thái hư đỉnh phong, còn phải đánh một cái tập kích bất ngờ mới được. Nơi đây, không nên ở lâu. Ngân bào lão giả ánh mắt mẫn cảm không chắc, quay người liền đột. Chính là tích tắc này, Triệu công tử giết ra vĩnh hằng giới. Hắn làm tiên nhãn thuấn thân giết đến ngân bào lão giả trước người. Nhưng hắn không công phạt. Lấy hắn huyền tiên này một ít chiến lực, căn bản không phá nổi thái hư phòng ngự. Hắn mặc dù không phá nổi, nhưng tiên vương cấp Hạo Thiên lại phá mở, mà cái này tiên nhãn thuấn thân, chính là muốn đem Hạo Thiên đưa đến ngân bào lão giả trước người, cái gọi là tuyệt sát, sẽ có Hạo Thiên thay hắn hoàn thành. Thuấn thân, ngân bào lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng còn tại đằng sau đâu. Tất nhiên là tiên vương khôi lỗi Hạo Thiên, đã từ vĩnh hằng giới giết ra, đã giết đến ngân bào lão giả trước người, tay cầm vẫn là cái thanh kia tiên vương kiếm, vô song kiếm uy khôi phục, để hắn nguyên thần chân thân đều một hồi nhói nhói. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Ngân bào lão giả đầu người bị Hạo Thiên một kiếm chặt xuống, liền nguyên thần cũng cùng nhau hủy diệt. Hắn chết phiền muộn, giả tưởng qua rất nhiều chết kiểu này, duy chỉ có không ngờ đến là bị tiên vương khôi lỗi dây, chuyện cũ kể thật không giả. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, ăn cướp không thành bị diệt. Cái nào chạy? Ngân bào lão giả táng diệt, nhưng hắn bản mệnh khí nhưng phải trốn. Triệu Bân sử dụng Hạo Thiên ấn, đem tiên kính đập rơi xuống hư không. Ông! Tiên kính rất có linh tính, lại vẫn suy nghĩ bỏ chạy. Hạo Thiên rút kiếm giết tới, tại chỗ bổ cái nát bấy. Tất cả chớ động, ta tới. Long Uyên tặc tự giác, đem thái hư pháp khí mảnh vụn cuốn đi. Triệu Bân thì thu ngân bào lão giả thi thể, kèm thêm đầu người cùng nhau lấy đi, cỗ này thi thể cũng không tệ lắm, luyện chế thành một tôn khôi lỗi, nên cái lựa chọn tốt, lại sẽ thêm một cái miễn phí tay chân. Xem đi, vẫn là ăn cướp nhanh đến tiền. Thái hư cảnh chân tàng toàn bộ thành chiến lợi phẩm của hắn. Sau 5 ngày, Triệu Bân hiện thân Thiên Tuyệt ngoài điện. Nếu không thì thế nào nói là đại phái, nội tình chính là không tầm thường, xa xa nhìn lại. Thiên Tuyệt Điện Thiên Sơn, chính xác nguy nga bằng bạc, thấp thoáng trong mây mù, thấy nhiều lơ lửng cung điện, còn có dị tượng diễn hóa ở trong đó. Vẻn vẹn dáng điệu này, không hề yếu Thánh Hỏa Điện. Lần này, hắn không có tận lực che giấu chân hình. Nguyên nhân chính là không có tận lực che giấu,
mới nhìn thế nhân một hồi kinh ngạc. Tiểu tử này không phải chôn ở thiên khung di tích, như thế nào mẹ nó còn sống? Sống sót liền còn sống, lại vẫn trắng trợn tới thiên tuyệt điện, liền không sợ bị làm gì. Tiểu hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thiên tuyệt điện có một đám lão gia hỏa tuôn ra, cầm đầu chính là thiên tuyệt lão tổ. Triệu tử long bây giờ thân phận cũng không bình thường, hắn đại biểu thế nhưng là hạo thiên tiên vương. Cái này, thế nhân nghe xong tập thể mù. Đây vẫn là ngày thường ngang ngược càn rỡ thiên tuyệt điện sao. Đối mặt cừu gia triệu tử long, không có ngay tại chỗ khai kiền thì thôi, lại vẫn như vậy khách khí, cho dù triệu tử long có một cái rất thần bí sư tôn, cũng không thể cho các ngươi thiên tuyệt điện sợ đến như vậy a. Có chuyện gì? Trong đó nhất định có chuyện gì? Đang khi nói chuyện, thiên tuyệt lão tổ đã nghênh đến, mặc dù khó chịu, nhưng đều khách khí. Đạo lý vẫn là đạo lý kia, triệu tử long không đáng sợ, tiên vương mới dọa người. Hạo thiên tiền bối không đến, thiên tuyệt lão tổ tính thăm dò đạo. Tới a, triệu bân trở về tùy ý, lại mở lừa gạt hình thức. Đây chính là tiên vương cấp, nhưng mưu đủ kình ẩn núp, thái hư cảnh là tìm không ra. Nguyên nhân chính là có phần này chắc chắn, hắn mới dám như vậy lừa gạt, có gan liền tìm cho ra, như tìm không ra, nói chuyện liền khách khí một chút nhi, chọc ta không sao, gây tiên vương không cao hứng, là sẽ bão nổi. Đừng nói, thiên tuyệt điện thật sự bị hù dọa. Tiên vương tuyệt đối tại. Chỉ có điều chưa hiện ra thân thôi. Hạo thiên tiền bối, thiên tuyệt điện sớm đã chuẩn bị tiệc rượu, mong rằng phần mặt mũi. Thiên tuyệt lão tổ đạo, nói, còn hướng về phía một phương hư vô chắp tay tới thi lễ, thần thái gọi là một cái chân thành tha thiết ha. Hạo thiên, tiền bối, thế nhân lại tập thể nhíu mày. Có thể bị thiên tuyệt lão tổ xưng là tiền bối người. Cũng không nhiều. Thêm nữa hạo thiên hai chữ, chẳng lẽ, là ẩn thế nhiều năm hạo thiên tiên vương. Đối với, chắc chắn là hắn. Thì ra là thế. Quá nhiều lão bối lộ hiểu ra sắc. Khó trách triệu tử long dám đến cái này tản bộ. Khó trách thiên tuyệt điện đối với triệu tử long khách khí. Nguyên là hạo thiên tiên vương nguyên nhân. Tiểu tử kia cùng hạo thiên tiên vương quan hệ không ít cái nào. Tin tức này đầy đủ kinh người. Bọn hắn chỉ biết triệu tử long có cái thần bí sư tôn. Cũng không biết, tiểu tử kia còn cùng một tôn tiên vương có ngọn nguồn. Uống rượu thì không cần, sư bá lão nhân gia ông ta không thích náo nhiệt. Triệu bân ổn ép một cái, còn xử tại cái kia lừa gạt, nói ra dáng. Đặc biệt là sư bá cái kia hai chữ, hắn âm sắc đặc biệt trọng, không chỉ là nói cho thiên tuyệt điện nghe, cũng là nói cho thế nhân nghe, hạo thiên tiên vương chính là nhà ta sư bá, sau này thiếu cùng ta cả sự tình. Chọc lão nhân gia ông ta, để các người chịu không nổi. Giải rác một lời rất có lực uy hát yêu ta. Thiên tuyệt điện nghe hiểu, thế nhân cũng nghe tinh tường. Sư bá đều rời ra ngoài, đồ đần mới có thể tìm kích động, một cái thần bí sư tôn, đã đủ để cho người nhức đầu, càng không nói đến lại tăng thêm một tôn tiên vương, chọc mạch này, ngủ dám nhắm mắt. Ách ha ha ha, thiên tuyệt lão tổ trong nháy mắt cười ha ha, so sánh những ngày qua uy nghiêm băng lãnh, hắn giờ phút này, vô luận từ chỗ nào nhìn, cũng giống như cái hỏa ái dễ gần lão tiền bối. Địa thế còn mạnh hơn người. Không theo tâm không được a. Ai bảo người hậu trường cứng rắn đâu. Người ta ân oán, nói thế nào? Triệu bân vén lỗ tai một cái. Là chúng ta có mắt không tròng, tiểu hữu đại nhân đại lược, chớ ghi hận mới tốt. Thiên tuyệt lão tổ vội vàng hoàng đạo. Cũng như người thiên tuyệt điện như vậy, sư tôn ta cùng sư bá khuôn mặt để nơi nào? Triệu bân lạnh lùng một tiếng, ngược lại biết chuyển hậu trường, hai câu không rời sư tôn, ba câu không rời sư bá. Rời ra ngoài liền hù dọa người. Cái kia tiểu hữu muốn như thế nào? Thiên tuyệt lão tổ một tiếng gượng cười. Không nghĩ như thế nào, gần đây có chút eo hẹp. Triệu bân ý vị thâm trường nói. Lời này, thiên tuyệt lão tổ nghe mặc dù tức giận, nhưng trong lòng thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì dễ làm rồi, dù sao cũng tốt hơn tiên vương tìm bọn hắn tính sổ sách. Tiểu hữu muốn, bao nhiêu? Thiên tuyệt lão tổ nhỏ giọng nói. Sư tôn ta cùng sư bá mặt mũi trị giá bao nhiêu tiền, thì cho bấy nhiêu thôi. Triệu bân nhún vai. Lời nói này có trình độ. Lời này ngụ ý cũng rõ ràng. Cho thiếu đi, ta sẽ mất hứng. Cho thiếu đi, sư tôn ta sẽ chửi mẹ. Cho thiếu đi, sư bá ta sẽ say khướt. Ý tứ chính là, ngươi xem đó mà làm. Cái này, xích lỏa lỏa lạc tác sao?
Đám khán giả ho khan đạo. Có thể không cho a? Không thiếu lão bối Chát Đôi Nhi, Chát Đôi Nhi vuốt sợi râu. Như gây Hạo Thiên Tiên Vương bão nổi, cũng không phải là chuyện tiền, bằng hữu thân thích đều phải tới ăn đám. Cho nên a, của đi thay người. Đạo lý kia, Thiên Tuyệt Điện sẽ không hiểu. Đã biết rõ, không phải liền phải bỏ tiền đi. Một chút lễ mọn, bất thành kính ý. Thiên Tuyệt lão tổ cầm túi chữ vật, tuy là tại cười làm lành, lại là một mặt thịt đau. Tiên Vương có cao hứng hay không, bọn hắn không biết, nhưng vị này có thể muôn ngàn lần không thể sờ hắn lông mày, cái này như trở về mỗi ngày nói bọn hắn nói xấu, ai chịu nổi. Ân, Triệu Bân từ không khách khí, tiện tay đón lấy. Đi đến một nhìn, tiên thạch trồng chất thành núi, còn có binh khí, đan dược và tiên liệu những thứ này, cũng là nhiều không đếm hết, liền hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Tuyệt Điện lại lớn như vậy thủ bút, vượt xa hắn đoán trước. Vì hóa giải ân oán, Thiên Tuyệt Điện cũng là dốc hết vốn liếng. Thế nhân nhìn hai mắt tròn trịa, không biết trong túi chữ vật chứa bao nhiêu tiền tài. Nhưng nhìn Triệu Tử Long thần thái, hẳn là không thiếu, thiếu đi hắn cũng không làm cái nào. Sư bá gần nhất tại luyện một lò đan, còn thiếu một vật. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, Thiên Tuyệt lão tổ cười ha ha, vẫn như cũ khách khí. Ký ức chi hoa. Chúng Thiên Tuyệt Điện lão giả nghe xong tất cả nhíu mày, có vẻ như đều không nghe qua. Nói thực ra, Triệu Bân trước đó cũng chưa từng nghe, cuối cùng cảm giác Hạo Thiên Tiên Vương lừa gạt hắn, nhưng, hắn từ tiểu thế giới tìm ra bí quyển bên trong, đích xác có cái này tiên liệu ghi chép, liền chứng minh xác thực tồn tại. Sư bá không lấy không? Triệu Bân phật tay, lấy ký ức chi hoa bí quyển. Rất rõ ràng, là muốn để Thiên Tuyệt Điện giúp đỡ tìm, nhiều người lực lượng đại mà. Chúng ta định dốc hết toàn lực tìm, Thiên Tuyệt lão tổ đạo. Sư bá chờ tin tốt lành, Triệu Bân lưu lại một ngữ, quay người rời đi. Tiểu hữu, người ta ân oán. Dễ nói. Triệu Bân không nói nhảm nhiều, chỉ hai chữ này. Cũng không thể quá ác, như đem Thiên Tuyệt Điện làm phát bực, như đi bọn hắn tìm khác tiên vương hòa giải, cái kia một ít chuyện có lẽ sẽ bại lộ, vừa đúng là được, ngày nào tình hình kinh tế eo hẹp, lại đến cái này dạo chơi. Triệu Bân đi. Thiên Tuyệt Điện cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, bao quát Thiên Tuyệt lão tổ ở bên trong, cũng như ăn quả cân, trong lòng cái kia đổ đắc hoảng, là bọn hắn đoán sai Hạo Thiên Tiên Vương bản tính, đây chính là vĩnh hằng tiên thể, cỡ nào nghịch thiên huyết thống, lại không thôn phệ Triệu Tử Long huyết mạch, chẳng những không có thôn phệ, còn vì tên kia trống lên nửa mảnh thiên. Cái này phát thao tác không sao, có thể khổ bọn họ. Vì chấm dứt ân oán, hắn Thiên Tuyệt Điện có thể nói đổ máu lớn. Hao tài tiêu tai. Bọn hắn không thể trêu vào tiên vương. Đuổi kịp. Đám khán giả cũng đi, lặng lẽ đi theo Triệu công tử. Tại Thiên Tuyệt Điện lạc tác một phiếu, cái kia hàng chắc chắn còn có thể đi nhà thứ hai. Liền thí dụ như, Thánh Hỏa Điện. Chờ xem, phàm là tại di tích tham dự qua vây giết hắn, hoặc cùng Triệu Tử Long có thủ oán thế lực, một cái đều chạy không được, nội tình hùng hậu Thiên Tuyệt Điện đều túng, bọn hắn dám không theo tâm. Như bọn hắn sở liệu, Triệu công tử lại định thân, đã là lánh nhất mạch truyền thừa. Cũng như Thiên Tuyệt Điện, này một mạch lão tổ cùng chúng thái thượng trưởng lão thân nghênh, mỗi đều khách khách khí khí, cái nào cũng không dám chậm trễ, Thiên Tuyệt Điện một chuyện, đã đầy đủ chứng minh Triệu Tử Long lá bài tẩy. Gần nhất, trong tay có chút nhanh. Triệu Bân lời dạo đầu đều chẳng muốn nói, há mồm liền ra một câu như vậy. Hắn bể bộn nhiều việc, còn rất nhiều thế lực muốn đi dạo đâu. Phải lần lượt thu phí bảo hộ. Đều thẳng thắn chút nhi. Người hảo ta tốt mọi người hảo. Nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý. Này một mạch lão tổ, mặt mũi tràn đầy cười ha hả. Chuyện mà có thể dùng tiền giải quyết nhi, vậy đều không phải là sự tình. Nhưng có ký ức chi hoa. Triệu Bân không khách khí, tiện tay cầm túi chữ vật. Này một mạch cho không tính thiếu, cũng vượt qua hắn mong muốn. Chưa từng nghe thấy. Chúng mạnh tập thể lắc đầu. Đây là ký ức chi hoa đồ văn, làm phiền tìm, sư bá lão nhân ra ông ta không lấy không. Triệu Bân lại lấy bí quyển, đây không phải trọng điểm là câu kia sư bá, lại rời ra ngoài dọa người. Định đem hết khả năng. Hẹn gặp lại. Triệu Bân khoát tay áo, quay người rời đi. Nhưng hắn câu này hẹn gặp lại nghe người một hồi chán ghét. Hẹn gặp lại. Người nhà còn tới. Cuối cùng cảm giác. Hắn như cái thu bảo hộ phí. Đám khán giả đều đang sờ cái cằm,
đem Triệu Bân Hành vì ví dụ rất nhiều hình tượng. Lời này cũng không sai, bây giờ Triệu công tử, cũng không phải chính là lần lượt thu phí bảo hộ sao. Hiếm thấy có thể mượn Tiên Vương tên tuổi, còn không chiêu chết tống tiền, liền dựa vào cái này phát tài. Gần nhất, trong tay có chút nhanh. Một ngày này, Triệu Bân ven đường đi dạo mười mấy cái thế lực. Dư thừa nói nhảm không có, này hàng mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Thu phí bảo hộ đi. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, hắn không chỉ là thu phí bảo hộ, vẫn là tại tìm ký ức chi hoa. Tiếc nuối là, hỏi nhiều như vậy thế lực, cũng không nửa điểm tin tức. Vẫn là Hạo Thiên Tiên Vương tên tuổi dễ dùng. Tiểu tử kia, có vẻ như đã không biết xấu hổ. Vẫn như cũ có quần chúng đi theo Triệu Bân, một đường thổn thức một đường chặt lưỡi. Bọn hắn cho là kiếm tiền, vô cùng khó khăn, nhưng công việc này rơi vào Triệu Tử Long trong tay, giống như rất nhẹ nhàng, gì đều không cần làm, lần lượt lấy tiền liền tốt, hơn nữa tất cả thế lực đều dị thường phối hợp, đoạn đường này lạc tác xuống, đạt được tài vật số lượng, nên không cách nào đoán chừng nhiều. Nhân quả tự có báo. Không thiếu lão bối đều thổ lộ chân lý này. Tưởng tượng ngày xưa thiên khung di tích, Triệu Tử Long bị đuổi giết lúc, là bực nào thê thảm, đã làm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, hứa bọn hắn truy sát Triệu Tử Long, không khen người thu phí bảo hộ. Triệu Bân còn tại đi. Con đường này hắn sẽ tiến hành tới cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn là lấy ít khuôn mặt, cũng chỉ nhằm vào những cái này có thủ oán, đến nỗi những cái kia trung lập cùng không đuổi giết thế lực của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không chạy tới khi dễ người ta. Thuận theo tự nhiên. Cho bao nhiêu hắn đều thu. Cho thiếu hắn cũng sẽ không ăn cướp trắng trợn. Dám cho thiếu, tất có cường đại hậu trường, hoặc cùng bậc đại thần thông có liên quan. Phải biết, sao Bắc Cực cũng không chỉ Hạo Thiên Tiên Vương một tôn đạo hư cảnh, còn có không ít khác ẩn thế tiên vương đại lão, trong đó có không ít thế lực, cũng là bọn hắn che đậy, một cái làm không tốt sẽ gây ra mầm tai vạ. Cho nên nói, thấy tốt thì ngưng. Ngày thứ 9, hắn lại tới Thánh Hỏa Điện. Vẫn là Thánh Hỏa Điện tự giác, đều không cần Triệu Bân mở miệng, ô ương bóng người tụ ở trước điện, Thánh Hỏa Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Ma thân nghênh, cũng là cười ha hả, thế nhưng loại cười so với khóc còn khó nhìn, đặc biệt là Hắc Sơn Lão Ma, không chỉ ném đi tu vi, còn ném đi tiên vương cấp pháp khí. Lấy tiền, rời đi, Triệu Bân đến nhanh đi cũng nhanh. Trước khi đi, hắn tại Thạch Phường mua một đống lớn tảng đá. Trước khi đi, hắn còn chuyên môn đi một chuyến Thiên Các mua tình báo. Đáng tiếc, Thiên Các cũng không ký ức chi hoa tin tức. Đi dạo qua Thiên Tuyệt Điện, Lạc Tác Thánh Hỏa Điện, Triệu công tử sao có thể không đi hỏi Thế Tông nhìn một chút, ra mắt trưởng giáo cùng ra mắt lão tổ cũng là khách khí, ra mắt thánh tử Lương Khâu đến mà lại không dám mạo hiểm đâu. Phía sau nhiều ngày, Triệu Bân đều tại Bắc Đầu Tinh du lịch. Chiếu như thế thu, cái này cần thu bao nhiêu tiền cái nào? Tung một phương thế lực 1 triệu, cũng có mấy chục triệu đi. Mấy chục triệu, người có phần quá coi thường Hạo Thiên Tiên Vương uy nghiêm. Bóng người nơi tụ tập rất nhiều nghị luận, chắc là có thể nghe Triệu Tử Long tên, thật quá nghiêu bức, trắng trợn thu phí bảo hộ, không biết bao nhiêu thế lực bị chiếu cố, không biết thu bao nhiêu cái gọi là nho nhỏ lễ mọt, liền cái này, tên kia còn đặt cái kia đi dạo, chuyển tất cả thế lực trong lòng thẳng lộp bộp. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân trở về Bát Phương Thành. Hắn không che giấu tự thân chân hình, là nghênh ngang tiến vào, đúng lúc gặp sáng sớm hảo thời gian, phồn hoa Bát Phương Thành bởi vì hắn thêm một vòng ồn ào sôi sục, thấy hắn vào Diệp gia, càng là lông mày chọn lão cao. Tới thu bảo hộ phí. Lấy lão phu đến xem, ngược lại càng giống là thông cửa nhi. Ý tứ này, Triệu Tử Long cùng Diệp gia còn có ngọn nguồn. Phố lớn ngõ nhỏ tiếng nghị luận rất nhiều, đủ loại ngờ tới đủ loại có. Ánh mắt sắc bén lão bối. Đều ngữ trọng tâm trường vuốt sâu một cái, rất rõ ràng, Triệu Tử Long cùng Diệp gia quan hệ không ít, cùng Triệu Tử Long dính líu quan hệ, chính là cùng Hạo Thiên Tiên Vương dính líu quan hệ. Vạn không thể trêu chọc Diệp gia. Cái này, là thế nhân ở dưới phân tích. Cái này, cũng là Triệu Bân mong muốn hiệu quả, không che giấu chút nào đi tới, chính là mục đích này, chủ yếu là cho thế nhân nhìn, ngụ ý rõ ràng, Diệp gia ta che đậy, chớ cùng nó cả sự tình. Tiểu Hữu, thỉnh. Hôm nay Diệp gia, cái kia phi thường náo nhiệt. Diệp lão tổ, Diệp gia chủ hòa chúng thái thượng trưởng lão tất cả ra, không nghĩ tới Triệu Tử Long sẽ đến Diệp gia, đây chính là cái tiểu tổ tông, chọc hắn không sao, chọc nhà hắn sư tôn cùng sư bá, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cùng với Diệp Lan chính là bạn cũ.
Triệu Bân chắp tay hàn huyên, diễn gọi là cái thật. Cái này một lời là đủ rồi, hoàn toàn có thể giải thích rất nhiều chuyện. Nhưng cái này một lời, lại là nghe Diệp thị nhất tộc tập thể kinh ngạc. Nhà hắn Diệp Lan, kết quả còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm bọn hắn, phía trước có cái thần bí sư tôn, bây giờ lại cùng Triệu Tử Long là bạn cũ, quả thực ngoài ý muốn, vô luận thế nào nói, đây đều là thiên đại hảo sự. Có cái tầng quan hệ này tại. Xem ai còn có ý tốt khi dễ Diệp ra. Hí kịch tinh A. Khương Vấn Thiên, Nam Thiên Chân Nhân Hoa Tiên Chân Nhân cùng Hoa Hoa Lão Đạo đều còn tại, gặp một màn kia, thổn thức không thôi, tiểu tử kia thật giỏi A. Những ngày này là thuộc hắn nóng nhất, hai khỏa cổ tinh vừa đi vừa về chuyển, sát bên cái thu phí bảo hộ, người trong truyền thuyết mới, đều như vậy phát tài. Thật đem y bát truyền cho Triệu Bân, Mưa Hoa Tiên lẩm bẩm ngữ. Cái này ngờ tới đáng tin cậy, nếu không phải quan hệ đặc biệt sắt, Triệu Bân cũng không dám lãng như vậy. Hàn huyên sau đó, Triệu Bân uyển cự Diệp ra mở tiệc chiêu đãi, đi khu rừng nhỏ. Sau lưng, người Diệp ra đều như có điều suy nghĩ, Triệu Tử Long những ngày này, khắp thiên hạ thu phí bảo hộ, cũng là khắp thiên hạ tìm ký ức chi hoa, cũng là vì nhà hắn Diệp Lan. Mưa Hoa Tiên tiền bối nói, chỉ có ký ức chi hoa có thể cứu, coi là thật như thế, Diệp Lan cùng Triệu Tử Long sẽ là bình thường bạn cũ. Còn có, Hạo Thiên Tiên Vương phải chăng cũng tới. Cái kia nhà hắn Diệp Lan có phải hay không được cứu rồi? Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đám người đang muốn lúc, có tiền lớn người tới thăm. Chính là những thế gia khác người, đều là lão tổ đích thân đến. Triệu Tử Long tiến vào Diệp gia phủ đệ, không phải liền phải đến nhìn một chút đi. Nói trắng ra là, tìm cách thân mật. Dù sao bát đại thế gia liên minh, Diệp gia cùng Tiên Vương dính líu quan hệ, bọn hắn cũng có thể dính thơm lây. Không cần quá nhiều, đừng bỏ lại bọn hắn những thứ này minh hữu liền tốt, thực sự không được nhường ngươi Diệp ra làm minh chủ thôi. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tới không chỉ là các đại thế gia lão tổ, còn có không ít ẩn thế cao nhân. Nói là bái phỏng, đơn giản cũng là bộ cái gần như, sau này nhiều đi lại mới tốt. Thỉnh, Diệp ra ai đến cũng không có cự tuyệt, thịnh tình khoản đãi. Thời buổi rối loạn. Bão đoàn sưởi ấm mới là vương đạo. Bên này, Triệu Bân đã vào khu rừng nhỏ. Xong việc, Khương Vấn Thiên bọn người liền bị đuổi đi ra. Lúng túng không? Nam Thiên Chân Nhân Hoa Tiên Chân Nhân cùng Hoa Hoa Lão Đạo lại nhìn Khương Vấn Thiên. Khương Vấn Thiên mặt mo không là bình thường đen, cái này mẹ nó thứ mấy trở về. Ba ngày hai đầu bị hôn con dâu ra bên ngoài đuổi, hắn cái này quả thực mặt không nén giận được. Trong rừng chỗ sâu. Triệu Bân đứng ở Diệp Lan trước giường, thật lâu không nói. Hắn hỏi lần các đại thế lực, cũng không thể tìm được ký ức chi hoa. Diệp Lan ngủ điềm tĩnh an tường, chỉ ở trong lúc lơ đãng, kêu gọi Triệu Tử Long cùng Triệu Bân tên, mỗi khi gặp lúc này, thần thái của nàng đều biểu lộ ra khá là đau đớn, Triệu Bân biết, đó là hai đời ký ức đang dây dưa. Hạo Thiên tiền bối thật đem y bát truyền cho ngươi, Mưa Hoa Tiên vấn đạo. Truyền, hết thảy tất cả đều truyền cho ta. Triệu Bân hít sâu một hơi. Tất cả, hết thảy. Triệu Bân ngữ khí có chút quái, nghe Mưa Hoa Tiên lông mày xinh đẹp trao lên. Sắc trời còn sớm. Xin tiền bối nhìn một hồi vở kịch. Triệu Bân tiên nhãn lóe lên huyền dị chi quang, bắn ra một đạo hình ảnh. Trong chân dung chỗ diễn dịch, tất nhiên là Hạo Thiên Tiên Vương khi trước hành động. Đương nhiên, có chút kiều đoạn là xẹt qua. Thí dụ như, Nguyệt Thần Lạc Ấn tuyệt sát Tiên Vương. Trên thực tế, cái kia đoạn hình ảnh hắn cũng chưa thấy đến. Cái này, Mưa Hoa Tiên nhìn chi, ngừng lại dung mạo biến sắc. Đến nước này, nàng thế mới biết cái gọi là hết thảy là loại nào ngụ ý, Tiên Vương lại muốn đoạt xá Triệu Bân, sư tôn của nàng càng là Hạo Thiên Tiên Vương diệt, khó trách sư tôn của nàng chết không nhắm mắt, nguyên là chết oan. Triệu Bân không ngôn ngữ, mang theo bầu rượu tính tính uống rượu. Cái này kinh thiên lớn đảo ngược. Liền hắn đến nay đều vẫn chưa thỏa mãn, càng không nói đến Mưa Hoa Tiên. Dù sao cũng phải cho người ta một chút thời gian phản ứng. Đích xác, Mưa Hoa Tiên cần phản ứng một hồi. Nàng nhận thức cùng nhân sinh quan, đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đây chính là Tiên Vương A. Đây chính là sư tôn của nàng tốt nhất bạn cũ. Nhưng chính là như vậy một tôn lão tiền bối đức cao vọng trọng, càng là một cái mặt người dạ thú đại ác nhân. Sư tôn. Nguyện ngươi trên trời có linh. Chẳng biết lúc nào, mới gặp Mưa Hoa Tiên lấy bầu rượu, tung xuống một mảnh rượu.
Nàng trong tròng mắt không giảng hòa chấn kinh, miễn hoài cùng tưởng niệm, bây giờ đều hóa thành hàn ý. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, đây là một món nợ máu. Ác nhân cuối cùng là gặp báo ứng. Nói đến ác nhân, nàng lại vô ý thức trách mắt, mắt nhìn thẳng nhìn Triệu Bân. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật tiên vương a. Đoạt xá một cái tiểu huyền tiên, vậy mà thất bại, đây là vì cái gì, trong chân dung cũng không có giao phó, nàng có phần muốn biết, Triệu Bân là như thế nào sống sót. Một cái tiền bối đã cứu ta, Triệu Bân cười nói. Mưa Hoa Tiên tất nhiên là không tin, chắc chắn Triệu Bân có việc giấu giếm nàng. Nàng cũng không truy vấn ngọn nguồn, bởi vì cái kia đều không trọng yếu là Triệu Bân còn sống, không chỉ còn sống, còn gan to bằng trời, lại mượn tiên vương uy thế, khắp nơi lạc tác thu phí bảo hộ. Suy nghĩ một chút, nàng cũng bình thường trở lại. Đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy. Dù sao chưa có người biết Hạo Thiên Tiên Vương đã táng diệt. Người kia chuyện ác không chừa, mượn hắn tên tuổi làm một chút tài vật, quyền đương tiền thuốc. Nàng đi, đem mảnh này rừng trúc để lại cho Triệu Bân cùng Diệp Lan. Có lẽ là vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí nàng ra rừng trúc lúc còn tâm thần xa vào. Chờ phản ứng lại, Khương Vấn Thiên đã đem nàng ôm lấy, chạy thẳng tới lầu các. Theo Khương Vấn Thiên mà nói, lão phu hôm nay nộ khí rất lớn, cần tiết tiết hỏa. Hắn cử động này không sao, nam ngây thơ người cùng Hoa Tiên chân nhân mặt mo, đen cái cực độ, tổn thương tính chất không mạnh vũ nhục tính chất cực lớn, ngay trước bọn ta mặt nhi tới một chiêu như thế, ngươi thành tâm a. Cái này không thể ba ngày ba đêm. Hoa Hoa lão đạo thì một tiếng nói thầm, ý vị thâm trường vuốt râu một cái. Thái hư cảnh đi, Khương Vấn Thiên càng già càng dẻo dai, tái tạo cái oa đi ra cũng không phải không có khả năng. Ta sẽ cứu ngươi. Trong rừng, khi thì có thể ngửi Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Hắn tế bản nguyên, một lần lại một lần cho Diệp Lan tẩy luyện khí lực. Đến nỗi Diệp Lan ký ức, hắn không dám chút nào động, liền sợ hoàn toàn ngược lại. Hạo Thiên Tiên Vương chân tàng bí quyển cũng có trình bày, đề cập tới ký ức một chuyện, lại không thể loạn nhiễu, đúng bệnh hốt thuốc mới tốt, mà thuốc này chính là ký ức chi hoa, đợi thêm mấy ngày, như còn không tin tức lời nói, hắn sẽ mang theo Diệp Lan đi những tinh vực khác, dù là tìm lượt tiên giới, cũng phải tìm được ký ức chi hoa. Lúc đêm khuya vắng người, hắn mới đi ra khỏi rừng trúc. Mới vừa vào vườn nhỏ, quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ hoa liền tiến lên đón. Đến nỗi đầu chọc lão đi. Nên có chỗ đốn ngộ, còn đang bế quan bên trong. Ngươi là thực nghiêu a. Hai vật nhỏ lại vòng quanh Triệu Bân xoay quanh nhi, cái kia thổn thức chặt lưỡi. Những ngày này, Triệu Tử Long làm là kinh thiên cử chỉ, khắp thiên hạ thu phí bảo hộ. Người gặp có phần. Bảo bối này tiễn đưa ngươi. Triệu Bân phật tay, đem một cây xích kim côn sắt cho quỷ tinh nghịch, là dùng đặc thù tiên đúc bằng sắt luyện, hơn nữa có khắc họa cổ lão bí văn, có thể ra chỉ uy lực, dùng nó đi gây sự. Bảo đảm một côn hiếm nát. Khò khè hoa từ cũng có phần. Triệu Bân tặng là một ngụm quỷ đầu đao, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh, cũng là tiên đúc bằng sắt tạo, đao vù vù âm thanh, để nguyên thần đều rung động, luận cấp bậc, không hề yếu quỷ tinh nghịch xích kim côn sắt. Cái này, làm sao có ý tứ? Hai người một mặt cười ha hả, từ không khách khí. Xem đi, có người mới làm đem huynh đệ chính là hảo. Đêm khuya. Triệu Bân ngồi ở dưới cây già, tĩnh tâm củng cố tu vi. Trong lúc đó, Diệp lão tổ cùng Diệp gia chủ tới qua một chuyến, đầy mắt chờ mong. Triệu Bân thì một tiếng thở dài. Cho dù tiên vương ra tay, cũng phải có ký ức chi hoa mới được. Phía sau mấy ngày, Diệp gia liên tiếp có khách đến thăm, lai lịch đều không tầm thường, cũng không có tay không tới, nói là bái phỏng kỳ thực lôi kéo làm quen, phần lớn đều mang kết minh văn thư, cũng nghĩ đoàn kết lấy cái ấm. Cũng như mọi khi, Diệp gia ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này cũng là Triệu Bân muốn thấy được hình ảnh. Hắn cuối cùng phải đi, như tìm không được ký ức chi hoa, còn có thể mang theo Diệp Lan đi, cũng không muốn gia tộc của nàng xảy ra chuyện. Nhiều như vậy thế lực kết minh, có tiên vương uy thế đẻ lấy, hẳn là sẽ rất an toàn. Ân, khoanh chân nhắm mắt Triệu Bân, chợt cảm thấy vĩnh hằng giới ông run lên. Nhìn qua mới biết, chân long quả thành thục, có tiếng long ngâm vang vọng. Hương vị nên không tệ. Triệu Bân tiện tay lấy xuống, treo ở lòng bàn tay xem đi xem lại. Hỏa hồng đỏ rực chân long tiên quả, toàn bộ bị nóng bỏng long khí bao quanh, cẩn thận ngưng nhìn, óng ánh trong suốt quả bên trong, giống như thật cất giấu một đầu chân long, càng mơ hồ long ngâm như tự từng sợi đạo âm.
Triệu Bân không khách khí, một ngụm nuốt. Đừng nói, mùi vị thật không tệ, vào miệng tan đi, quả bên trong tinh túy, tựa như một cái biển lửa, tràn vào các đại kinh mạch, tập kích đầy toàn bộ khí lực, bao quát nguyên thần ở bên trong, đều có phần bị hắn ích. Vốn là, chân long tiên quả chỉ chân long một mạch mới có thể nuốt. Điểm ấy cùng kỳ lân tiên quả giống nhau, những người khác ăn hay chưa gì đại dụng. Nhưng hắn là vĩnh hằng tiên thể. Vĩnh hằng bản nguyên có thể thu nạp thiên địa kỳ vật. Sự thật cũng chứng minh, chân long quả tinh túy thật đối với vĩnh hằng bản nguyên hữu dụng, lại một lần khôi phục, như một mảnh hải dương màu vàng óng, bàng bạc sinh linh lực tràn ngập Triệu Bân toàn thân, mà còn có một vệt ánh sáng hoàng trùng tiêu, tại thiên khung diễn trở thành ảo diệu dị tượng, cổ lão đạo âm giống như thành một mảnh xa xăm tiên khúc. Qua! Thái đa nhân ngửa con mắt nhìn, sợ hãi thán phục vĩnh hằng huyết mạch bất phàm. Không nói khác, vẻn vẹn nhìn cái này dị tượng, cũng không phải là bình thường huyết mạch có thể so sánh, khó trách liền Hạo Thiên Tiên Vương đều đối hắn phá lệ ưu ái, nhiều năm sau đó, đem y bát truyền cho hắn, cũng không phải không có khả năng. Lấy Triệu Tử Long thiên phú, thiếu là thời gian. Năm nào thành tựu, tuyệt không tại Hạo Thiên Tiên Vương phía dưới. Ngô! Vườn nhỏ bên trong, Triệu Bân tiếng rên rỉ không ngừng. Bản nguyên khôi phục, khuấy động đã xuất thần bí mà sức mạnh mênh mông. Đụng hắn khí lực đau nhức, xương cốt kinh mạch lốp bốp một mảnh, nhiều chỗ nhục thân còn nổ tung vết rách, có kim sắc máu tươi trôi tràn, liền hắn bên ngoài phân thân, đều nhất nhất gặp ba cập, tại trong khoảnh khắc tập thể hóa diệt. Lão Tam, quỷ tinh nghịch muốn tiến lên. Đừng làm loạn, khò khè oa đem hắn kéo lại. Hắn tầm mắt có vẻ như cao hơn, nhìn ra được Triệu Bân là huyết mạch khôi phục, ngoại nhân không giúp được gì, ngông cuồng nhúng tay, rất có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Một cái làm không tốt còn có thể để thuế biến giả tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này hắn trải qua. Hoặc có lẽ là, hắn chính là như vậy tới. Tưởng tượng năm đó, hắn là Ngọc Thụ Lâm phong khí vũ hiên ngang, cứ thế phản lão hoàn đồng, đến nay đều không biến về được. Tất cả bởi vì huyết mạch ra biến cố, tất cả bởi vì có người ngông cuồng nhúng tay, mới chỉnh như vậy lúng túng. Phá! Nhưng người Triệu Bân hét lên một tiếng, cường thế xung kích cảnh giới. Bản nguyên khôi phục khuấy động suất lực lượng, bực nào cường hoành, tất nhiên là nhất cử xông phá bình cảnh. Huyền tiên đệ lục trọng. Triệu Bân tu vi lại tiến nhất cấp. Ta tựa như thấy được một tôn quật khởi tiên vương. Nam ngây thơ tiếng người trọng tâm giải đạo. Ta bấm ngón tay tính toán, có thành thần tiềm chất. Hoa tiên chân nhân đối với Triệu Bân mong đợi có vẻ như cao hơn. Đủ ba ngày, vĩnh hằng dị tượng mới tán đi. Triệu Bân cuối cùng là tỉnh, khí lực hoàn hảo không chút tổn hại. Bản nguyên khôi phục, tất nhiên là đại tạo hóa, huyết mạch chi lực càng bàng bạc, vĩnh hằng giới cũng có niết bàn, so với trước kia lớn không chỉ gấp 3 lần, tựa như còn có càn khôn diễn hóa, nói tóm lại đi. Rất nhiều chỗ tốt, thật mạnh a. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa xẻ tới, có vĩnh hằng tiên thể ở đây ngồi, rất cảm thấy kiềm chế, đó là đến từ huyết mạch áp chế, bạch hổ truyền thừa như khò khè oa, cũng nhìn không được từng trận tim đập nhanh, đây vẫn chỉ là huyết mạch, nếu bàn về chiến lực. Tung hai người bọn họ một khối bên trên, cũng không đủ Triệu Tử Long đánh. Đêm, Triệu Bân tự mình ra Diệp gia. Hắn tại ngoài trăm dặm tìm một mảnh quần sơn. Trong núi linh khí dồi dào. Là người tu luyện nơi tốt. Triệu Bân tặc tự giác, hóa ra một món lớn phân thân, hoặc ngồi ở giữa rừng, hoặc bàn tại đỉnh núi, cực điểm hấp thu thiên địa linh lực, toàn bộ đều quán thâu đến vĩnh hằng giới, lấy tẩm bổ tại vĩnh hằng giới tiên quả viên. Liên tòa này. Triệu Bân tuyển một ngọn núi, cũng muốn chuyển vào vĩnh hằng giới. Cảnh giới hắn thấp, tự nhiên mang không nổi, bực này việc cần kỹ thuật còn phải Hạo Thiên tới. Tiên vương cấp khôi lỗi, cho dù không có nguyên thần, cũng là lực lớn vô cùng, đem nguyên một ngọn núi, cứng rắn chuyển vào vĩnh hằng giới, vang một tiếng bang cùng với lắc lư, chấn Triệu Bân đều không đứng vững. Rời sơn phong, Triệu Bân lại dẫn vào mấy cái dòng sông. Trong núi thực vật cũng cắm vào không thiếu. Toàn bộ thành vĩnh hằng giới trang trí. Bận rộn. Hắn dùng ước chừng 3 ngày lâu. Bây giờ lại nhìn vĩnh hằng giới, đã là đại biến dạng, có sơn nhạc mọc lên như rừng, có dòng sông ngang dọc, hoa cỏ cây cối rất nhiều, xanh tươi tốt, ngẩng đầu nhìn trời, có hư ảo tinh thần từng khỏa tỏa sáng lấp lánh. Cẩn thận ngưng nhìn, phảng phất còn có thể nhìn thấy thái dương cùng mặt trăng giao thế thay đổi. Cái này đều thuộc về công tại bản nguyên khôi phục. Hắn không gian tùy thân đang từ từ diễn hóa thành một mảnh đại thế giới. Không tệ. Triệu Bân vào vĩnh hằng giới, đứng ở đỉnh núi, quan sát kiệt tác của mình.
Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn sẽ thật tốt chế tạo mảnh thế giới này, mãi đến không gian viên mãn. Nhìn qua, hắn mới chạy về phía Diệp gia. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần ngoái nhìn, cuối cùng cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt đang ngó chừng hắn nhìn, nhưng hắn lần lượt cảm giác, cũng chưa thấy có người, cũng hoặc là hắn tu vi quá thấp, không thể cảm thấy. Phía sau nhiều ngày, cảm giác này đều một mực nương theo. Thời gian lâu dài, lưng còn từng trận phát lương. Nên âm thầm có người thôi diễn ngươi. Cái này, là mưa hoa tiên cho ra một cái ngờ tới. Triệu Bân nghe nhíu mày, này ngược lại là khác thường tân tiên. Thôi diễn một chuyện, huyền môn trong thiên thư cũng có trình bày, đó là một môn huyền diệu khó giải thích bí pháp, bằng ngày sinh tháng đẻ, bằng khí tức, bằng tục danh. Đều có thể thôi diễn, muốn nhìn thôi diễn giả đạo hạnh cao thấp. Có thể đem phương pháp này diễn đến cực hạn giả, so siêu hồn còn tốt làm cho. Phàm thế nhân gian những cái này xem bói, phần lớn đều cùng cái này chiêm biên nhi. Đương nhiên, hãm hại lừa gạt thần côn là ngoại trừ. Như vậy vấn đề tới, là ai tại thôi diễn hắn? Hắn không biết, mưa hoa tiên cũng không biết, thông hiểu thôi diễn thuật, không có chỗ nào mà không phải là bậc đại thần thông, khó tránh khỏi là một tôn tiên vương, chính là không biết đối phương ngụ ý ở đâu, lại càng không biết mục đích là tốt hay xấu, như cũng như hạo thiên tiên vương như vậy, ngấp nghé vĩnh hằng tiên thể huyết mạch, vậy thì mầm tai vạ. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lại lấy bàn cờ, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa nhìn thẳng kéo khóe miệng, yêu nghiệt tu hành, quả nhiên không đi đường thường, không tìm thấy người đánh cờ, nhưng tìm bọn ta đi. Mặc dù kỳ nghệ rất dở, nhưng cuối cùng tốt hơn một người lúng túng. Nghe nói, người tại tìm ký ức chi hoa. Đầu chọc lão cất tay, tiến tới Triệu Bân trước người. Hắn là hôm nay mới xuất quan, được một hồi cơ duyên không nhỏ. Tìm nó cứu Diệp Lan. Triệu Bân nói, trên bàn cờ rơi xuống một con. Vì tìm ký ức chi hoa, hắn không biết chạy ra ngoài bao nhiêu lội, không có gì hù dọa các đại thế lực trợ giúp tìm, nhưng chính là không có tin tức, đợi thêm không đến, chỉ có thể mang theo Diệp Lan đi những tinh vực khác. Ta biết nào có, đầu chọc lão thần bí nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, Triệu Bân bỗng nhiên ngước mắt, con mắt lóe sáng nóng bỏng tinh quang. Tu La tinh vực liền có, đầu chọc lão nói. Thật hay giả, Triệu Bân nghiêng qua hàng này một mắt. Cuối cùng cảm giác lão già đầu chọc này là lừa gạt hắn đi Tu La tinh vực, ân. Cũng chính là hợp lực đánh cái kia cá tính cuồng, lúc này mới ném ra ngoài như thế cái dụ hoặc. Mạng người quan trọng, ta giống nói đùa. Đầu chọc lão trở về một cái liếc xéo ánh mắt. Tin ngươi, Triệu công tử không nói nhảm, lúc này thu bàn cờ, lôi kéo đầu chọc lão muốn đi. Thật có ký ức chi hoa, đi một chuyến cũng không sao. Thấy thế, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa cũng tới tinh thần. Đã sớm thương lượng xong, ba người ấn xuống một người gây sự đi. Nhiên, không chờ bọn họ ra vườn nhỏ, thì thấy không gian một hồi vặn vẹo, có bóng người từ bên trong đi ra, là một lão nhân, sinh tóc trắng tròm râu bạc phơ, một bộ màu trắng tiên y xuất trần, giống như là thời đại rất xa, đi tới một tôn lão thần tiên, tiên phong đạo cốt, tự có một loại đạo uẩn tự nhiên mà thành. Tiên vương, Triệu Bân trong lòng một lời. Đầu chọc lão tam người cũng là một bước không có đứng vững. Tiên vương uy áp quá mạnh. Lão nhân tóc trắng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn Triệu Bân toàn thân băng triệt để tận xương. Không biết tiền bối đêm khuya giá lâm, cần làm chuyện gì? Triệu Bân vấn đạo, có thể hay không trước tiên đem uy áp rút lui? Khò khè oa một hồi nhe răng trợn mắt. Nhìn đầu chọc lão cùng quỷ tinh nghịch, cũng không tốt gì, đã bị nghiền khóe miệng chảy máu. Lão nhân tóc trắng lúc này mới có động tác, chỉ là một cái tùy ý phật tay. Ba người liền biến mất không thấy. Chính xác nói, là được thu vào hắn tử phủ. Tiên vương cấp đi, hắn có như thế cái đại thần thông. Ngươi, Triệu Bân một bước tiến lên. Có thể lão nhân tóc trắng càng nhanh, một đạo tiên quang đem hắn đưa vào mộng đẹp. Xong, cùng nhau nhét vào tử phủ. Lão nhân tóc trắng không nói lời nào, lại quay người biến mất không thấy gì nữa. Chờ mưa hoa tiên bọn hắn lúc chạy đến, vườn nhỏ đã là không có một ai. Ngươi là ai a? Chào bọn ta làm gì? Khò khè oa trách trách hô hô đạo. Ồn ào, tóc trắng lão tổ nhàn nhạt một tiếng, lấy pháp tắc dây xích khóa khò khè oa. Còn có đầu chọc lão cùng quỷ tinh nghịch, cũng cùng nhau khóa. Chờ Triệu Bân khi tỉnh lại, ba người đã đều bị trói gô. Tiền bối, bắt người ít nhất cho một lý do. Triệu Bân vòng nhìn tử phủ, mới ngửa đầu nhìn Thương Miểu,
Đây là một tôn đáng sợ tiên vương, so Hạo Thiên tiên vương càng kinh khủng. Hạo Thiên chính là Ngô sư đệ, lão nhân tóc trắng nhạt đạo. Ta nói nhìn ngươi như vậy nhìn quen mắt đâu, ngươi là Hạo Vũ tiên vương, Quỷ Tinh nghịch kinh ngạc đạo. Hạo Vũ tiên vương, Khò Khè Oa cũng sững sờ, ngươi không phải sớm tại trăm năm trước đã tọa hóa. Hạo Thiên tiên vương chính là ngươi sư đệ, vậy ngươi bắt bọn ta thì càng không nên. Đầu chọc lão giãy giụa một chút, theo con mắt còn nhìn một chút Triệu Bân, vị này là Hạo Thiên tiên vương sư chất. Ba người ngươi một lời ta một lời, lại nhảy không xong. Chỉ có Triệu Bân, trầm mặc dọa người. Cũng chỉ có Triệu Bân, biết Hạo Vũ tiên vương vì cái gì bắt bọn hắn. Tôn này tiên vương, sợ đã từng tới tiên vương tiểu thế giới, cũng hơn nửa đã biết Hạo Thiên tiên vương đã chết, lúc này mới tới tìm hắn, bởi vì những ngày này, cũng là hắn đang mượn lấy Hạo Thiên tiên vương danh hào hãm hại lừa gạt. Tính sai. Triệu Bân lông mi nhíu chặt. Hạo Thiên tiên vương lại còn có một cái sư huynh, chưa từng nghe Mưa Hoa tiên nói qua. Có biết vì cái gì bắt ngươi? Hạo Vũ tiên vương một lời băng lãnh cô quạnh, hỏi tất nhiên là Triệu Bân. Triệu Bân không ngôn ngữ, thời khắc chuẩn bị tế ra Hạo Thiên cho hàng này tới nhất kích. Ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Hạo Vũ tiên vương lạnh quát, che giấu tử phủ, lão con mắt chi quang rất là thâm thúy. Không tệ. Hắn đi qua tiên vương tiểu thế giới, cũng thôi diễn ra tiểu thế giới lúc trước chuyện phát sinh, hắn sư đệ muốn đoạt nhà cái này tiểu huyền tiên, nhưng chẳng biết tại sao táng thân, cái kia đoạn hình ảnh càng là trống không. Thôi diễn nhiều lần, cũng không suy diễn ra. Tiên vương đoạt xá huyền tiên, táng diệt vì sao là hắn sư đệ. Cái này ở giữa, phải chăng cất giấu kinh thiên bí tân? Muốn biết đáp án, còn phải tìm cái này huyền tiên tiểu bối. Lão đầu nhi, ngươi không thể dạng này. Bọn ta tốt xấu là ngươi sư đệ thân thích. Ta có chuyện thật tốt nói, buộc bọn ta làm gì? Hạo Vũ tiên vương tử phủ bên trong, tràn đầy trách trách hô hô âm thanh. Đừng nhìn Khò Khè Oa cùng Quỷ Tinh nghịch dáng vóc thấp, có thể cái giọng đó nhi không là bình thường lớn, chủ yếu là trong lòng nén giận, hơn nửa đêm mơ mơ hồ hồ liền bị người trói lại, ngay cả một cái lý do đều không nói. So sánh hai người bọn họ, đầu chọc lão đổ sống yên ổn không thiếu. Hắn là đầu trở về tiến tiên vương tử phủ, đầy mắt hiếu kỳ, nhưng hắn nhìn càng nhiều vẫn là Triệu Bân, Hạo Vũ tiên vương hiển nhiên là chạy này hàng tới, mà bọn hắn ba đi. Nhưng là tiện thể chân bị mang hộ đi. Nhìn tiên vương cái này trạng thái, tuyệt không phải gì một chuyện tốt. Đến nỗi vì sao buộc bọn hắn, Triệu Tử Long nên trong lòng hiểu rõ. Có đếm, Triệu Bân trong lòng tất nhiên là có đếm, nguyên nhân chính là có đếm, hắn mới so đầu chọc lão càng vắng lặng, hắn đồng dạng bị khóa. Khí lực bị phong gắt gao, đã tiên vương phong ấn, hắn tất nhiên là không phá được. Hắn không phá nổi, nhưng Hạo Thiên phá mở. Đây chính là tiên vương cấp khôi lỗi. Nói đến Hạo Thiên, hắn ánh mắt thâm thúy không thiếu. Hạo Vũ tiên vương có vẻ như không biết hắn đem Hạo Thiên luyện thành khôi lỗi, vì cái gì nói như vậy đâu. Như đối phương biết hắn có tiên vương khôi lỗi, sẽ ngốc lấy đem hắn thu vào tử phủ. Đây là không có chuyện gì tìm kích động. Hắn đoán một chút cũng không kém. Hạo Vũ tiên vương đích xác không biết. Hắn thôi diễn thuật, cũng không phải là vạn năng, có chút cái hình ảnh, hắn căn bản là không có nhìn thấy, liền thí dụ như. Triệu Bân càn quét tiên vương tiểu thế giới, cũng thí dụ như. Triệu Bân đem Hạo Thiên luyện thành khôi lỗi. Lão Tam, người đổ nói một câu a. Khò Khè Oa cọ sát Triệu công tử. Liên lụy các ngươi, Triệu Bân hít sâu một hơi, lời nói bên trong rất nhiều xin lỗi. Trước đó, quỷ hiểu được Hạo Thiên còn có một cái sư huynh, quỷ hiểu được hắn sư huynh còn sống, theo Khò Khè Oa lúc trước nói tới, Hạo Vũ tiên vương sớm tại trăm năm trước đã tọa hóa, cái này hai đi, chỉnh cục diện thật lúng túng a. Sớm biết là cái này kiều đoạn, đồ đần mới có thể khắp thiên hạ thu phí bảo hộ. Liên lụy, ba người nghe tập thể nhíu mày. Triệu Bân không giải thích thêm, trước tiên phá cục quan trọng. Nói thực ra, bây giờ cục này cũng không như thế nào dễ phá. Thậm chí có thể nói là một cái tử cục, tung hắn có tiên vương cấp thi khôi, cũng không khả năng nhất kích tuyệt sát Hạo Vũ tiên vương, không diệt được tôn này tiên vương, cái kia chết chính là bọn hắn, lấy Hạo Vũ tiên vương chiến lực, chỉ một cái tát sự tình. Nhưng, bọn hắn cũng không phải một chút cơ hội đều không. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, vẫn có thể chạy thoát. Phải hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Cơ hội chỉ có một lần. Có thể hay không mạng sống chỉ ở cái kia một hai trong nháy mắt, dù sao đây là tại tiên vương tử phủ,
hắn cái này nếu dám tế ra Hạo Thiên Khôi lỗi lời nói, trước tiên liền sẽ bị Hạo Vũ Tiên Vương phát giác. Lão Tam, khò khè oa lại cọ sát Triệu Bân. Chờ một lúc nghe ta, Triệu Bân truyền âm một tiếng. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ba người tập thể trách mắt, đến nay cũng không biết chuyện ra sao, Triệu Tử Long xem như Hạo Thiên Tiên Vương sư chất, mà Hạo Vũ Tiên Vương, lại là Hạo Thiên Tiên Vương sư huynh, lẽ ra ngọn nguồn rất sâu, sao đi lên liền bắt người, hơn nữa còn đem bọn hắn phong ấn. Chẳng lẽ, Hạo Vũ cùng Hạo Thiên có cửu oán? Lão gia hỏa này thành tâm cho sư đệ ấm ức. Oanh! Triệu Bân đã vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Kinh thiên lôi minh tùy theo vang vọng thiên khung. Ân! Hạo Vũ Tiên Vương đột nhiên ngẩng đầu, lão con mắt một cái chớp mắt híp lại. Tiên Vương tầm mắt cực cao, từ nhìn ra lôi điện tiềm ẩn thiên uy. Giống! Đầy trời lôi điện ngưng kết, diễn một đầu lôi đỉnh kỳ lân. Hạo Vũ Tiên Vương ánh mắt thâm thúy, tựa như biết tình huống gì, tựa như biết ai tại dẫn lôi. Nhất định là Triệu Tử Long cái kia thần bí sư tôn, có liên quan người kia truyền thuyết, hắn gần đây nghe rất nhiều, tối gây thế nhân tranh cãi, chính là tiến đánh Thánh Hỏa Điện, đường đường chính chính bổ người một tháng. Truyền ngôn Triệu Tử Long sư tôn rất tà dị, hắn lúc trước còn không tin. Bây giờ gặp bực này lôi điện, hắn có mấy phần tin, đích xác rất tà dị. Thả đồ nhi ta, lôi đình kỳ lân mở miệng, một lời vang vọng cửu tiêu. Cái này tất nhiên là Triệu Bân đang thao túng, dùng cái này hấp dẫn Hạo Vũ Tiên Vương lực chú ý. Lăn ra đến. Hạo Vũ Tiên Vương thản nhiên nói, thần thức đã quét sạch tứ phương. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lấy hắn Tiên Vương cảm giác, lại không tìm được đối phương, liền hắn đều không thể tìm ra, cũng khó trách Thánh Hỏa Điện bị làm sứt đầu mẻ trán, thậm chí đi tìm sư đệ của hắn làm hòa sự lão. Thả đồ nhi ta. Lôi đình kỳ lân hừ lạnh một tiếng, từ thiên sung xuống dưới. Hạo Vũ Tiên Vương toàn cảnh là khinh miệt, tựa như một cây tiêu thương đứng ở đó, động cũng không động một cái, chỉ một mảnh tinh quang bao phủ vùng thế giới kia, nhìn đạo thì cùng dị tượng, tu lại cũng là tinh thần chi đạo, hơn nữa so Hạo Thiên Tiên Vương ngộ sâu hơn, bởi vì hắn tinh thần, đều rất có linh tính. Giống, kỳ lân nhanh như thiểm điện, đã giết tới gần. Nhưng nó công phạt, có vẻ như liền cù lét đều không đủ, cứ thế không lay động được Hạo Vũ tinh quang, chẳng những không có dung chuyển tinh quang. Còn vừa đối mặt đụng bạo diệt, đây cũng là Tiên Vương chỗ đáng sợ, cho dù Triệu Bân dùng tiềm ẩn thiên uy lôi, cũng không phá nổi hắn phòng ngự, liền nửa điểm đều không lay động được. Giống, giống. Triệu Bân không nhục chí, lại một lần hiệu lệnh sấm sét. Ba, năm kỳ lân tùy theo ngưng kết, tập thể từ thiên hướng xuống đụng, không hy vọng xa vời có thể phá Tiên Vương phòng ngự, chỉ cần có thể hấp dẫn đối phương lực chú ý liền tốt, như vậy dương đông kích tây, mới có thể tranh thủ thời gian quý giá. Oanh, phanh, kỳ lân va chạm, chấn thiên động địa. Nhưng bọn hắn công phạt, tất cả đều là bài trí. Liền cái này, Triệu Bân còn chơi bạc mạng dẫn lôi điện, lôi đình kỳ lân một đầu tiếp một con diễn hóa, cũng là một đầu tiếp một con hướng xuống đụng, tựa như một bộ không phá ra phòng ngự, liền không bỏ qua tư thế. Có ý tứ, Hạo Vũ Tiên Vương ổn ép một cái, tùy ý kỳ lân va chạm tinh quang lại sừng sững không động. Hắn tại thôi diễn. Thôi diễn cái này tiềm ẩn uy lực của thiên kiếp lôi điện, đến tột cùng là làm được bằng cách nào, hắn cũng tại thôi diễn dẫn lôi giả là thuộc chuột sao. Đào địa động, thế nào cái một điểm khí tức đều không? Ngay tại lúc này, Triệu công tử trong lòng một quát, lấy tâm niệm triệu hoán Hạo Thiên. Ra lệnh người động, Hạo Thiên trong nháy mắt xiết ra vĩnh hằng giới, nhìn quỷ tinh nghịch ba người đều một hồi sững sờ, người này cái nào chạy đến, không đối với, là một tôn khôi lỗi, oa xoa. Vẫn là một tôn tiên vương cấp khôi lỗi. Ân. Hạo Vũ Tiên Vương nhíu mày, thấy bên trong tử phủ. Chính như Triệu công tử sở liệu, hắn là trước tiên phát giác, chỉ vì Hạo Thiên là một tôn tiên vương khôi lỗi, có khác biệt bình thường khí chàng, không nói khác, liền nói thì thân thể, liền đầy đủ trầm trọng. Răng rắc. Quỷ tinh nghịch bọn hắn kinh ngạc lúc. Hạo Vũ Tiên Vương nội thị tử phủ lúc. Hạo Thiên một kiếm chặt đứt khóa lại Triệu Bân đạo tắc dây xích. Tiên vương cấp khôi lỗi. Hạo Vũ Tiên Vương trong lòng cả kinh, chính xác vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng là một cái chớp mắt này, Hạo Thiên kiếm thứ hai rơi xuống, nhưng cũng không phải là bang quỷ tinh nghịch bọn hắn giải phong, mà là một kiếm bổ ra tử phủ, một mảnh ảo diệu đại thế giới, bị hắn xé mở một đạo một khe lớn. Ngô! Hạo Vũ Tiên Vương kêu đau một tiếng, một bước không có đứng vững suýt nữa ngã chổng vó, may hắn là tiên vương, căn cơ nội tình hùng hậu.
như đổi lại thái hư cảnh cùng đạo hư cảnh, một kiếm này liền đầy đủ muốn bọn hắn mạng già. Đi! Triệu Bân mang theo cuốn quỷ tinh nghịch ba người, từ tử phủ khe hở giết ra ngoài. Đến nỗi Hạo Thiên, thì lưu tại Hạo Vũ Tiên Vương tử phủ, lại cho Tiên Vương tử phủ bổ một vết nứt. Ông! Triệu Bân đã sử dụng trận đài, đem quỷ tinh nghịch ba người đẩy đi lên. Trận đài này quá nhỏ, truyền tống hai người là cực hạn, truyền tống ba người chính là cực hạn bên trong cực hạn, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, tùy ý khắc cái không gian tọa độ, cũng tùy ý thả đống lớn tiên thạch. Trận đài ông rung động. Không gian thông đạo tùy theo bắc. Ba người trong nháy mắt tiêu thất. Mãi đến biến mất một cái chớp mắt này, ba người phong ấn cũng không giải khai. Triệu Bân cũng muốn để Hạo Thiên giúp bọn hắn giải phong, nhưng hôm nay cục diện này, rõ ràng không có thời gian này. Đến nỗi đem bọn hắn thu vĩnh hằng giới, thì càng khỏi phải nói, vĩnh hằng giới không dung vật sống, muốn tặng người đi vào, cần toàn thân trên dưới thoa khắp loại kia đặc thù bột đá, nhưng thời gian không cho phép hắn có thao tác này, cho dù là trì hoãn một cái chớp mắt, bọn hắn đều có thể nằm tại chỗ này, bởi vì đó là một tôn tiên vương. Hắn cái này lo nghĩ, vẫn rất có dự kiến trước. Quỷ tinh nghịch ba người biến mất trong nháy mắt, Hạo Vũ liền ổn định gót chân. Tiên vương khí lực cự chiến. Đem Hạo Thiên dung ra tử phủ, một trường suýt nữa đem hắn đánh tan ra thành từng mảnh, liền dung nhập Hạo Thiên thể nội huyền giáp, đều bị chấn nát bấy, cái gọi là phản thương căn bản chính là một cái bài trí. Cái này, chính là người chết cùng người sống chênh lệch. Tiên vương khôi lỗi cùng chân chính tiên vương, kém nhất thiên nhất địa. Bất quá, Hạo Thiên khôi lỗi công phạt, đích xác đả thương nặng Hạo Vũ tiên vương, màu trắng tiên bào, nhuộm đầy máu tươi, đặc biệt là dưới bụng, mấy cái xâm nhiên vết rách. Còn có từng sợi máu tươi dâng lên. Ngươi đáng chết. Hạo Vũ Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi, không nhìn truyền tống đi quỷ tinh nghịch ba người, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân, giận quá thành cười, diện mục dữ tợn như một cái ác quỷ, từ hắn làm tiên vương, từ hắn tiến giai đạo hư cảnh sau, vẫn là đầu trở về như vậy thê thảm, mà lại là bị huyền thiên tính toán, là bị khôi lỗi trọng thương. Nói đến khôi lỗi, hắn nhìn Hạo Thiên con mắt tơ máu trải rộng. Này khôi lỗi mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng hắn vẫn có thể một mắt nhận ra, đây tuyệt đối là hắn sư đệ, lại bị luyện thành khôi lỗi, đây là hắn nghiêm trọng tính sai, từ ngay từ đầu, hắn nên nghĩ tới. Như tâm tư kín đáo chút, hắn làm sao chỉ bị làm vội vàng không kịp chuẩn bị. Là hắn trước tiên muốn đoạt xá ta. Triệu Bân lạnh lùng nói, đem Hạo Thiên Triệu đến bên cạnh. Hắn tân tân khổ khổ tế luyện rất lâu một tôn tiên vương cấp khôi lỗi, đúng là mẹ nó thành tàn phế. Nếu không phải hắn dung nhập 1000 loại tiên liệu, gia trì Hạo Thiên cường độ, bằng không thì, cho dù tiên vương cấp khôi lỗi, cũng sẽ bị đánh thành thịt nát nát vụn cốt, chân chính tiên vương, cũng không phải khôi lỗi có thể so sánh. Một cái phế vật, chết thì chết. Hạo Vũ tiên vương nhe răng cười, đỏ tươi trong mắt tràn đầy dục vọng cùng tham lam. Hắn hơn nửa đêm bắt Triệu Tử Long, cũng không chỉ là giải tỏa nghi vấn nghi ngờ, mà là ngấp nghé vĩnh hằng huyết mạch, tiện thể lại cho sư đệ báo cái thù. Trên thực tế, Hạo Thiên chết hắn căn bản không thèm để ý, hắn chân chính mong muốn là nghịch thiên huyết thống, hắn cần mạch này huyết thống, cho hắn phô ra một đầu con đường thành thần. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa cái nào. Nghe xong tiên vương lời nói, Triệu Bân trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Hóa ra hàng này không phải đến cho Hạo Thiên báo thù, mà là tới đoạt hắn vĩnh hằng tiên thể huyết mạch, nhìn tên kia trong tròng mắt dục vọng cùng tham lam, chính là chứng minh tốt nhất. Có như thế một cái bảo bối sư huynh, Hạo Thiên nên có nhiều vui mừng, đến tột cùng là dạng gì sư phó, mới có thể dạy ra như thế hai cái nhân tài, một cái tàn sát bản cũ một người gọi sư đệ phế vật, tiên giới người cũng là dứt khoát như vậy sảng khoái sao. Oanh! Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, càn khôn cũng vì đó run lên, có đầy trời tinh huy vẩy xuống. Tinh quang là dị thường sáng chói, như quang minh giải đầy hắc ám, đem thiên địa đều biến thành ban ngày, có đáng sợ tiên vương uy áp bao phủ. Càng có một cỗ băng lãnh thấu xương sát ý, phảng phất đến từ địa ngục. Triệu Bân tâm thần run rẩy, gánh không được tiên vương uy áp, cũng nhịn không được tiên vương sát ý. Hắn có lý do tin tưởng, Hạo Vũ nhất kích liền có thể đem hắn dây, kẻ này so Hạo Thiên tiên vương mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, không thể tại ngoại giới dùng trận đài, sợ là không đợi mở ra, liền bị tuyệt sát. Siêu! Hắn quay người trốn vào vĩnh hằng giới. Hạo Vũ Tiên Vương tựa như sớm đã có đoán trước, cười hí ngược nghiền ngẫm. Cũng đối, liền Hạo Thiên Tiên Vương đều biết vĩnh hằng giới, hắn sẽ không biết. Nguyên nhân chính là biết, hắn mới không ngăn cản, ngăn đón cũng ngăn không được.
Vĩnh hằng giới là có thời hạn, tại bậc này đối phương đi ra liền tốt. Ông, vĩnh hằng giới bên trong, Triệu Bân đã bày xong trận đài, đầu ngón tay quanh quẩn tiên lực, khắc xuống không gian tọa độ, đủ chất thành 10 vạn tiên thạch. Ở đây không phải tiên vương tiểu thế giới, cũng không phải tiên vương tử phủ, tứ phương không có che chắn, chỉ cần bắc không gian thông đạo, liền có thể chạy trốn tiên vương truy sát. Một bấm này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt. Hắn không có lập tức đi, lại hiệu lệnh sấm sét. Lại là một đầu khổng lồ như sơn lôi đình kỳ lân, ở trong hư không diễn hóa. Thả đồ nhi ta. Vẫn là câu nói này, Triệu Bân nói tặc lưu. Hắn không phải đặt cái này nói nhảm, mà là thay đổi vị trí Hạo Vũ Lực chú ý. Lúc trước dùng phương pháp này liền thật tác dụng, nếu không phải Hạo Vũ Lực chú ý không tại tử phủ, hắn cũng khó lợi dụng sơ hở, sợ là Hạo Thiên đi ra ngoài trong nháy mắt, liền bị Hạo Vũ thu, càng chớ nói giải hắn phong ấn. Giấu đầu lộ đuôi. Hạo Vũ đầy mắt khinh miệt, một đạo tinh quang kiếm bổ diệt lôi đình kỳ lân. Cùng một trong nháy mắt, Triệu Bân mở ra trận đài, từ vĩnh hằng giới ra bên ngoài truyền tống, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, tiết kiệm đối phương lấy đại thần thông thiết hạ không gian bình chướng, đem thông đạo đã cách trở liền lúng túng. Ân. Hạo Vũ thông suốt trách mắt, lão con mắt híp lại thành tuyến. Rất rõ ràng, hắn có thể cảm giác được trận đài chỗ bắc không gian thông đạo, nguyên nhân chính là cảm giác được, hắn mới lòng có kinh ngạc, tiểu tử kia có thể dùng trận đài ra bên ngoài mở thông đạo. Không nhìn không gian bình chướng sao? Đi đâu? Hạo Vũ Tiên Vương cười lạnh, lại là một đạo tinh quang kiếm, chặt đứt không gian thông đạo. Triệu công tử tùy theo té ra ngoài, thần sắc lẫm nhiên, tôn này Tiên Vương đúng là mẹ nó kinh khủng a. Cái này cũng có thể trông thấy không gian thông đạo, còn chém chuẩn như vậy, tính sai, lần này đổi hắn nghiêm trọng tính sai. Cam lòng đi ra. Hạo Vũ Tiên Vương yếu ớt nở nụ cười, cười so lệ quỷ càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Hắn cho là, muốn chờ cái hơn nửa đêm đâu, không nghĩ, vĩnh hằng tiên thể nhanh như vậy liền thoát ra, còn ngây thơ cho là, có thể sử dụng trận đài bắc thông đạo mở đột, nghĩ có phần quá tốt đẹp. Thuấn thân. Triệu Bân nhắm chuẩn Hạo Vũ Tiên Vương, làm tiên nhãn thuấn thân. Đây là lập lại chiêu cũ, hắn mặc dù giết đến tiên vương trước người, nhưng tế ra công phạt tuyệt không phải hắn, mà là khôi lỗi Hạo Thiên, nói trắng ra là, hắn chính là muốn đem Hạo Thiên, đưa đến Hạo Vũ trước người. Đợt thao tác này, lại để cho Hạo Vũ trao lên lông mày. Tiểu tử này thủ đoạn không cạn đi, còn có thao tác này. Đáng tiếc, hắn không phải những cái này gà mờ thái hư cảnh, hắn là một tôn hàng thật giá thật tiên vương, đem tiên vương khôi lỗi đưa đến bên cạnh hắn lại như thế nào, còn có thể đem hắn cho miểu sát không thành. Điêu trùng tiểu kỹ. Hạo Vũ Tiên Vương đưa tay, không nghiêng lệch nắm Hạo Thiên đâm tới kiếm, tháo xuống hắn kiếm uy, một trường đem Hạo Thiên vung mạnh lộn ra ngoài. Còn không đợi rơi xuống đất, liền bị hắn sử dụng một vùng biển sao bao phủ, tại chỗ chân áp. Đáng chết! Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Sau lưng, có rộng rãi bàng bạc chi lực mãnh liệt, tất nhiên là Hạo Vũ Tiên Vương, cách không dò xét đại thủ, nghiền vùng không gian kia đều nổ tung một mảnh sấm sét, hắn đích xác mạnh đến mức không còn gì để nói, viễn phi Hạo Thiên có thể so sánh. Ta đột! Triệu Bân mạnh mở di thiên hoán địa. Cùng một tảng đá lớn đổi cho nhau vị trí. Tiểu bối, ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Hạo Vũ Tiên Vương khóe miệng hơi vểnh, không nhanh không chậm theo sau. Tùy theo mà đến còn có cái kia phiến rực rỡ tinh hải, một đường thôn thiên nạp địa. Ngô! Triệu Bân quỳ không có dấu hiệu nào, tại chỗ bị tinh hải bao phủ. Đối đầu một tôn tiên vương, chính là chiến lực tuyệt đối áp chế, bất luận cái gì bí pháp cũng không dễ xài, như hắn bây giờ. Tiến vào tinh hải tựa như một con run dế, khí huyết bị nuốt diệt, tiên lực bị đè trở về thể nội, liền hắn tuyệt cảnh trạng thái đều bị đánh về nguyên hình, trong trong ngoài ngoài, bị phong lại cái triệt triệt để. Tử cục. Triệu Bân kiệt lực giãy giụa, lại là không thể động đậy. Chạy, sao không chạy? Hạo Vũ Tiên Vương như kiểu quỷ mị hư vô tới người, cười sâm bạch răng hết đường. Triệu Bân không nói, thần sắc vô cùng khó coi. Chủ tính ngàn vạn vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Để lão phu nhìn một chút. Hạo Vũ Tiên Vương một trưởng đặt tại Triệu Bân đỉnh đầu, làm tiên vương cấp siêu hồn thuật. Mặc dù hắn sư đệ là cái phế vật, nhưng dù sao cũng là một tôn tiên vương, đoạt xá huyền tiên lại chôn tính mệnh, hắn thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết đáp án, cho cái này tiểu tuần tiên tới một hồi siêu hồn trực tiếp nhất. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Tiên vương cấp siêu hồn thuật,
hắn vẫn là đầu trở về tao ngộ. Gì tình huống? Nhìn Hạo Vũ Tiên Vương, đã là lông mi hơi nhíu. Hắn dùng siêu hồn thuật không giả, lục soát lại là trống rỗng. Đối với cái này, Triệu Bân không chút nào ngoài ý muốn. Nguyệt thần tại linh hồn hắn bên trên có chồng cấm chế, siêu hồn đối với hắn không dùng được, cứng rắn muốn xem chút nhì thú vị, đó chính là một bộ 80 tụ tập kịch nhiều tập, năm đó tứ đại hộ quốc pháp sư siêu hồn, chính là như thế chỉnh. Nguyệt thần nhiều tú a, sững sờ cho hắn chỉnh thành một cái đại hảo thanh niên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn có vẻ như chính là một cái đại hảo thanh niên. Làm sao có thể? Hạo Vũ Tiên Vương không dừng tay, còn đặt cái kia siêu đâu? Như thế một cái người sống sờ sờ, ký ức như thế nào trống rỗng? Chẳng lẽ, tiểu tử này trên linh hồn có cấm chế? Có thể mặc dù có cấm chế, cũng nên có lưu vết tích mới đúng, không thể nào là trống rỗng. Vẫn là nói, cấm chế kia cấp vượt xa Tiên Vương cấp. Không thể a, này hàng chỉ là một cái huyền tiên, còn có thể cùng thần minh dính líu quan hệ. Tranh! Hạo Vũ đang nghi hoặc lúc, chợt nghe ảo diệu tiếng đàn, bừng tỉnh từ trong mộng mà đến, du dương cũng xa xăm, như một thiên tiên khúc mỹ diệu dễ nghe, để cho người ta bất giác cho là, đánh đàn giả là cái phong hoa tuyệt đại tiên tử. Đừng nói! Thật sự là một cái tiên tử! Chờ Hạo Vũ ngoái nhìn lúc, đang gặp một cái nữ tử áo trắng, từ phương xa đi tới, mộc lấy nguyệt quang, tựa như ảo mộng, thấy không rõ dung nhan, chỉ biết cái kia tiếng đàn tuyệt vời, liền xuất từ cái kia nữ tử áo trắng. À không đúng, đây không phải là tiếng đàn, mà là một loại đạo âm. Chỉ có điều, đạo âm là lấy một loại tiếng đàn phương thức vang vọng. Mộng chi đạo. Hạo Vũ Tiên Vương lẩm bẩm ngữ, lại khẽ híp lão con mắt. Hắn nhìn ra được, đó là một tôn tiên vương. Hắn cũng nhìn ra được, đây không phải là bản tôn, mà là một đạo mộng đạo hư giống, kèm theo tiên âm, nghe hắn đều tâm thần hoảng hốt. Là nàng. Triệu Bân cũng nghe thấy, từ cũng trông thấy. Vẫn là cái kia tu mộng đạo bạch y nữ tiên vương, cái này đã là hắn lần thứ ba thấy, vẫn là như vậy mộng ảo, cũng vẫn là như vậy quen thuộc, hắn muốn nhìn rõ đối phương chân dung, thế nhưng tầm mắt không đủ. Đang khi nói chuyện, bạch y nữ tiên vương đã đến, từ Triệu Bân bên cạnh đi qua. Nàng thật sự như một giấc mộng, áo không dính bụi, lại không lưu mảy may vết tích. Triệu Bân vô tận thị lực, Hạo Vũ Tiên Vương cũng vô tận thị lực, nhưng hắn hai bất kỳ một cái nào. Đều nhìn không thấu nữ tiên vương dung mạo, Triệu Bân còn tốt, Hạo Vũ Tiên Vương liền có một chút mặt không nén giận được, hắn tốt xấu là một tôn thành danh đã lâu tiên vương, cho nên ngay cả cá nhân cùng nhau đều thấy không rõ. Có lẽ là nữ tiên vương đi đường mang gió, thậm chí phất qua Triệu Bân khí lực, lay động treo ở Triệu Bân trên cổ thúy sắc tiểu linh đang, âm thanh có phần là thanh thúy. Nhưng chính là như thế một chuỗi thanh thúy tiếng chuông, để nàng đột nhiên ngừng. Vốn là một đạo hư tượng nàng. Lại vô ý thức chuyển thân. Nàng không nhìn Hạo Vũ Tiên Vương, chỉ nhìn Triệu Bân, chính xác nói, là nhìn Triệu Bân trên cổ treo cái kia thúy sắc tiểu linh đang, cái kia thật giống như là nàng tiểu linh đang, chính xác nói, là nàng hóa thân tiểu linh đang, tại một cái tên là Thiên Tông Tử Trúc Phong chỗ, đưa cho một cái tên là Triệu Bân tiểu đồ nhi. Nếu có người khi dễ ngươi, liền rung vang cái này tiểu linh đang. Cái này, là nàng hóa thân trước kia nói qua một câu nói. Là đối với hắn tiểu đồ nhi nói. Thân là hóa thân bản tôn, tự có hóa thân hồng trần ký ức, đến nay cũng không có xóa đi. Trong nhân thế, nàng nhập vai diễn quá sâu, mới đúng cái này tiểu linh đang âm thanh, phá lệ mong nhớ. Mây khói. Triệu Bân ngơ ngẩn đạo, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, cuối cùng là thấy rõ. Không, đây không phải mây khói, nên mây khói bản tôn chỗ diễn hóa một đạo hư tượng. Nguyệt thần từng nói. Mây khói cũng là nhập thế tu hành hóa thân, lại là từ đầu bắt đầu loại kia. Không nghĩ, thật bị hắn gặp, khó trách ánh mắt đầu tiên trông thấy nàng, liền có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đây là Thiên Tông Tử Trúc Phong phong chủ, là hắn cùng Mục Thanh Lạnh sư tôn, làm sao có thể chưa quen thuộc. Trăm năm cái kia hắc ám đêm, mây khói chính là chôn ở hắn dưới kiếm, dùng mệnh của nàng, đổi tỷ tỷ Vân Phượng mệnh. Đó là một cái ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mây khói sẽ thay Vân Phượng đỡ kiếm. Cho dù qua trăm năm, hắn vẫn như cũ không cách nào lưu tâm giết mây khói một kiếm kia. Triệu Bân. Bạch y nữ tiên vương vậy mà mở miệng nói chuyện, không chỉ nói chuyện, còn duỗi như thật như ảo giống như mộng cảnh tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Bân gương mặt. Mây khói ký ức cho phép, nàng một tiếng này Triệu Bân, kêu vô cùng ôn nhu, giống sư tôn, lại giống người yêu,
bao hàm quyến luyến, cũng tiềm ẩn khổ sở. Là ta. Triệu Bân một lời khàn khàn, không nghĩ tới gặp lại Trương này dung mạo, càng là tại bực này dưới tình huống. Khó xử nhất không ai có thể hơn Hạo Vũ Tiên Vương, đây con mẹ nó gì tình huống, mộng chi đạo hư tượng, còn có thể mở miệng nói chuyện. Còn có người tình cảm. Còn có, Triệu Bân là cái quỷ gì, Triệu Tử Long tên thật sao? Hàng này là mộng bức, không hiểu rõ mộng chi đạo, từ cũng không cách nào giảng giải đây hết thảy. Hắn có thể hiểu rõ mới là lạ, mộng chi đạo cỡ nào tà dị huyền ảo, há lại là ai nghĩ thấy rõ thì nhìn xong. Đi theo ta. Bạch y nữ tiên vương kéo Triệu Bân tay, quay người liền muốn đi. Nàng cái này kéo một phát không sao, Hạo Vũ Tiên Vương không làm, đây là lão phu con mồi, người nói muốn thì muốn. Lưu lại. Hạo Vũ Tiên Vương vừa quát âm vang, một trưởng từ thiên nắp rơi. Tiên vương một trưởng, tất nhiên là hủy diệt, như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng, bạch y nữ tiên vương có vẻ như càng tà dị. Một cái chớp mắt này, nàng không còn là hư tượng, lại trong mộng hóa thành bản tôn, một ngón tay hoạch xuất ra một đạo hoa mỹ tiên hà, đã nứt ra giả thiên đại thủ, kèm thêm Hạo Vũ Tiên Vương, cũng bị đánh cho hoành lật hư không 800 trượng. Ừng ực, gặp Hạo Vũ bay tứ tung, Triệu Bân âm thầm nuốt nước bọt. Mây khói bản tôn mặc dù không bằng Nguyệt Thần, nhưng có vẻ như cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, kinh khủng như Hạo Vũ Tiên Vương, đều một chiêu bại trận, đây vẫn chỉ là tùy ý một ngón tay, như chiến lực toàn bộ triển khai chẳng phải là có tuyệt sát có thể. Phanh, rơi xuống Hạo Vũ Tiên Vương, đem một tòa núi cao đè ầm vang sụp đổ. Đá vụn bắn bay bên trong, hắn lại như một đạo rực rỡ tiên quang vọt lên tận trời, diện mục dữ tợn không thiếu, vừa mới, hắn là xem ở đối phương là mộng đạo hư giống phân thượng, mới không động toàn lực, không nghĩ a. Một giấc mộng chi đạo hư giống có thể nghịch hóa bản tôn, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Siêu, nữ tiên vương thân như quỷ mị, như mộng đồng dạng buông xuống. Hạo Vũ Tiên Vương vung cánh tay lên một cái, đưa tới đầy trời tinh hải, che mất mây khói. Phong, Hạo Vũ một tiếng lạnh quát, tinh hải mãnh liệt lăn lộn. Xong, thì thấy tinh hải chung có một con óng ánh tay ngọc chụp ra, một trưởng đem hắn vung mạnh lộn ra ngoài. Làm sao có thể? Hạo Vũ tiếng rên rỉ ảm đạm, là mắt thấy nữ tiên vương từ tinh hải chung đi ra. Hắn khó có thể tin, đó là dị tượng của hắn tinh hải a. Càng là ép không được đối phương một chút. Tự tìm cái chết. Hạo Vũ Tiên Vương quyết tâm, mi tâm tiên huy lóe sáng, có một tôn tiểu tháp bay ra. Tiểu tháp oanh một tiếng biến như núi khổng lồ, chấn vỡ tứ phương sơn nhạc, liền xa xa Triệu Bân, đều bị một tầng cường hãn khí uẩn đụng ngã lăn ra ngoài, may khoảng cách khá xa, bằng không thì sẽ bị ép thành tro. Cái này, chính là tiên vương bản mệnh khí chỗ đáng sợ. Tiên vương, binh nếu do tiên vương thôi động, kèm theo lực lượng hủy diệt. Chấn áp, Hạo Vũ Tiên Vương một tay bấm niệm pháp quyết, bảo tháp từ thiên đè xuống. Tiên vương, binh uy lực vô tận, chấn càn khôn đều một hồi lắc lư. Nữ tiên vương thần sắc lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn bảo tháp, chỉ tùy ý một trường, đem bảo tháp đánh nổ tung vết rách, khắc họa trên tháp bí văn, cũng trong khoảnh khắc băng diệt một mảnh, cực nóng quang huy tức thì ảm đạm. Phốc, Hạo Vũ Tiên Vương phun máu, lần thứ ba hoành lật ra đi. Bản mệnh khí hư hại phản phệ, để hắn nửa bên thân thể đều huyết nhục văng tung tóe. Thần thái của hắn đã không phải dữ tợn, mà là khó che giấu hãi nhiên. Này nương môn nhi có phần quá mạnh mẽ, lại một trường đánh tan bổn mạng của hắn khí, đây chính là vô thượng tiên đúc bằng sắt tạo, bị hắn tế luyện hơn 1000 năm cái nào. Tại trước mặt càng như thế không đầy đủ không chịu nổi. Là ngươi bức lão phu. Hạo Vũ Tiên Vương cắn chặt hàm răng, thông suốt định thân. Thấy hắn chắp tay trước ngực, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão tiên văn, liền tóc trắng đều hóa thành huyết sắc, nên mở một loại cấm pháp, ra chỉ tự thân chiến lực. Liền tiên lực đều cuồng bạo không thiếu. Ông! Cùng với một tiếng vù vù, phía sau hắn một tòa kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Bạch y nữ tiên vương phủ xuống thời giờ, đúng lúc gặp cửa lớn mở rộng, trong môn phái là một mảnh đen như mực, không nhìn thấy phần cuối, bừng tỉnh giống như liền với địa ngục, băng lãnh cô tịch, lệ quỷ tiếng kêu rên có thể rõ ràng có thể nghe. Phật Pháp Tu La Môn. Triệu Bân thấy không khỏi cau mày đầu. Dạng này bí pháp hắn gặp qua không chỉ một lần. Nhưng hắn biết, đây không phải là Phật Pháp Tu La Môn có thể so sánh, bởi vì cất giấu lực lượng hủy diệt. Chỉ một cái chớp mắt, nữ tiên vương liền bị cửa lớn thu vào. Cũng chỉ một cái chớp mắt, cái kia cửa lớn lại oanh một tiếng khép lại.
đây cũng là gây ta đánh đổi. Hạo Vũ Tiên Vương hừ lạnh, tại trên cửa lớn ra chỉ phong ấn. Sau đó chính là đánh mặt Kiều Đoạn, cùng với cửa lớn vù vù run lên, nữ tiên vương từ nội sát đi ra, không có nửa điểm chật vật, cũng như trong mộng tiên tử, áo không dính bụi, thánh khiết vô hạ. Ta, phốc, Hạo Vũ Tiên Vương cái này lão huyết, phun bá khí ầm ầm. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, lại cũng bị phá dễ dàng như vậy. Siêu, nữ tiên vương lại đến, vẫn là óng ánh trong suốt tay ngọc. Hạo Vũ Tiên Vương không dám ngạnh chiến, từng bước đi lên hư thiên lật tay một đạo tinh quang kiếm bổ xuống, sau đó chính là một mảnh mây đen thùi màn, che vũ trụ mênh mông, xây đầy cả vùng. Nữ tiên vương phật tay, chấn diệt đạo kia tinh quang kiếm. Đến nỗi che trời tấm màn đen, thì bị nàng một đạo tiên hà mở ra. Ngô! Hạo Thiên Tiên Vương kêu rên, từng bước một đạp đạp lui lại. Hắn trong tròng mắt sợ hãi càng lớn, đối phương như thế nào mạnh như vậy? Chiến không được. Kẻ này nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Nữ tiên vương nhanh hơn hắn, mộng đạo thân pháp đoạt thiên tạo hóa. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Hạo Vũ Tiên Vương con mắt tinh hồng một mảnh. Đụng đến ta đổ nhi, lên trời xuống đất không ngươi sinh lộ. Nữ tiên vương nhẹ môi hé mở. Thật coi lão phu sợ ngươi. Hạo Vũ Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi, đã là băng liệt bản mệnh khí, lần này lại một lần bị hắn tế ra ngoài. Cũng tựa như núi cao khổng lồ, bao phủ chính là cuồng bạo tinh quang. Đây không phải công phạt. Hắn muốn tự bạo bản mệnh khí. Sự thật xác thực như thế. Phía sau một tiếng chấn thiên oanh minh, vang dội tứ hải bát hoang. Tiên vương cấp bản mệnh khí ầm vang nổ tung, chỗ tuôn ra sức mạnh, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Hơn nữa toàn bộ uy lực, cũng là chỉ hướng nữ tiên vương, thành một mảnh màu đen tinh quang, đem hắn nuốt hết trong đó. Hạo Thiên Tiên Vương một bước không có đứng vững, ho ra đầy máu. Bản mệnh khí đều tự bạo, hắn có thể dễ chịu hơn mới là lạ. Vì chạy trốn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày, lão phu sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Hạo Vũ Tiên Vương bay trên trời bỏ chạy, trốn cũng không quay đầu lại. Hắn biết, cho dù tự bạo bản mệnh khí cũng không giết chết đối phương. Ngươi, đi! Nhàn nhạt lời nói, vang vọng thiên khung. Lời còn không rơi, thì thấy nữ tiên vương như mộng huyễn giống như buông xuống. Chanh! Nàng chỉ một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhất kích xuyên thủng Hạo Vũ Tiên Vương mi tâm. Bổn nhất đồng thời xuyên thủng, còn có Hạo Vũ Tiên Vương đầu người cùng bản mệnh nguyên thần. Tuyệt sát! Bản bản dòng dã tuyệt sát! Hạo Vũ đỏ tươi con mắt, dần dần tản đi ánh mắt. Hắn trước khi chết thần thái, cùng hắn sư đệ không có sai biệt, tràn đầy sợ hãi, cũng tràn đầy phiền muộn. Hôm nay đi ra ngoài liền nên xem hoàng lịch, liền không nên đi ra tản bộ, vĩnh hằng tiên thể không có làm đến, làm cho chính mình đưa vào quỷ môn quan, tôn này không biết cái nào chạy đến nữ tiên vương, quá mẹ nó đáng sợ. Hắn chết, như một khỏa tan hết tất cả ánh sáng thiên thạch, từ thiên rơi xuống, nhập vào thương hải bên trong, trầm trọng thân thể, đập ra một mảnh ngập trời sóng biển. Chờ Triệu Bân đuổi theo lúc, thương hải đã rơi vào bình tĩnh. Bừa bãi thiên địa. Chỉ còn dư nữ tiên vương đạo kia mộng ảo thân ảnh. Rất rõ ràng, Hạo Vũ Tiên Vương đã bị diệt. Nữ tiên vương từ trên trời giáng xuống, tại Triệu Bân trước người nhanh chóng mà đứng. Ta là nên gọi ngươi mây khói, hay là nên gọi ngươi nữ tiên vương? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Tùy ngươi ưa thích, nữ tiên vương nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ phẩy ống tay áo, lướt qua Triệu Bân khuôn mặt. Triệu Bân chỉ cảm thấy bối rối đánh tới, nặng nề đi ngủ. Nữ tiên vương lại đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đây là mây khói trong trí nhớ, đến nay đều tối mong nhớ một người. Triệu Bân lại mở con mắt, một hồi lâu đều không phản ứng lại. Chờ đứng lên, mới biết là tại tầng tầng trên thềm đá. Đây là, Tử Trúc Phong. Triệu Bân ngạc nhiên, theo bản năng vòng nhìn bốn phía. Không tệ, là Thiên Tông Tử Trúc Phong, nhưng hắn vì cái gì tại cái này, trở về thế gian. Còn chờ cái gì nữa, đi a. Đột nhiên, chợt nghe sau lưng một tiếng khẽ nói. Ngoái nhìn xem xét, mới biết là mây khói, trong tay còn cầm một cái giỏ thức ăn, đi ngang qua Triệu Bân lúc, còn đem giỏ thức ăn nhét vào Triệu Bân trong tay, ngụ ý rõ ràng, ta là sư phó ngươi là đồ nhi, ngươi cầm. Triệu Bân còn được đâu, ngạc nhiên nhìn xem giỏ thức ăn. Chờ hắn ngước mắt lúc, mây khói đã theo trên thềm đá đi. Ta nói. Triệu Bân ba bước đồng thời hai bước, vội vàng hoảng đuổi theo. Chờ đuổi kịp,
hắn tựa như nhìn khỉ con tựa như nhìn mây khói, trên dưới trái phải dò xét, nhìn một chút, còn nghĩ đưa tay xoa bóp, là hắn ngủ mơ hồ sao? Thế nào có chút không phân rõ chân thực hư ảo? Nhưng nhìn đủ, mây khói mắt liếc. Đây là nằm mơ giữa ban ngày sao? Triệu Bân vô ý thức vấn đạo. Mộng là huyễn, cũng là thật. Vậy là ngươi mây khói vẫn là nữ tiên vương. Ta là sư phó ngươi. Mây khói nhẹ nhàng nở nụ cười. Tử Trúc Phong, cũng như trong trí nhớ như vậy, u tịch điềm tĩnh. Ở đây không có Mục Thanh Lạnh, cũng không có Thiên Tông trưởng lão và tử đệ. Triệu Bân vòng tới vòng lui, còn có một chút mơ hồ. Hắn leo lên Tử Trúc Phong đỉnh, vô tận thị lực nhìn ra xa. Nhiên, hắn đoán thấy, đều là hoàn toàn mông lung mây mù, toàn bộ thế giới đều rất giống chỉ có Tử Trúc Phong, không nhìn thấy nửa cái bóng người, hắn muốn đi ra ngoài nhìn một chút, lại bị vô hình che chắn cản trở về. Nhìn mây khói, thì xách theo giỏ thức ăn đi lên bếp lò. Nàng là Tử Trúc Phong phong chủ, cũng giống như một cái ôn nhu thê tử, đúng lúc gặp đoàn tụ xung vầy lúc, đang vì chính mình tướng công làm bữa tối. Vô luận từ chỗ nào nhìn, đều ôn nhu hiền lành, lại cười rất mềm mại đáng yêu. Triệu Bân cất tay, tại bếp lò vừa đi vừa về tản bộ. Hắn trong trí nhớ mây khói, cũng không có như vậy ôn nhu, không cho người treo trên cây liền thắp nhang cầu nguyện, còn nghĩ để nàng nấu cơm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hệ tạp dề mây khói, đích xác có một phong vị khác. Bữa tối rất nhanh làm tốt. Ở đây vẫn không có những người khác. Cái này trăm năm, nhưng có nhớ ta. Mây khói xách theo đũa, một lần lại một lần cho Triệu Bân gắp thức ăn. Nàng đúng như một cái ôn nhu thê tử, cười đều cười như vậy nhu tình. Suy nghĩ. Triệu Bân nở nụ cười, cũng để đũa. Sư phó làm cơm, vẫn là rất ăn ngon. Sau bữa ăn, hắn lại sủi tay, ngồi ở dưới cây già. Cơ trí như hắn, cũng không biết rõ bây giờ là gì cái cục diện. Thực sự là mộng. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Nghĩ tới đây. Hắn nhìn về phía mây khói, ngươi, cho ta xoa bóp vai. Mây khói cũng là nghe lời, thật sự đi vòng qua Triệu Bân sau lưng, nắn vai đấm lưng. Ân, không tệ, Triệu Bân một mặt thoải mái. Trước đó, ngươi là có hay không thường xuyên huyễn tưởng hình tượng này? Mây khói cười nói, ta huyễn tưởng nhiều hơn, Triệu công tử mâm chân, lại để cho ngươi ba ngày hai đầu đánh ta. Ngươi suy nghĩ, sư phó hôm nay cũng như ngươi mong muốn. Mây khói một tiếng khẽ nói. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân dứt khoát duỗi chân, cho ta xoa bóp chân. Đừng nói. Mây khói vẫn thật là nghe lời. Triệu công tử liền không là bình thường thích ý, như cái đại gia tận tình hưởng thụ. Giấc mộng này thực là không tồi, trước kia cái kia lý tưởng cao xa, cuối cùng thực hiện. May Nguyệt Thần không tại, bằng không thì nhất định có một trận mắng to, đều mẹ nó như ngươi suy nghĩ mong muốn, liền xoa bóp vai. Liền đấm bóp chân, ngược lại là cả một chút chương trình đặc biệt a. Thí dụ như, nhảy cái thoát, áo múa, thí dụ như, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, người nếu nói, mây khói thực sẽ làm theo. Chẳng biết lúc nào, mây khói mới dừng lại, kéo Triệu Bân cánh tay, gương mặt lệch qua đổ nhi trên bờ vai. Triệu Bân tròng mắt chuyển rồi một lần. Nói thực ra, hắn cũng không có huyễn tưởng cái này. Nhiều năm về sau, người còn sẽ nhớ kỹ ta. Mây khói một tiếng khẽ nói, không biết là lẩm bẩm ngữ vẫn là tại đối với Triệu Bân nói. Triệu Bân nghe một mặt không hiểu, giấc mộng này, cuối cùng cảm giác kỳ kỳ quái quái. Sẽ, hắn vẫn là trả lời mây khói vấn đề. Cảm ơn ngươi sẽ nhớ kỹ ta, mây khói nở nụ cười xinh đẹp. Tàn phá đại địa bên trên, Triệu Bân ngủ an tường. Hắn nên làm một cái mộng đẹp, ngủ đều ngủ ha ha cười. Sư phó đều cho hắn nắn vai đấm chân. Cũng không phải chính là cái mộng đẹp đi. Nữ tiên vương còn tại, như mộng đồng dạng nhanh chóng mà đứng. Thần thái của nàng rất phức tạp, có lạnh nhạt cũng có nhu tình, có không nỡ cũng có quyến luyến. Các ngươi nhân quả, chấm dứt. Nữ tiên vương nhẹ môi hé mở, là đối với mây khói nói. Nàng từng hóa ra rất nhiều phân thân, duy chỉ có vào phàm mây khói, là vi tình sở khốn. Hóa thân tình, quấy nhiễu nàng đạo, nàng cần đoạn nhân quả này lấy chứng đại đạo. Triệu Bân, vẫn là nữ tiên vương mở miệng, lại là mây khói tại nói. Giải rác hai chữ, là một tiếng phát ra từ linh hồn kêu gọi. Cũng là cùng với cái tên này, hai hàng nước mắt lướt qua nữ tiên vương gương mặt. Nàng tại giữa trần thế ký ức, đều đã chôn ở Triệu Bân giấc mộng đẹp kia bên trong. Đây cũng là hóa thân, có một loại trốn không thoát số mệnh,
Nữ tiên vương tiệm đi xa dần, như mộng mà đến, như mộng mà đi. Không còn mây khói, không còn quấy nhiễu đạo tình, nàng càng lộ vẻ mộng ảo. Là mộng cuối cùng cũng có tỉnh thời. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Hắn vẫn như cũ rất mơ hồ, nằm ở đó nhìn tinh không nhìn một lúc lâu. Ba, năm trong nháy mắt sau, hắn mới thông suốt đứng dậy. Làm một cái mộng đẹp, nhưng không thấy nữ tiên vương. Nhiều lần kêu gọi, cũng không nghe được nữ tiên vương hồi âm. Đi! Triệu Bân vòng nhìn xem tứ phương. Đến mà lại không gặp lại nữ tiên vương. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Long Uyên cùng tiên lôi. Hai hàng này hôm nay đổ yên lặng, tựa như đều đang say giấc nồng. Hắn nằm mơ. Hai cái này cũng tại nằm mơ giữa ban ngày. Kỳ quái! Triệu Bân gãi đầu một cái, tùy theo mở ra bước chân. Phương Đông một vùng phế tích, hắn tìm được khôi lỗi Hạo Thiên, vốn là tàn phế, bây giờ càng thêm tàn phế, liền hắn khắc vào bên trong lạc ấn đều tan nát, bất quá còn tốt, sửa một cái còn có thể tiếp tục dùng. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc. Triệu Bân thu Hạo Thiên, chạy thẳng tới một phương, trong miệng các ngươi, tất nhiên là chỉ quỷ tinh nghịch bọn hắn, lúc trước không cố được quá nhiều, còn chưa mở phong ấn, liền cho ba người đưa đi. Truyền tống đến ít ai lui tới chỗ ngược lại không có gì, như bị làm loạn người đụng vào, vậy thì nói chuyện vớ vẩn. Liền cái này, đi tới một phiến thiên địa, Triệu Bân mang ra trận đài. Lúc trước, hắn chính là tại cái này ba người truyền cho nhau đưa tiễn. Nếu vẫn tại cái này, như khắc xuống đồng dạng không gian tọa độ, liền có thể tìm được ba người. Điều kiện tiên quyết là, ba người không có xảy ra ngoài ý muốn. Siêu, hắn hóa hai đạo phân thân. Sau đó tại khắc tọa độ, lại chất đầy thiên thạch. Trận đài ông rung động, không gian lực lượng rong chơi, thông đạo tùy theo bắc, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về phần hắn lưu lại hai đạo phân thân, thì đem trận đài chuyển vào vĩnh hằng giới, đây cũng là nhiệm vụ của hắn, phân thân cùng bản tôn cùng hưởng không gian đi. Triệu Bân lại hiện thân nữa lúc, đã là một mảnh sơn lâm. Như không gian tọa độ cùng phương vị đều không sai. Ba người truyền cho nhau tặng điểm kết thúc liền tại đây phiến sơn lâm. Nhiên, hắn thần thức thác khai sau đó, cũng không gặp ba người bóng dáng, chỉ có tí xíu khí tức lưu lại. Lão già đầu chọc, Triệu Bân một bước lên trời, lấy nguyên thần chi lực kêu gọi. Thật lâu, hắn không thấy có hồi âm, toàn bộ sơn lâm đều tĩnh đáng sợ. Đi đâu rồi? Triệu Bân hóa ra tiền lớn phân thân, lấy sơn lâm làm trung tâm chiêu tứ phương lùng tìm. Ba người đều còn tại phong ấn trạng thái, lại là tiên vương phong ấn, không có khả năng phá vỡ, không sử dụng ra được tiên lực, liền chạy không được xa, tự nhiên, nếu là bị người bắt đi, vậy thì nói khác. Cái này một tìm, chính là hơn nửa đêm. Chớ nói người, ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy. Hỏng! Triệu Bân sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn, có một loại dự cảm bất tường. Hắn tại ba người trên thân, là khắc truy tung lạc ấn. Đáng tiếc thời gian quá lâu, đã tiêu tán, mặc hắn mọi loại chủ tính, có thể kế hoạch vẫn có thiếu sót, sớm biết, liền nên nhiều khắc mấy đạo truy tung ấn ký. Lão đại, tìm được. Hắn lo nghĩ lúc, phân thân truyền đến lời nói. Hắn vội vàng hoảng kết nối phân thân ánh mắt, nhìn thấy chính là một vùng thung lũng. Ngay tại phía trước trong nháy mắt, trong sơn cốc có chuyện nhờ cứu thanh âm truyền tới. Nghe âm sắc, nên đầu chọc lão tên kia. Quỷ tinh nghịch cùng khò khẽ oa. Hơn phân nửa cũng tại bên trong. Bị người nắm sao, chống đỡ. Triệu Bân lại mang ra trận đài, nhắm chuẩn phương kia khắc không gian tọa độ. Vẫn là trận đài dễ dùng, bất tài đã lâu liền đến vùng thế giới kia. Đen thui sơn cốc, hàn phong từng trận, khoảng cách tới gần, cầu cứu truyền âm nghe rõ ràng hơn, lại là đứt quãng. Người nghiêu a. Triệu Bân không khỏi chặt lưỡi đầu chọc già thủ đoạn. Bị tiên vương chồng phong ấn. Lại vẫn có thể có thần thức truyền ra. Hắn phủ áo bào đen, trộm đạo vào núi cốc. Trong cốc là mây mù mông lung, có dấu mê tung tiên trận. Còn tốt, hắn có tiên nhãn. Còn tốt, hắn đối với trận pháp cùng tinh tượng đều có biết một hai. Cái gọi là mê tung tiên trận, ngăn không được cước bộ của hắn. Hắn không lâu vận chuyển đại địa linh chú, có thể rõ ràng cảm giác được đầu chọc lão, quỷ tinh nghịch cùng khò khẽ hoa, trừ bọn họ, còn có một đạo mịt mờ khí tức. Hẳn là một tôn động hư đỉnh phong cảnh. Lại là luyện đan. Triệu Bân trong lòng thầm nhủ, bởi vì hắn ngửi được ngọn lửa khí tức. Tiên giới luyện đan sư, vừa nắm một bó to. Ưa thích dùng người luyện huyết đan luyện đan sư,
cũng là vừa nắm một bó to. Nhưng cái này luyện đan sư, lòng can đảm thật sự lớn, bị chồng tiên vương phong ấn người, lại cũng dám chộp tới luyện đan, như vậy khát khao sao? Hắn đoán một chút cũng không giả, cảm giác cũng một chút cũng không kém, đích thật là một tôn động hư đỉnh phong, cũng đích xác là một cái luyện đan sư, gầy trơ cả xương, áo mãng bào liệt liệt, khí uẩn rất là hùng hậu. Quét sạch lão đầu bọn hắn, cũng đích xác bị nhét vào lò luyện đan. Lão già, người biết bọn ta là ai chăng? Quỷ tinh nghịch mắng. Người thấy rõ ràng, bọn ta trên thân là tiên vương phong ấn, không sợ tiên vương tìm ngươi tính sổ sách. Khò khè oa mắng càng hăng hái, chủ yếu là nén giận, hắn cái này bạch hổ truyền thừa thường xuyên bị người bắt tới luyện đan, liền tiên vương đuổi bắt đều trốn ra được, đến nơi này, lại thua ở động hư cảnh trong tay. Hoang sơn giã lĩnh, tiêu diệt các ngươi ai biết, áo mãng bào lão giả yếu ớt nở nụ cười. Ta có thể nói cho ngươi, bọn ta trên thân là có tiên vương ấn ký, chờ hắn đi tìm tới, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đầu chọc lão lãnh lạnh nhạt nói, không phá nổi phong ấn, chỉ có thể dựa vào lừa gạt, hắn cũng không muốn bị người luyện thành đan dược. Thiếu hù dọa lão phu. Áo mãng bào lão giả xem thường, nếu có tiên vương ấn ký, chạy không khỏi hắn nhìn lén. Hắn không chỉ là một cái luyện đan sư, còn có một mạch đặc thù huyết thống, tự có thiên phú truyền thừa, này thiên phú, không có gì cái lực công kích, lại đối với ấn ký có tiên thiên cảm giác, cho dù là tiên vương ấn ký, cũng giống vậy không tránh khỏi hắn nhìn trộm. Hắn nhìn qua, ba người trên thân không có ấn ký. Cái này còn sợ cái chim, chiêu chết luyện thành đúng. Oanh! Đột nhiên, ngoại giới tiếng ầm ầm vang vọng. Mênh mông bầu trời đêm, đã là sấm sét vang dội. Đây không phải là sét đánh trời mưa, đó là Triệu Bân đưa tới lôi. Động hư đỉnh phong đi, hắn tất nhiên là chơi không lại. So sánh chính diện đối chiến, dọa người có vẻ như càng dễ sử dụng hơn. Giống. Lôi đình kỳ lân tùy theo tụ ra, bàng đại như sơn nhạc. Áo mãng bào lão giả gặp chi, chợt biến sắc, tựa như biết là vị nào. Lôi đình kỳ lân, tiềm ẩn thiên uy lôi điện, chắc chắn là Triệu Tử Long sư tôn. Tiểu bối, lòng can đảm không nhỏ đi, lão phu người người cũng dám chảo. Lôi đình kỳ lân mở miệng, là Triệu Bân thông qua nó tại nói, một lời rung động cửu tiêu. Lời này, đầu chọc lão tam người nghe xong tặc hăng hái. Lời này, áo mãng bào lão giả nghe xong liền một hồi mắc đái. Là ta đi vào, vẫn là người đem người đưa ra. Lôi đình kỳ lân nhạt đạo, trong tiếng nói tiềm ẩn lôi đình chi uy. Dứt lời, thì thấy áo mãng bào lão giả liền lăn một vòng đi ra. Còn có đầu chọc lão tam người, cũng đều bị cùng nhau mang ra, chỉ có điều, đang luyện đan lô bên trong đợi quá lâu, quần áo đều bị luyện diệt, cũng là quang không lưu thu, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa còn tốt. Cũng là tiểu gia hỏa, trắng trắng mập mập, rất là khả ái. Ngược lại là đầu chọc lão, nhìn xem liền có một chút. Cái kia, nhưng còn có muốn nói. Lôi đình kỳ lân chậm chậm nói, là đối với áo mãng bào lão giả nói, lời nói bên trong ngụ ý rõ ràng, nắm lão phu người, còn nghĩ bắt bọn hắn luyện đan, thông báo một chút di ngôn thôi. Tiền bối tha mạng, áo mãng bào lão giả lúc này phủ phục, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn giả tưởng qua rất nhiều có thể. Duy chỉ có không nghĩ tới là Triệu Tử Long sư tôn, đây chính là hàng thật giá thật thái hư cảnh, lại cùng Hạo Thiên Tiên Vương có ngọn nguồn, hắn có thể không thể trêu vào. Bảo vật lưu lại, tiên hỏa lưu lại, lan. Lôi đình kỳ lân hừ lạnh một tiếng, tiếng nói băng lãnh cô quạnh. Thấy tốt thì ngừng a, chẳng lẽ, muốn để đối phương tại chỗ tự sát, đừng làm rộn, cho người ta ép, phát chân lên cổ chạy làm sao xử lý. Giao, ta giao. Áo mãng bào lão giả vội vàng hoàng tế tiên hỏa, cũng cầm túi chữ vật. Cái này, là hắn toàn bộ gia sản, nhưng vì mạng sống, cho không chút do dự. Nói cút thì cút, lưu lại tiên hỏa cùng bảo vật, hàng này chạy còn nhanh hơn thỏ, cái kia sắc mặt a. Gọi là một cái trắng bệch a, cái kia tâm cảnh a, gọi là một cái sau hối hận a. Sớm biết như vậy, đem ba người kia diệt cũng là dứt khoát, còn luyện cái gì đan cái nào. Bây giờ bị người tìm được. Cứ vậy mà làm cái táng ra bại sản. Áo mãng bào lão giả đi, Triệu Bân nhảy ra ngoài. Ba người nhìn hàng này ánh mắt, gọi là một cái kỳ quái a. Lúc trước bọn hắn thấy rất rõ ràng, hàng này có một tôn tiên vương cấp khôi lỗi. Cũng chính là tôn kia tiên vương cấp khôi lỗi, mới phá vỡ Hạo Vũ tiên vương tử phủ, bọn hắn mới có sống sót cơ hội, mặc dù quá trình có chút long đong cùng lúng túng, nhưng bọn hắn dù sao còn sống. Két, két, két.
Ba người nhìn lên, Triệu Bân mang theo một khối ký ức tinh thạch, cho Quang Không Lưu Thu ba người, một người tới một cái đặc tả, đặt ở đầu giường, không chỉ có thể trừ tà, khó tránh khỏi còn có thể tránh thai đâu. Người có bị bệnh không? Ba người sắc mặt, trong nháy mắt đen như than cốc. Triệu Bân toàn bộ không để ý tới, tạch 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 lại cho người tới mấy chương. Sau này, tất cả đàng hoàng một chút cho ta có các người quang. Cái giám, cổ đặc tả. Nói nhảm về nói nhảm, chính sự vẫn phải làm. Triệu Bân đem ba người đưa vào mộng đẹp, song sách ra tê dần túi bột đá. Chờ sinh linh khí bị hoàn toàn che giấu, mới thu vào vĩnh hằng giới. Chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn hóa ra phân thân, lại cho ba người trên thân bôi một lần nhi, chính xác nói, là đem ba người chôn sống, ba cái ngôi mộ nhi lóe sáng mắt. Làm xong những thứ này, Triệu Bân mới dùng chuyển ra trận đài. Người đã cứu được, nhưng có một vật hắn phải tìm trở về. Tìm gì đây? Tất nhiên là Hạo Vũ Tiên Vương tên kia nhục thân. Lúc trước, nữ tiên vương cùng Hạo Vũ đại chiến, quang huy quá rực rỡ, cũng khoảng cách quá xa, hắn không thấy quá rõ ràng, làm không tốt, còn có thi thể lưu lại, tìm trở về luyện chế một phen, lại là một tôn tiên vương cấp khôi lỗi, cùng Hạo Thiên bày một khối mà nói, có thể góp thành một đôi. Đêm khuya, Triệu Bân lại trở về cái kia mảnh phế tích một dạng thiên địa. Sau đó, tiền lớn phân thân bị hóa ra, Triệu tứ phương địa thảm thức lùng tìm, là tìm Hạo Vũ thi thể, cũng là tìm nữ tiên vương, đi lên cũng không nói một tiếng, tốt xấu quan hệ thầy trò, tìm chỗ nhi tự cựu a. Lanh lẹ, các phân thân ô ương một mảnh, tìm lúc vẫn không quên trách trách hô hô. Triệu Bân bản tôn tử cũng không nhàn rỗi, cầm linh đang một đường đi một đường dao động. Nếu có người khi dễ ngươi, liền rung vang chuông này. Mây khói năm đó lời nói, đến nước này còn bên tai bạn quanh quẩn. Nhiên, mặc cho tiếng chuông vang vọng, cũng không thấy nữ tiên vương bóng dáng. Ngược lại là hắn, theo bản năng chạm khóe mắt, càng là ướt át. Lão đại, cái này đâu? Thương Hải phương hướng, truyền đến phân thân kêu gọi. Triệu Bân thu suy nghĩ, như một đạo kinh hồng đuổi theo. Hắn đến lúc đó. Đông nghịt các phân thân tại Thương Hải bên trong bay nhảy, toàn bộ như tự kéo co tựa như, đang lôi một sợi dây xích, liều mạng kéo ra ngoài, mà xích sắt một chỗ khác, cột một bộ thi thể, là Hạo Vũ Tiên Vương nhục thân, rơi vào Thương Hải, lại là chìm đến Thương Hải dưới đáy. Hàng trăm hàng ngàn phân thân, cứ thế không lay động được Hạo Vũ. Tiên Vương thân thể không phải bình thường trầm trọng, có thể dung chuyển mới là lạ. Triệu công tử từ trên trời giáng xuống, phù phù một tiếng đâm vào Thương Hải. Đáy biển, hắn nhẹ nhõm tìm được Hạo Vũ, đang an tĩnh tĩnh nằm ở đó, chính xác chết không nhắm mắt, nhìn mi tâm lỗ ngón tay, đến nước này còn chảy xuống huyết, rất rõ ràng, hắn là bị nữ tiên vương một ngón tay tuyệt sát. Đồng dạng chết kiểu này. Hạo Thiên tiên vương không có sai biệt. Bất đồng chính là, Hạo Thiên có lưu bản mệnh khí cùng tài vật, mà Hạo Vũ bản mệnh khí thì tự bạo, đến nỗi hắn tử phủ bên trong bảo vật, từ cũng bởi vì hắn táng thân mà hủy diệt, đây là một cái tổn thất vô cùng lớn. Tiên vương thi thể tìm được. Triệu Bân đi hắn phương tìm nữ tiên vương. Vận khí không tốt. Đến mà lại không có tìm được người. Đi. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, nắm tiểu linh đang thật lâu không động. Suy nghĩ một chút, sợ là hắn mong muốn đơn phương, đó là nữ tiên vương, mây khói chỉ là nàng một đạo hóa thân, cứu hắn là hồng trần tình cảm, không từ mà biệt, nên trong nhân thế nhân quả, tương vong vu giang hồ. Đồ nhi sẽ nhớ kỹ ngươi. Triệu Bân cuối cùng xem qua một mắt phương xa, càng lúc càng xa. Hắn trở về Diệp gia lúc, Mưa Hoa Tiên đám người đã tại vườn nhỏ chờ đợi. Xong việc, Khương Vấn Thiên bọn hắn liền bị Mưa Hoa Tiên đuổi ra ngoài. Lúng túng. Không đợi ba người mở miệng, thì thấy Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Ba ngày hai đầu bị con dâu đuổi, mặt mo đã không biết để nơi nào. Hạo Vũ còn sống. Vườn nhỏ bên trong, Mưa Hoa Tiên đã là dung mạo biến sắc. Nhưng cái này sao có thể, năm đó, nàng là nhìn tận mắt Hạo Vũ táng diệt, nguyên nhân chính là thấy tận mắt, mới không đối với Triệu Bân nói rõ, bây giờ xem ra, Hạo Vũ tiên vương trước kia cái chết là lừa gạt thế nhân. Hạo Vũ đâu, Mưa Hoa Tiên tính thăm dò vấn đạo. Bị mây khói bản tôn diệt, Triệu Bân không giấu giếm. Mây khói, Mưa xinh đẹp lông mày trao lên, câu trả lời này để nàng ngoài ý muốn, nàng có ngọc cẩn ký ức, sao có thể không biết mây khói, Thiên Tông Tử Trúc phong chủ. Triệu Bân cùng Mục Thanh Lạnh sư phó, lại cũng là hóa thân, có thể diệt Hạo Vũ Tiên Vương, mây khói bản tôn định cũng là đạo hư cảnh, lại mạnh hơn xa Hạo Vũ Tiên Vương.
nàng thậm chí hoài nghi. Hạo Thiên cũng là mây khói bản tôn diệt. Đâu chỉ nàng kinh ngạc, Triệu Bân cũng vẫn chưa thỏa mãn, hắn cho là Ngọc Cẩn bản tôn đã quá mạnh, không nghĩ mây khói bản tôn càng đáng sợ, đoạt thiên tạo hóa mộng chi đạo, hắn đến nay cũng không biết huyền cơ. Người nàng ở nơi nào? Mưa Hoa Tiên lại hỏi. Đi, Triệu Bân ngửa đầu ực một hớp rượu. Mưa Hoa Tiên không nhiều hơn nữa hỏi thăm, tính tính thối lui ra khỏi vườn nhỏ. Nàng sau khi đi, Triệu Bân mang ra Hạo Thiên, hắn cái này tân tân khổ khổ tế luyện hơn nửa tháng khôi lỗi, đã bị đánh thành tàn phế, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Hạo Thiên, bọn hắn sớm đã tổ đội lên Hoàng Tuyền. Còn chưa tỉnh ngủ, Triệu Bân gõ một chút tiên lôi tướng, tên kia tỉnh lại. Tiên lôi có chút mơ hồ, lão đại, ta giống như nằm mơ. Mộng thấy gì? Triệu Bân một bên lấy tài liệu liệu một bên tùy ý vấn đạo. Mộng thấy một con lợn tại ủi cải trắng. Tiên lôi nói cái kia trứng chạc đàng hoàng. Triệu Bân không thèm để ý, ngự động lôi điện bao khỏa Hạo Thiên thi thể, phía sau chính là mỗi loại tiên liệu, theo thứ tự luyện vào trong cơ thể, không gặp người hình Hạo Thiên, lại bị hắn luyện trở về hình người. Luyện khôi lỗi không chỉ là cái việc cần kỹ thuật, còn có phần tốn thời gian. Hắn cái này bận rộn, vĩnh hằng giới bên trong hỗn thiên ma viêm cũng không nhàn rỗi. Triệu Bân lừa gạt tới một đạo tiên hỏa, đã bị tên kia một chút đồng hóa, hỏa chi nguyên càng thêm tinh túy, cũng càng cỗ linh tính, nhưng vẫn cái chạy ra, lồng muộn Hạo Thiên thi thể, giúp đỡ rèn luyện. Không lâu, Long Uyên cái kia hàng cũng tỉnh ngủ. Nó so tiên lôi càng mơ hồ, lão đại, ta giống như trong giấc mộng. Cũng mộng thấy một con lợn tại ủi cải trắng. Triệu công tử lời nói vẫn như cũ rất tùy ý. Ngươi thế nào biết, Long Uyên chạy ra khỏi vĩnh hằng giới, tại Triệu Bân bên cạnh thân vòng tới vòng lui. Triệu Bân không nói, ánh mắt lại sáng tối chập chờn, hắn nằm mơ giữa ban ngày, tiên lôi Long Uyên cũng đi theo nhập mộng. Coi là thật như thế, cái kia nữ tiên vương đối với mộng đạo lĩnh hội, nên đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Đủ dùng nửa tháng, hắn mới đã sửa xong Hạo Thiên khôi lỗi. Lại là một đạo điều khiển lạc ấn, bị khắc vào Hạo Thiên thể nội. Sau đó chính là Hạo Vũ, thủ pháp luyện chế cùng Hạo Thiên không khác nhau chút nào, sử dụng tài liệu đều là tối thượng phẩm, không chỉ sửa lại hắn dung mạo, cũng còn cho người đổi một tao khí kiểu tóc, nồng đậm ô hắc. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mệt ngồi phịch ở dưới cây già. Hạo Vũ thi thể cũng đã luyện thành thiên vương khôi lỗi. Hô, Triệu Bân thở ra một hơi, ngồi ở dưới cây khôi phục. Nhìn Hạo Thiên Hạo Vũ, thì song song sử bản bản dòng dã. Sư đệ, hai ta có phải là chết hay không? Hạo Vũ đột nhiên mở miệng. Ân, ta là bị Triệu Tử Long sư phó diệt. Hạo Thiên nói. Ai, ta là bị Triệu Bân sư phó diệt. Hạo Vũ một tiếng buồn vô cớ. Hắn sư tôn, là một tôn thần minh. Ta cái này hơi kém, là một tôn tiên vương. Hai khôi lỗi người một lời ta một lời, nói chuyện cái kia vui vẻ. Nhìn qua mới biết được, là Long Uyên cùng tiên lôi đang dở trò, một cái sáp nhập vào Hạo Vũ thể nội. Một cái khác dung nhập Hạo Thiên thể nội, bất quá bọn chúng lời kịch, nên Hạo Thiên cùng Hạo Vũ muốn biểu đạt, thực sự là một đôi cá mè một lứa, Triệu công tử liền hai sư phó, toàn bộ để bọn hắn đụng phải. Dưới ánh trăng, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Quỷ tinh nghịch cuối cùng là bị phóng ra, sắc mặt vẫn như cũ đen, bởi vì đến nay còn quang không lưu thu, cái nào đó không biết xấu hổ hàng, cũng không biết cho bọn hắn mặc bộ quần áo, không những không mặc còn ken két chụp ảnh. Tranh. Hạo Thiên huy kiếm phá ba người phong ấn, Hạo Vũ sớm bị thu vào vĩnh hằng giới. Tiên vương phong ấn bị giải khai, ba người một bên mặc quần áo, một bên vòng quanh Hạo Thiên vừa đi vừa về xoay quanh, đây là một tôn hàng thật giá thật tiên vương khôi lỗi, lúc trước chính là vị này phá Hạo Vũ tiên vương tử phủ. Cái này ai làm a? Khò khè oa chọc chọc Triệu công tử. Tại một chỗ di tích Nhật, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Lời này, ba người đều không ra thế nào tin tưởng. Người nào đó nói chuyện phiếm đều bịa đặt lung tung. Triệu Bân không lộ ra, bọn hắn cũng không truy vấn ngọn nguồn, hàng này sẽ không nói. Hừng Đông khởi hành đi Tu La tinh vực. Triệu Bân lưu lại một ngữ, quay người ra vườn nhỏ. Khu rừng nhỏ, hắn đem Diệp Lan Thu vào vĩnh hằng giới. Chuẩn bị đi. Sau lưng, Mưa Hoa Tiên như phong đi vào rừng trúc. Triệu Bân gật đầu nở nụ cười, đã trì hoãn quá lâu. Mưa Hoa Tiên không nhiều lời cái gì, sao Bắc Cực chỉ là một cái dịch trạm, Triệu Bân sớm muộn đều phải đi, không có gì hảo tặng, nàng cho Triệu Bân một bức tranh vũ trụ, không biết gặp lại là năm nào xuân thu. Sáng sớm,
Triệu Bân được áo bào đen ra Diệp gia. Cùng với một đạo còn có quỷ tinh nghịch hắn ba. Ông! Tinh không trận mở ra trong nháy mắt, có một đạo tiên quang chui vào. Cẩn thận một nhìn càng là Khương Ngữ Linh nha đầu kia, cười đùa tí tửng. Oa xoa! Ngươi sao cũng tới? Ta, Khương Ngữ Linh nói còn chưa dứt lời, thì thấy một cái tay ngọc từ ngoài trận thò vào tới, lại đem Khương Ngữ Linh cho ôm trở về, nhìn tay ngọc rong chơi một tia tiên khí màu trắng, nên mưa hoa tiên. Nãi nãi! Chớ lại chạy loạn. Ngoại giới, truyền đến chính là như vậy lời nói. Triệu Bân lắc đầu nở nụ cười, thứ nhất bước chân. Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ họ Cuồng còn tại Tu La tinh vực. Đầu chọc như nói nhiều, đặt một cái kia nhiệt tình lại nhảy ục ục, thật sự thắp hương cầu nguyện, liền sợ đi tìm không được cái kia hàng bóng người. Trước tiên nói rõ, ta tới gây sự, quỷ tinh nghịch trách trách hô hô đạo. Cho hắn tránh một chút tà, khò khè oa nói. Còn giật ra quần cộc đi đến liếc nhìn. Triệu Bân cũng tại âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong hắn có thể sớm ngày tìm được ký ức chi hoa. Đường đi xa xôi, hắn dứt khoát ngồi xuống, một bên rèn hồn một bên luyện thể, thuận tiện lĩnh hội đại đạo, theo tu vi một đường tiến giai, hắn đối đạo nhận thức, có vẻ như đã có thuế biến tính chất cảm ngộ. Mặt khác ba cũng không nhàn rỗi, chẳng qua là đỉnh đầu đầu nhìn đồ tết. Mượn nhờ tinh không trận không ít người. Đi ngang qua lúc ánh mắt đều rất kỳ quái. Sau 5 ngày, một hành tinh cổ khác, 4 người trước tiên vào tinh không trận. Phía sau nhiều ngày, bọn họ đều là tại bên trong không gian thông đạo vượt qua. Nhìn tinh không đồ, cách Tu La tinh vực còn rất xa xôi. Còn phải 10 ngày nửa tháng. Đầu chọc lão buồn bực ngán ngẩm lại nhảy ục ục, chờ đợi là một loại dày vò. Chủ yếu là quá muốn thu thập người nào đó. Mới phát giác thời gian trôi qua dị thường chậm chạp. Nhìn quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa, thì tiến tới Triệu Bân trước người, một tả một hữu ngồi xổm ở cái kia, hàng này phần lớn thời gian đều khoanh chân nhắm mắt, hôm nay nên có chỗ đốn ngộ, lại có đạo âm diễn dịch đi ra, giống như ngầm phát hiện dị tượng cũng liên tiếp không dứt, nhìn chính bọn họ toàn thân trên dưới đều kiềm chế. Chớ quấy rầy hắn, đầu chọc lão nhắc nhở. Cái này còn cần ngươi nói. Hai người đều truyền âm nói. Triệu Bân như lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm bí văn một lần lại một lần khắc ra, cũng là một lần lại một lần gom vào, đó là vĩnh hằng tiên thể một mạch chuyên trúc bí văn, là huyết mạch tượng trưng. Khò khè oa cùng quỷ tinh nghịch nhìn có phần tân kỳ. Buồn bực ngán ngẩm đầu chọc lão cũng bu lại. Không khó coi ra, cái này vĩnh hằng tiên thể nên xuất ra một nửa, nếu là thuần chính vĩnh hằng, huyết mạch dành riêng bí văn, sẽ không như vậy lóe lên chợt lóe. Vô luận từ chỗ nào nhìn đều giống như đạo bản. Tung như thế, cũng đầy đủ bọn hắn chấn kinh. Xuất ra một nửa đều như vậy có thể đánh, nếu là hoàn chỉnh huyết mạch bản nguyên, chẳng phải là bá đạo hơn, phàm vĩnh hằng một mạch truyền thừa, đều hiếm thấy tuyệt đại ngoan nhân, đánh ra cũng là truyền thuyết cùng thần thoại. Nghe ta ra ra nói, vĩnh hằng thể có mấy cái chi nhánh. Khò khè oa đạo. Đó là tự nhiên, đầu chọc lão gỡ sợi dâu, vĩnh hằng linh thể. Thiên thể, đạo thể, thần thể. Có nhiều lắm, không biết phải chăng là còn có truyền thừa tại, nguyên nhân chính là thưa thớt, mới phá lệ nghịch thiên. Lại nghịch thiên, còn có thể mạnh hơn vĩnh hằng thần tôn. Quỷ tinh nghịch sủy đạp tay. Ai nha, tên nhóc con người kiến thức không ngắn cái nào, lại vẫn biết vĩnh hằng thần tôn. Trong truyền thuyết một đời vĩnh hằng thể, nghĩ chưa từng nghe qua cũng khó khăn. Vậy ngươi có biết cái gì là chúng thần hoàng hôn? Đầu chọc lần trước lời nói ý vị thâm trường. Chúng thần hoàng hôn, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa tất cả nhíu mày, hai mắt tròn căng. Cái gọi là chúng thần hoàng hôn, là vĩnh hằng thần tôn chỗ sáng lập thần thoại. Đầu chọc lão nói, mang bên mình còn cuộn lại chân ngồi đó, cổ lão nghe đồn, hắn từng một người đánh thần giới vô thần minh, cái kia đoạn tuế nguyệt thần giới là mở tối, che giấu thần minh quang huy, rất giống hoàng hôn màu sắc, là cái gọi là chúng thần hoàng hôn, trong sử sách lúc hoàng hôn đại, chính là như thế tới. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa nghe ám nuốt nước miếng. Thần giới vô thần, một mình hắn quét ngang toàn bộ thần giới. Cơ bản không sai biệt lắm. Đầu chọc lão đạo, đó là một hồi thần minh ở giữa đại hỗn chiến, vĩnh hằng thần tôn đột nhiên xuất hiện, đánh chúng thần rõ là chết thì chết trốn thì trốn, thậm chí phía sau 800 năm, cũng không thấy có thần minh dám lên thần giới tản bộ, hắn tàn sát qua thần, so người ta nghe qua đều nhiều hơn. Khủng bố như vậy, hai tiểu gia hỏa bị cả kinh tột đỉnh. Thật sự cho rằng vĩnh hằng là gọi không, đầu chọc lão ực một hớp rượu.
cái kia hắn cùng với cửu thế nguyệt thần ai cường đại hơn? Khò khè oa nhỏ giọng vấn đạo. Này ai biết, hai người bọn họ không phải một thời đại. Đầu chọc lão tủng vai. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa hít sâu một hơi, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Bân. Vĩnh hằng thần tôn bá thiên tuyệt địa, đánh thần giới vô thần minh, quỷ hiểu được chọc bao nhiêu cửu gia, hắn mặc dù không có ở đây, nhưng truyền thừa của hắn còn tại, cái này như bị thần giới những đại lão kia nhóm biết, làm không tốt sẽ đem hắn mời đi uống trà, đến nỗi như thế nào uống, vậy thì xem người tâm tình. Bên này, khoanh chân Triệu Bân cuối cùng là mở con mắt. Phen này ngộ đạo, ngộ hắn con mắt đều thâm thúy không thiếu. Lão Tam, ngươi tự cầu phúc. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa một trái một phải vỗ vỗ Triệu công tử. Triệu Bân một mặt không hiểu, thế nào cái ý tứ, có người muốn chơi ta sao? Đang nói ở giữa, chợt thấy một đạo tiên quang từ thông đạo bay qua. Ta nói, có phải hay không có người đi qua? Quỷ tinh nghịch ngạc nhiên một tiếng. Tựa như là, khò khè oa lại chừng hai mắt tròn trịa, tốc độ thật nhanh. Siêu, Triệu Bân đã lên thân, đuổi theo tiên quang liền đi qua. Người kia tốc độ tặc nhanh, tốc độ của hắn cũng không chậm, như một đạo kim mang. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, Long Uyên kiếm run lên một cái. Chính xác nói, là khắc vào Long Uyên bên trên độn giáp thiên tự run lên một cái. Rất rõ ràng, trên người kia có độn giáp thiên tự. Đây là có thể gặp không thể cầu, cái kia phải đuổi theo nhìn một chút. Nếu là đối phương bán, tiền không là vấn đề. Chạy nhanh như vậy làm gì? Quỷ tinh nghịch ba người cũng đuổi theo. Bất quá, cùng Triệu công tử so tốc độ, bọn hắn còn kém chút nhi, cho dù là động hư cảnh đầu chọc lão, cũng bị bỏ rơi một mảng lớn, cái kia lúng túng a. Cùng Triệu Tử Long so, hắn có vẻ như ngoại trừ ót bóng loáng, cũng không gì ưu thế. Đạo hữu dừng bước. Triệu Bân tốc như kinh hồng, đuổi sát không buông. Chờ đến gần, mới thấy là một cái nữ tử áo đỏ, nhìn khí uẩn, nên huyền tiên đỉnh phong, không biết tu cái gì đạo. Khí tức lay động, như hư vô đồng dạng, liền trên người thiên quang, đều mờ mịt vô cùng. Nữ tử áo đỏ tựa như không nghe thấy, không những không nghe thấy, còn nhanh hơn tốc độ. Triệu Bân gặp chi, ánh mắt rất kỳ quái, ta đáng sợ như thế sao? Chạy cái gì a? Sự thật chứng minh, hay là hắn tốc độ càng hơn một bậc, không lâu liền đuổi kịp, cùng nữ tử áo đỏ đi song song, dù vậy, nữ tử áo đỏ cũng không dừng lại, chỉ trách mắt nhìn Triệu Bân một mắt. Triệu Bân ánh mắt, thì rơi vào nữ tử áo đỏ hông treo trên ngọc bài, một cái đỏ chữ phá lệ bắt mắt. Chính là nó, hàng thật giá thật độn giáp thiên tự. Gặp Triệu Bân nhìn chằm chằm nàng phần eo nhìn, nữ tử áo đỏ lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, thậm chí là lãnh ý chợt hiện. Ta không có ác ý, Triệu Bân một tiếng gượng cười, liền nghĩ hỏi một chút đạo hữu ngọc bài này bán hay không. Không bán, nữ tử áo đỏ một tiếng lạnh quát, lại tại trên thân dán một đạo phù chú. Chính là tốc đi thiên phù, có thể ra chỉ tốc độ, vèo một tiếng thoát ra ngoài rất xa. Giá tiền dễ thương lượng, Triệu Bân như thuốc cao da chó, cũng dán thiên phù, một đường đuổi theo, độn giáp thiên tự a. Gặp phải không dễ dàng, làm sao dễ dàng buông tha, thực sự không được, cầm một kiện bảo bối tốt đổi. Trên thực tế, hắn thật sự cầm một món bảo vật. Chính là một thanh tiên kiếm, nữ tử dùng tiên kiếm, xanh tươi óng ánh, là từ đặc thù tiên đúc bằng sắt tạo. Cho dù không thôi động, cũng có tiên khí bay múa, còn tiềm ẩn một loại thần bí kiếm ý, là hắn từ tiên vương tiểu thế giới càn quét tới. Cầm cái này cùng ngươi đổi, Triệu Bân cười ha ha. Nữ tử áo đỏ thấy, lại hơi nhíu lông mày xinh đẹp, nàng tu vi tuy thấp, lại có tầm mắt, này kiếm không tầm thường, là một thanh hảo tiên binh, nguyên nhân chính là một thanh hảo tiên binh, nàng mới hổ nghi, hắn eo treo cái ngọc bài này, có chân quý như vậy sao? Vị này lại muốn cầm như thế bảo vật để đổi. Như thế nào, Triệu Bân cười vấn đạo. Đây là vật gia truyền, ta, nữ tử áo đỏ nhẹ môi hé mở, có thể còn chưa có nói xong, liền chợt biến sắc, như một cái chim sợ cành cong, lại vèo một tiếng phi độn ra ngoài. Đi đâu? Không đợi Triệu Bân đuổi theo, liền nghe sau lưng quát to một tiếng. Triệu công tử trong nháy mắt đã hiểu, khó trách nữ tử áo đỏ chạy nhanh như vậy. Giống như vội đi đầu thai, nguyên là đang bị người truy sát. Lại nhìn truy nàng giả, chính là một cái áo bào đen lão nhân, trong tay còn cầm một cây quyền trượng, cuồn cuộn sát khí, tùy ý mãnh liệt, đâm đến không gian thông đạo đều ong ong thẳng run. Lão gia hỏa này tốc độ cũng không chậm, cũng như một vệt ánh sáng. Đi ngang qua Triệu Bân lúc, hắn còn trách mắt liếc qua,
mắt thấy Triệu Bân trong tay tiên kiếm, con mắt sáng lên một cái, thanh kiếm này không tệ, chất liệu không tồi, phẩm giai khá cao, dùng đến nên rất thuận tay. Đừng nói, hắn vẫn thật là thuận tay đem Triệu Bân kiếm cầm đi. Mà mẹ nó, Triệu Bân một tiếng thầm mắng, không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Nguyên nhân chính là không nghĩ tới, hắn mới không có lấy được, bị lão gia hỏa này thuận đi. Dám cướp ta bảo bối, phản ngươi. Triệu Bân phật tay một đạo tiên phù, đem tốc độ ảo tới đỉnh phong. Áo bào đen lão giả không để ý đến hắn, cách không một trưởng vỗ hướng về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ biến sắc, thông suốt chuyển thân, mi tâm có một mặt linh kính bay ra, treo ở trước người, hóa thành một mặt tấm chắn. Thế nhưng, áo bào đen lão giả trưởng uy vô song, tấm chắn trong khoảnh khắc vỡ vụn. Nữ tử áo đỏ một tiếng than nhẹ, gặp trọng thương, một đường hoành lộn ra ngoài. Phốc! Nữ tử áo đỏ đẫm máu, áo bào đen lão giả cũng đẫm máu. Nữ tử áo đỏ chịu áo bào đen lão giả nhất kích, áo bào đen lão giả thì chịu Triệu Bân nhất kích, lại là thuấn thân tuyệt sát, một kiếm chặt xuống áo bào đen đầu của ông lão, nhưng hắn xem thường lão gia hỏa này nội tình, càng không thể tuyệt sát hắn nguyên thần, sớm biết như vậy, liền nên để Hạo Thiên ra tay. Một màn này, nhìn nữ tử áo đỏ cả kinh, tiểu tử này thật mạnh a. Đồng dạng khiếp sợ còn có áo bào đen lão giả, mơ mơ hồ hồ chịu một kiếm, đầu dọn nhà, nguyên thần còn gặp trọng thương. Hơi kém bị xuống đất ăn tỏi rồi, cảm giác này không là bình thường sảng khoái. Ngươi đáng chết. Áo bào đen lão giả nguyên thần xuất khiếu, sử dụng bản mệnh khí. Đó là một ngụm màu đen chuông đồng, càng là thái hư cấp pháp khí, thế nhưng trung thân có lỗ hổng, là tàn phá, đã tàn phá, tất nhiên là không sử dụng ra được toàn bộ uy lực, chỉ nửa bước thái hư uy áp. Ngô! Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tàn phá chuông đồng đè một hồi lảo đảo. Chết đi, áo bào đen lão nhân nhe răng cười, lại thôi động chuông đồng, muốn một hơi ép diệt Triệu Bân. Quang minh thân, Triệu Bân trong lòng một quát, mạnh khai quang minh chi pháp. Hắn nhất thời như một vành mặt trời, tia sáng vạn đạo. Không chỉ áo bào đen lão nhân, liền phương xa nữ tử áo đỏ, đều bị lung lay mắt, hai mắt bôi đen. Kiếp sau, Mạc Nhạ không nên dây vào. Triệu Bân thản nhiên nói, sử dụng Hạo Thiên khôi lỗi. Sở dĩ trước tiên dùng quang minh thân, là không muốn nữ tử áo đỏ trông thấy lá bài tẩy của hắn. Phanh! Tàn phá chuông đồng, bị Hạo Thiên một trưởng vung mạnh lật. Áo bào đen lão nhân bị phản phệ, bị chấn kêu rên lui lại. Không đợi hai mắt khôi phục tỉnh táo, liền bị Hạo Thiên một kiếm bổ, nguyên thần tức thì khô diệt. Hắn chết đều chết một mặt mộng bức, hắn là bị ai miểu sát sao? Thế nhưng trước khi chết một cái chớp mắt, hai người bọn họ mắt là bôi đen. Không nhìn thấy là ai, mộng bức ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là hối hận, truy nữ tử áo đỏ liền truy thôi. Hết lần này tới lần khác gây tiểu tử này, thậm chí rơi xuống cái thân hủy thần diệt hạ tràng. Tia sáng tán đi, nữ tử áo đỏ cuối cùng là đứng vững, đôi mắt đẹp cũng cuối cùng là khôi phục tỉnh táo. Nàng xem áo bào đen lão nhân thi thể, lại không thấy đối phương nguyên thần, là bị tuyệt sát. Nàng khó có thể tin, một cái huyền tiên đệ lục trọng. Là như thế nào đả diệt một tôn đồng hư đỉnh phong, hơn nữa đối phương còn có màu đen chuông đồng hộ thể, đây chính là một tôn thái hư cấp pháp khí, cho dù là tàn phá, cũng có thể sử dụng nửa bước thái hư uy lực, cái kia hắc ám trong nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Siêu! Triệu Bân thu áo bào đen lão nhân tài vật, hai ba bước vừa tới. Nữ tử áo đỏ một bước lảo đảo lui lại, trong mắt có vẻ hoảng sợ, người này rất mạnh rất quỷ dị, liền đồng hư đỉnh phong đều có thể diệt. Càng không nói đến nàng, như ở đây tới giết người diệt khẩu, liền không có người biết. Cứu được mệnh của ngươi, ngươi cái kia ngọc bài, bán ta thôi, Triệu Bân cười ha ha. Đáp lại hắn, nhưng là một tiếng trầm muộn oanh minh. Vốn là ổn định kiên cố không gian thông đạo, đột nhiên một hồi lắc lư. Nội tình hùng hậu như Triệu Bân, đều bị chấn một bước không có đứng vững. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói nữ tử áo đỏ. Không đợi hai người đứng vững. Thông đạo liền ầm vang sụp đổ. Vết nứt không gian chợt hiện, tới đột ngột cũng hung mãnh, hai người không cách nào kháng cự, đều bị cuốn vào trong đó. Qua xoa! Gì cái tình huống? Phương hướng phía sau, truyền đến kêu la om sòm âm thanh. Chính là quỷ tinh nghịch bọn hắn, tốc độ so với Triệu Bân chậm không thiếu, bên này đều kết thúc chiến đấu, bọn hắn mới đuổi tới, mới mơ hồ nhìn thấy Triệu Bân, liền đụng vào không gian sụp đổ, một chút mất tập trung nhi, cũng bị cuốn vào.
đều gặp không gian lực lượng cắt đứt, có thể ngửi bá khí ầm ầm kêu thảm. Oanh! Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Hắn cũng gặp không gian cắt liệt, toàn thân trên dưới cũng là huyết. So với hắn thảm hại hơn là nữ tử áo đỏ, vốn là mặc màu đỏ tiên y, bây giờ lại thêm một vòng đỏ tươi, nếu không phải một tôn pháp khí đặc biệt che chở nàng, nàng hơn phân nửa đã bị quấy diệt tại vết nứt không gian bên trong. Tình huống gì? Triệu Bân lay động một chút mới đứng vững, vô tận thị lực nhìn ra xa tứ phương. Vùng tinh không này là tĩnh mịch, chỉ mấy khỏa thiên thạch trôi nổi, nhưng phương xa tinh không có vẻ như rất náo nhiệt, như có người tại cái kia kéo bè kéo lũ đánh nhau, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, mơ hồ có thể ngửi gào thét hét to. Cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy tịch diệt tiên quang bay múa. Thái hư cấp uy áp cùng sát ý, đều lan tràn đến khu này tinh không. Triệu Bân trong nháy mắt đã hiểu. Nên hỗn chiến uy thế còn dư ba cập không gian, mới khiến thông đạo sụp đổ. Không suy nghĩ nhiều, Triệu Bân lúc này lấy ra truyền âm thạch, hướng về phía kêu một tiếng, lão già đầu chọc. Lão già đầu chọc không có hồi âm. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa cũng giống vậy. Chết! Triệu Bân nhíu mày. Bất quá hắn thấy, khả năng này rất nhỏ. Hắn là Tương Ngộ Mặt, cái kia ba hàng không phải đoản mệnh người, sở dĩ không đáp lại, nên khoảng cách quá xa, dù sao cũng là vết nứt không gian, sẽ gây ra không gian biến động cùng sai chỗ, khó tránh khỏi rơi vào khác tinh không. Đa tạ đạo hữu cứu, nữ tử áo đỏ tiến lên, đưa lên eo treo ngọc bài. Dễ nói, Triệu Bân từ không khách khí, thu ngọc bài liền muốn đi, phải đi tìm cái kia ba hàng. Như bực này ngọc bài, ta gia tộc còn rất nhiều, đạo hữu còn muốn. Nữ tử áo đỏ vấn đạo. Còn có, Triệu công tử lại gạt trở về. Có, nữ tử áo đỏ ho một ngụm tiểu huyết. Nhà ngươi ở đâu? Thiên Vương Tinh. Cái này, là Triệu Bân nghe lần thứ hai Thiên Vương Tinh cái tên này. Quỷ tinh nghịch từng nói qua, sư tôn hắn đi chính là Thiên Vương Tinh, mặc dù không biết thực hư, nhưng trên bản đồ tinh không, đích xác có như thế một hành tinh cổ. Đạo hữu nếu muốn, có thể theo ta đi gia tộc. Nữ tử áo đỏ nói. Hảo, Triệu Bân nở nụ cười, tự hiểu nữ tử áo đỏ ngụ ý, bây giờ tinh không như vậy không bình tĩnh, nàng lại thân chịu trọng thương, có vẻ như cần một cái bảo tiêu, nếu nàng nhà thật còn có độn giáp thiên tự mà nói, hắn rất tình nguyện đi chuyến này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Hắn cần phải mượn Thiên Vương Tinh truyền tống trận, đi tu La tinh vực. Đến nỗi quỷ tinh nghịch bọn hắn, nếu là đi ra ngoài mang theo đầu óc, định cũng sẽ đi phụ cận cổ tinh. Hắn nhìn qua tinh không đồ, gần nhất chính là Thiên Vương Tinh. Bên này, nữ tử áo đỏ khẽ nói nở nụ cười, đi đầu một bước dẫn đường. Triệu Bân thu tinh không đồ, tùy theo đuổi kịp, một đường đều nắm truyền âm thạch, đi một đường kêu gọi một đường. Tiếc nuối là, không có hồi âm. Đi ngang qua một mảnh tinh không lúc, Triệu Bân còn hướng phương xa nhìn ra xa một mắt, hỗn chiến còn tại kéo dài, quỷ hiểu được có bao nhiêu người tham chiến, quỷ hiểu được bao nhiêu người chết, đem vùng tinh không kia nhuộm đẫm máu. Ta gọi Lâm Uyển Nhi, nữ tử áo đỏ đột nhiên một lời. Tên rất hay, Triệu Bân cười cười, mang ra truyền tống trận đài. So sánh cước lực phi hành, vẫn là cái đồ chơi này nhanh, lúc trước không cần, là sợ không gian thông đạo lại gặp hỗn chiến dư ba, bây giờ đi. Nhắm chuẩn Thiên Vương Tinh phương hướng, chiêu chết truyền tống là được rồi. Trận đài. Lâm Uyển Nhi một tiếng nhẹ kêu, đây chính là đồ tốt. Để nàng kinh dị còn tại đằng sau. Bởi vì truyền tống sau, bên cạnh vị này lại sẽ chuyển ra trận đài, nàng nhìn ra, trước trước sau sau hình như là cùng một tọa, này liền kỳ quái, phải biết, trận đài bắc không gian thông đạo sau, sẽ lưu lại điểm xuất phát, người này là như thế nào đem trận đài mang về. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, Triệu Bân cũng chưa giải thích. Vĩnh hằng giới đi, tùy thân không gian, lại phân thân cùng bản tôn cùng hưởng, lưu lại phân thân, đem trận đài chuyển vào vĩnh hằng giới. Cùng mang bên mình mang trận đài có vẻ như không có khác nhau, không được hoàn mỹ vẫn là một điểm kia. Quá phí tiên thạch, không có điểm gia sản nhi, thật đúng là dùng không nổi. Nhưng, vì mau chóng đến Thiên Vương Tinh, vì mau chóng nhận được độn giáp thiên tự, cũng vì mau chóng đi tu La tinh vực tìm ký ức chi hoa. Triệu công tử đã không quan tâm tiền. So sánh tinh không đại trận, tòa này trận đài vẫn là hơi kém ý tứ, truyền tống khoảng cách có hạn. Lại sẽ chậm không thiếu, dùng tinh không trận nửa ngày liền có thể đến Thiên Vương Tinh, hai người lấy trận đài đủ dùng nửa tháng, mấy trăm hơn ngàn lần truyền tống, đủ hoa Triệu công tử mấy trăm vạn thiên thạch.
đây chính là Thiên Vương Tinh a. Triệu Bân đứng ở tinh không, ngửa đầu nhìn một lúc lâu. Hành tinh cổ này đầy đủ bá khí, toàn thân đều rong chơi bàng bạc chi lực. Không biết thứ mấy ngày, hai người mới tại một mảnh quần sơn tiền định thân. Dựa theo Lâm Uyển Nhi nói tới, gia tộc của nàng liền giấu ở cái này thâm sơn chung, là một mạch ẩn thế truyền thừa. Quần sơn thấp thoáng chỗ sâu, cất giấu một tòa cổ thành. Chính xác nói, là một tòa so như phế tích một dạng cổ thành. Tường thành đã đổ sụp. Thành lâu cũng đã sụp đổ. Sao, sao sẽ như thế? Lâm Uyển Nhi thân thể mềm mại run rẩy, đã là dung mạo trắng bệch. Đây là gia tộc của nàng a, lúc đi còn rất tốt, sao biến thành một vùng phế tích? Triệu Bân nhíu mày, nhìn trước mắt cái này quang cảnh, Lâm thị một mạch sợ là đã bị diệt tộc. Gia gia, phụ thân, Lâm Uyển Nhi lệ rơi đầy mặt, phát điên xông vào trong thành. Triệu Bân xem qua một mắt, cũng đi theo. Thật đúng là như hắn sở liệu, Lâm thị nhất tộc bị diệt. Nhìn trong thành phòng xá, cung điện, lầu các, đình đài. Không có một tòa là hoàn chỉnh. Gạch xanh, mảnh ngói, tảng đá, nát một chỗ. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có nhuộm máu tươi, có xương máu tung bay, đều bị che lấp phù chú chặn lại. Hai người lên núi thời chi cho nên không có ngửi được mùi máu tanh, nguyên nhân liền ở đây. Trong thành chỗ sâu, có càng khiến người ta lạnh cả tim một màn. Đó là một tòa đài cao, có quá nhiều tiểu hài nhi thậm chí trong tã lót hài nhi, đều bị đính tại phía trên, chảy tràn máu tươi, đem đài cao nhuộm thành huyết sắc, trong thoáng chốc còn có thể nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhìn dưới đài cao, phần lớn là quần áo xốc xếch nữ tử, cũng là bị trà đạp đến chết. Hài nhi bị giết. Các nàng lại nhận hết khuất nhục. Triệu Bân có thể tưởng tượng hình ảnh kia. Hủy diệt Lâm thị nhất tộc thế lực, nên cực kỳ hung tàn truyền thừa. Muội muội, cô mẫu, Yến Nhi, Lâm Uyển Nhi tê tiếng rên cực kỳ bi ai, khóc giống như nước mắt người. Đây đều là thân nhân của nàng, bây giờ đều thành một bộ thi thể lạnh băng. Nén bi thương, Triệu Bân nhẹ nói, cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành cô nương này. Vốn là tới lấy độn giáp thiên tự. Ai có thể nghĩ, càng là như thế một cái thảm trạng. Lâm muội muội, chờ ngươi rất lâu. Lâm Uyển Nhi không đáp lại, trong bóng tối lại có một tiếng khặc khặc cười. Lời còn không rơi, thì thấy liên miên bóng người hiển hóa, tất cả được áo bào đen. Nói chuyện chính là một cái thanh niên áo bào tím, sinh máu me đầy đầu phát, nên thân phận tôn quý, tất cả hắc bào nhân cũng đứng lấy, duy chỉ có hắn nằm nghiêng trên ghế ngồi, đang nhàn nhã chuyển động trên ngón cái ban chỉ. Cũng là thuộc chuột sao. Triệu Bân trong lòng một lời, vô ý thức vòng nhìn một vòng. Đám người này ẩn nấp chi pháp, đúng là mẹ nó huyền ảo a. Trước đó, hắn lại không có chút phát hiện nào. Không cần hỏi thăm, liền biết là những người này hủy diệt Lâm thị nhất tộc, sở dĩ không đi, nên đang chờ Lâm Uyển Nhi, đã diệt tộc, liền diệt sạch sẽ, để tránh lưu hậu hoạn. Trong tưởng tượng, Lâm Uyển Nhi nổi điên hình ảnh cũng không lộ ra. Nàng nên bị kích thích, như cái xác không hồn, trầm mặc dọa người. Đại lễ này, người còn ưa thích. Thanh niên áo bào tím u cười, không nhìn Triệu Bân, chỉ nhìn Lâm Uyển Nhi. Đây cũng không phải là người tốt nhi, ít nhất tại Triệu Bân xem ra, là một cái hung tàn hạng người tà ác, nhìn hắn vương tọa, khảm hai hàng đầu lâu, lại cũng là đứa bé sơ sinh đầu lâu, nhìn hắn sát khí, cũng nhiều anh hài sinh khí, nhất định là công pháp cho phép, quanh năm dùng hài nhi sinh linh huyết tu luyện. Không quan hệ chuyện của hắn, thả hắn đi. Lâm Uyển Nhi một lời khàn khàn, là đối với thanh niên áo bào tím nói. Đến nỗi trong miệng nàng hắn, tất nhiên là chỉ Triệu Bân, lời này cũng không sai, hộ tống nàng về nhà vị đạo hữu này, đích thật là chuyện ngoại nhân, không thân chẳng quen, có thể nào để ân nhân bị cái này tai bay vạ gió. Thả hắn đi. Lâm Uyển Nhi khàn khàn lời nói, vô hạn vang vọng trong bóng đêm. Thanh niên áo bào tím nghe xong. Hơi hơi nhấc lên khóe miệng, dễ nói. Dứt lời, thì thấy một cái hắc bào nhân tiến lên, cách không một trưởng mò về Triệu Bân, trưởng uy băng lãnh cô quạnh. Triệu Bân không động, chỉ liếc qua thanh niên áo bào tím. Này hàng không giảng võ đức a, đã nói xong thả hắn đi đâu, sao trả hạ sát thủ lặc. Oanh, đang khi nói chuyện, hắc bào nhân trưởng ấn đã đến. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, lấy thiên cương làm vỡ nát đại thủ. Ai nha? Toàn trường đều nhìn nhíu mày, liền thanh niên áo bào tím cũng giống vậy. Phải biết, xuất thủ hắc bào nhân thế nhưng là hàng thật giá thật động hư cảnh, lại giai vị không thấp,
đối đầu một cái tiểu huyền tiên, cư nhiên bị đẩy lui, hóa ra tiểu tử này, còn là một cái nội tình hùng hậu giả. Thuận tiện hay không nhường một lộ. Triệu Bân cũng không xem người khác, chỉ nhìn thanh niên áo bào tím. Hai nhà ân oán hắn không có hứng thú, cũng không hứng thú nhúng tay bọn hắn nhân quả. Nhưng, như đối phương nhất định phải giết chết hắn, hắn là không ngại đại khai sát giới, hắn mặc dù không có thực lực này, lại có cái này nội tình, hai tôn tiên vương cấp khôi lỗi che chở, hắn có lãng thẻ đánh bạc. Nho nhỏ huyền tiên, ai cho ngươi tư bản cùng ta bàn điều kiện? Thanh niên áo bào tím khóe miệng hơi vểnh, đối với Triệu công tử còn lại tới nữa mấy phần hứng thú. Huyền tiên cấp có thể ngạnh chiến động hư cảnh cũng không nhiều, đây cũng là một nhân tài. Cho ta bắt sống. Thanh niên áo bào tím thích ý giãy giụa cổ, vừa nói chuyện có phần tùy ý. Ra lệnh, ba năm cái hắc bào nhân cùng nhau tiến lên, đều là động hư cảnh tu vi, tất cả động bản mệnh khí, lăng thiên đè ép xuống, chỉ là một cái tiểu huyền tiên, một kích này đầy đủ tại chỗ chân áp. Ta đổi chủ ý, không đi. Nghĩ như vậy náo nhiệt, vậy liền náo nhiệt một chút. Triệu Bân nhạt đạo, tùy theo triệu hoán hạo thiên tiên vương khôi lỗi. Tiên vương cấp khôi lỗi, chính là khí chàng cường đại, rơi xuống đất vang một tiếng bang, cũng chỉ một trường, liền quét lật ra ba tôn pháp khí, liền ngự động những pháp khí này chủ nhân, đều bị chấn hoành lộn ra ngoài. Tiên vương khôi lỗi. Toàn trường đều kinh hãi, liền nằm nghiêng trên ghế ngồi thanh niên áo bào tím, đều bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Khó trách đối phương như vậy có lực lượng, nguyên là có một tấm vương bài A. Tiên vương cấp khôi lỗi, mặc dù không sánh được sống tiên vương, nhưng cũng không phải bình thường thái hư cảnh có thể so sánh, tung chỉ là vật lý công phạt, cũng không mấy cái có thể đỡ được. Chân kỳ quái. Nho nhỏ một cái huyền tiên, ở đâu ra tiên vương khôi lỗi? Tính sai. Nghiêm trọng tính sai. Quỷ hiểu được Lâm Uyển Nhi người mang tới, càng là cái nhân vật hung ác. Nói đến Lâm Uyển Nhi, là mặt mày lệ quang, cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc ngơ ngẩn. Cùng đạo này hữu đồng hành một đường, cũng không biết đối phương có tiên vương cấp khôi lỗi, khó trách lúc trước tại không gian thông đạo, cái này huyền tiên có thể tuyệt sát động hư cảnh, hơn phân nửa dùng chính là tôn này tiên vương cấp khôi lỗi. Là ta có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu. Thanh niên áo bào tím nở nụ cười, tùy theo hạ thấp một phần tư thái. Nhưng những này, cũng là hắn cố ý hành động, là vì hấp dẫn Triệu Bân lực chú ý, hiếm thấy gặp được nhân tài, nào có thả đi đạo lý, tiên vương khôi lỗi mặc dù đáng sợ, nhưng người điều khiển mà chết, này cục có thể phá. Hơn nữa, còn có thể cướp một tôn tiên vương khôi lỗi. Cái này, hình như là kiếm bổn không lỗ mua bán lớn. Chanh! Không đợi Triệu Bân ngôn ngữ, liền nghe một tiếng chói tai kiếm minh. Thanh niên áo tím hấp dẫn chú ý, âm thầm tự có người ra tay tuyệt sát. Chính là một tôn hàng thật giá thật thái hư cảnh, đã là một kiếm khóa chặt Triệu Bân. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Nhiên, bị thái hư cảnh tuyệt sát cũng không phải là Triệu Bân, mà là cách đó không xa một cái động hư cảnh hắc bảo nhân, là Triệu Bân động nghịch thiên đổi chỗ, cùng với đổi vị trí, tại chỗ dây cái hôi phi yên diệt. Oanh! Thái hư cảnh không bị thương đến Triệu Bân, lại chịu hạo thiên một trường. Tiên vương khôi lỗi một trường, cũng không phải đùa giỡn, mạnh như thái hư cảnh, cũng thương cân động cốt, hơi kém bị đánh bể, đẫm máu thân thể, chiếu đến ảm đạm tinh huy phá lệ chói mắt. Hảo tiểu tử, thanh niên áo bào tím cười lạnh một tiếng, có thể né qua thái hư cảnh tuyệt sát. Cũng không sao, có thể né qua kích thứ nhất, không có nghĩa là có thể né qua kích thứ hai. Chanh, kiếm minh lại nổi lên, thứ hai tôn thái hư cảnh ra tuyệt sát. Lần này, Triệu công tử không hề động, đem Hạo Vũ cũng mời đi ra canh chừng, đỡ được thái hư tuyệt sát, thuận tiện còn trả đối phương một kiếm, dùng vẫn là tiên vương kiếm, hiểm đem người kia chém thành hai khúc. Còn có một tôn tiên vương khôi lỗi. Toàn trường lại hãi nhiên, thanh niên áo bào tím đều bị kinh hãi đứng lên. Còn có mất hết can đảm Lâm Uyển Nhi, cả người đều mờ mịt một phần, cùng nàng một đường đồng hành đạo hữu, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có hai tôn tiên vương cấp khôi lỗi. Mà còn có tiên vương kiếm. Giết. Triệu Bân nhàn nhạt một chữ, xuống chu sát mệnh lệnh. Ra lệnh người động, Hạo Thiên cùng Hạo Vũ như hai đạo quỷ mị, biến mất ở trong bóng tối. Phốc. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Tiên vương khôi lỗi tựa như hai tôn tử thần, đến mỗi một chỗ, tất có thân người chết, hoặc bị chặt quay đầu sọ, hoặc bị đả diệt nguyên thần, ngoại trừ thái hư cảnh cùng nửa bước thái hư, còn lại căn bản là một chiêu tuyệt sát. Cho dù đánh không chết, cũng là trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu,
đây cũng là tiên vương cấp chỗ đáng sợ. Nhanh, giết hắn. Thanh niên áo bào tím hét to, huy kiếm chỉ phía xa Triệu Bân. Không cần hắn nói nhảm, chúng mạnh cũng đã khóa chặt Triệu Bân, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, pháp khí. Phô thiên cái địa xuống, gắng đạt tới tại trước tiên diệt cái này tiểu huyền tiên. Người điều khiển vừa chết, hai tôn tiên vương khôi lỗi tự sẽ dừng lại, bởi vì cái gọi là bắt giặc bắt vua. Oanh, phanh, đầy trời công phạt rơi xuống, đánh tan vùng thế giới kia. Chờ mây khói tán đi, đã không thấy Triệu công tử thân ảnh. Chết, một tôn động hư cảnh nhỏ giọng nói. Xong, đầu của hắn hạt dưa liền bị chặt. Cùng một trong nháy mắt, còn có không ít hắc bảo nhân ngã trong vũng máu, đều là nhất kích tuyệt sát. Không chết. Thanh niên áo bào tím một bước lui lại, đầy mắt khó có thể tin. Rất rõ ràng, người điều khiển còn chưa có chết, hai tiên vương khôi lỗi còn tại sát lục, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng cái này sao có thể? Nhiều như vậy công phạt, không thiếu thái hư cảnh cùng nửa bước thái hư cảnh, càng là đánh không chết một cái tiểu huyền tiên. Còn có, đối phương tất nhiên còn sống, người chạy đi đâu rồi? Chớ nói hắn, liền tại chàng hai tôn thái hư cảnh, cũng đều một mặt mộng bức. Một người sống sờ sờ. Nói không có liền không có. Giết. Băng lãnh cô quạnh lời nói, lại một lần vang lên. Tất nhiên là Triệu công tử ra lệnh, đã trốn vào vĩnh hằng giới. Giết người bực này việc cần kỹ thuật nhi, giao cho hai đại hộ pháp liền tốt. Hạo Thiên cùng Hạo Vũ cũng đích xác không có nhục sứ mệnh, một trái một phải trước sau mở công. Đây không phải là đại chiến, mà là hai bọn họ đơn phương đồ diệt, ngoại trừ cái kia có hạn mấy người. Còn lại tất cả đều là tiểu lâu la, có thể gánh vác bọn hắn nhất kích công phạt, hiện trường quả thực không có mấy cái. Thánh tử đi mau. Hai tôn thái hư cảnh hắc bào nhân hét to, phân biệt đối mặt Hạo Thiên Hạo Vũ. Cùng hai người một đạo, còn có không ít nửa bước thái hư, muốn quần ẩu tiên vương khôi lỗi. Thanh niên áo bào tím sắc mặt khó coi, vẫn là trước tiên bỏ chạy, quanh thân còn có không ít cường giả bảo hộ. Chạy. Vĩnh hằng giới bên trong, Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Lúc này xách ra bá vương cung. Hắn dương cung như trăng tròn, lấy tiên lôi làm tiễn, còn ra chỉ hỗn thiên ma viêm, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Phốc, phốc, lại là huyết quang chợt hiện. Bảo hộ thanh niên áo bào tím cường giả, đều không phải là rất mạnh, huyền tiên cảnh chiếm đa số, bị ai cá chỉ đích danh, tràng diện một trận hỗn loạn, cũng là huyết tinh vô cùng, hắc bảo nhân một tôn tiếp một tôn ngã xuống. Còn chưa xong, Triệu Bân vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Dẫn động lôi điện. Đầy trời sấm sét thành lôi kiếm, phô thiên cái địa bổ xuống. Trừ này, còn có một đầu lôi đình kỳ lân, là chạy thanh niên áo bào tím đi. Thiên vương hộ thể. Thanh niên áo bào tím thông suốt định thân, toàn thân quang huy lồng mộ. Thật là một loại thủ hộ chi pháp, quang huy bao phủ chi địa, chính là phòng ngự tuyệt đối. Này thủ hộ phương pháp thật có rất cường hãn, liền lôi đình kỳ lân lại đều không thể phá tan nó. Bất quá, cái kia hình như là một lần duy nhất thủ hộ chi pháp. Cũng hoặc, có một loại nào đó thời gian hạn chế, dùng qua sau đó liền biến mất. Giống, con thứ hai lôi đình kỳ lân từ thiên xuống. Thanh niên áo bào tím gặp chi, phất tay ném ra một khối màu đen tiên phù, nghênh thiên nổ tung. Lao nhanh xuống lôi đình kỳ lân, tại chỗ bị tạc nát. Nhân cơ hội này, thanh niên áo bào tím càng là một bước trốn vào không gian. Đi đâu? Triệu Bân lấy lôi thành kiếm, bổ ra không gian. Thanh niên áo bào tím tùy theo ngã ra, mặc dù hơi có lộ ra chật vật, nhưng trên thân cũng không thương, thủ hộ chi pháp mặc dù không còn, nhưng hắn trên thân, lại có bí bảo thủ hộ, lôi điện chi uy chính là bị bí bảo tháo bỏ xuống. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Thanh niên áo bào tím gào thét, quay đầu trốn vào sơn lâm. Hắn cũng không phải là sợ Triệu Bân, mà là có sức lực không có chỗ ngồi làm cho. Liền đối phương người đều tìm không được, cái này còn đánh cọng lông. Huống hồ, cái kia còn có hai tôn tiên vương khôi lỗi đâu. Cái này như chiều hắn giết tới, chẳng phải là rất lúng túng. Chanh, ầm ầm, Triệu công tử căn bản không có lý tới, đầy trời lôi kiếm từ thiên đánh xuống. Có loại hiện thân một trận chiến. Thanh niên áo bào tím nghiến răng nghiến lợi, con mắt tinh hồng một mảnh. Đây là một nhân tài, vẫn còn có chút đạo hạnh. Có thể ngạnh kháng lôi điện. Liền không đi ra. Đây là Triệu công tử đáp lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ thanh niên áo bào tím, mà là sợ đối phương cường giả, đặc biệt là cái kia hai tôn thái hư cảnh, cực
cứng rắn muốn mặt dày mày dạn hướng về cái này trùng sát, Tiên Vương Khôi Lỗi là ngăn không được. Thái hư cảnh kinh khủng bực nào, diệt hắn chỉ một cái tát sự tình. Cho nên nói, nấp tại vĩnh hằng giới an toàn nhất, chiêu chết đánh là được rồi. Nếu như, ở đây chỉ có hắn cùng với thanh niên áo bào tím hai người, hắn là không ngại tìm cái kia hàng luyện một chút. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân bổ ngươi. Thanh niên áo bào tím diện mục dữ tợn, lại hóa thành một tia khói đen. Triệu Bân thấy, lông mày chọn lão cao. Làm hơn nửa ngày, cái kia hàng không phải bản tôn cái nào. Hóa thân, Triệu Bân một hồi nói thầm. Hắn dùng tiên nhãn nhìn lén qua, đối phương không phải phân thân cũng không khả năng như vậy kháng đánh. Như thế, đáng tin nhất ngờ tới chính là một mạch hóa thân, làm không tốt, vẫn là mang ký ức nhập thế. Tính ngươi chạy nhanh. Triệu Bân thu con mắt, để mắt tới một đám hắc bào nhân. Hắn hai đại hộ pháp, thực sự là quá cho hắn tăng thể diện, nhiều cường giả như vậy, bao quát cái kia hai tôn thái hư cảnh cùng mấy tôn nửa bước thái hư, sững sờ bị làm đứng không vững, một tôn tiếp một tôn bị đổ diệt. Lại cho các ngươi thêm điểm nhi liệu. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, lại một lần dẫn động lôi đình. Đầy trời lôi kiếm như quang vũ, không khác biệt lồng mộ thiên địa, bực này cấp bậc lôi điện công phạt. Thái hư có thể không xem, nửa bước thái hư cùng động hư đỉnh phong cũng có thể ngạnh kháng, nhưng còn lại liền không nói được rồi, nội tình không tốt giả chịu, hiếm thấy sảng khoái, tung giết không chết, cũng đủ bọn hắn chán ghét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Sấm sét xé rách, nổ đầy toàn bộ tinh khung. Lôi kiếm bẻ gãy nghiền nát, liên miên bóng người ngã xuống. Đi! Hai tôn thái hư cảnh hét to. Kéo lấy tàn tật chi thân trước tiên lui ra khỏi chiến trường. Những hắc bào nhân khác cũng là phân tán bốn phía phi đột, thánh tử đã đi không cần thiết lại chết đập. Cho ta giết. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, xuống truy sát mệnh lệnh. Hạo Thiên Hạo Vũ hai khôi lỗi tất cả động, một cái mang theo tiên vương kiếm, một cái mang theo màu đỏ huyết đao, đuổi sát không buông, trong bóng tối liên tiếp truyền đến kêu thảm, thái đa nhân chạy trốn liền bị chặt hạ đầu lâu. Chẳng biết lúc nào. Tiếng kêu rên chôn vùi. Sơn lâm trung đã là thây ngang khắp đồng, máu đỏ tươi sương mù tung bay, tất cả Hạo Thiên Hạo Vũ công lao, có thể cho dù là tiên vương khôi lỗi, cũng không khả năng đem đối phương giết đến toàn quân bị diệt, tựa như quá hư cảnh cường giả, nếu là mưu đủ nhiệt tình mở đột, bọn chúng cơ bản ngăn không được, chủ yếu là quá nhiều người. Nhanh chóng quét dọn chiến trường. Triệu Bân hóa ra một mảnh phân thân, chạy về phía tứ phương nhặt chiến lợi phẩm. Các phân thân làm chuyện này nhi tặc kính nghiệp, có thể lấy đi tuyệt không khách khí. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, tại Sơn Lâm thâm sử, tìm được một bộ thi thể, chính là một tôn động hư đỉnh phong, lúc trước bị Hạo Thiên một kiếm dây, hắn từ trên cái người này, tìm ra một khối lệnh bài màu đen. Thiên Vương Tông. Triệu Bân từng chữ nói ra, lệnh bài thượng có khắc cái này ba chữ. Cũng đã nói, đây đều là Thiên Vương Tông phái tới cường giả. Mà cái kia thanh niên áo bào tím. Hẳn là Thiên Vương Tông thánh tử. Ân. Triệu Bân tìm kiếm lúc, chợt cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn vô ý thức ngoái nhìn, sau lưng lại là một vùng tăm tối. Có người ở thôi diễn ta. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, bực này cảm giác hắn lúc trước liền từng có. Đề cập tới thôi diễn, đó chính là một loại huyền diệu khó giải thích thủ đoạn. Hắn con mắt sáng tối chập chờn, làm không tốt, chính là thanh niên áo tím bản tôn tại thôi diễn hắn. Cái này hình như là không phòng được, bởi vì thôi diễn so cảm giác càng tà dị, cũng hoặc là hắn đạo hạnh quá thấp. Lão đại, xa xa phân thân, truyền đến một nhỏ giọng kêu gọi. Triệu Bân thu Thiên Vương lệnh, đi lâm ra cổ thành phế tích. Xa xa, thì thấy Lâm Uyển Nhi nắm lấy một thanh sát kiếm, đối diện một cái hắc bào nhân thi thể, nổi cơn điên phách trảm, đều cho người ta băm thành thịt nát còn không bỏ qua, như kẻ điên phát tiết thù cùng hận. Chuyện cũ đã qua. Nén bi thương, Triệu Bân nói. Lâm Uyển Nhi không có hồi âm, như cái khôi lỗi, một tay lên kiếm rơi. Ai? Triệu Bân một tiếng thở dài, quay người rời đi. Hắn là đến tìm độn giáp thiên tự, không muốn sẽ đụng vào như thế cái ách nạn. Bọn hắn còn có thể trở về. Triệu Bân đi, lại có một lời truyền về, trong miệng bọn hắn, tất nhiên là chỉ Thiên Vương Tông cường giả. Ăn như thế to con thua thiệt, đối phương tất nhiên là muốn tìm một chàng tử trở về. Mặc dù, những người kia cũng là hắn giết, nhưng Lâm Uyển Nhi, nhất định cũng là số một bị đuổi giết đối tượng. Lâm thị nhất tộc đã diệt,
đối phương không có khả năng để lại người sống. Lâm Uyển Nhi cuối cùng là ngừng, lau khô nước mắt, lấy pháp khí san bằng toàn bộ cổ thành, mai táng tộc nhân. Trong bóng tối, nàng tản đi cuối cùng một vẻ ôn nhu, đôi mắt đẹp biến băng lãnh cô quạnh. Nàng là Lâm gia người cuối cùng, nàng phải sống, vô luận nhiều hèn mọn, cũng muốn chật vật sống sót, diệt tộc nợ máu, nàng sẽ một bút bút đòi lại, đến chết mới thôi. Ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cái này, là nàng lưu cho Cố Hương câu nói sau cùng. Nàng còn có thể trở về, sẽ dùng Thiên Vương tông huyết, để tế điện nàng Lâm gia vong linh. Lúc sáng sớm, Triệu Bân đi ra trận đài. Cách đó không xa, chính là một tòa nguy nga bàng bạc cổ thành. Hắn nhìn qua địa đồ, thành này là 5 triệu dặm bên trong, một tòa thành lớn nhất chỉ, cũng là phương viên 5 triệu dặm bên trong, một tòa duy nhất có tinh không đại trận thành trì. Hắn chính là chạy tinh không trận tới, ước mạc tính ra, lại có 10 ngày nửa tháng, liền có thể đến Tu La tinh vực. Uy Thiên cổ thành. Triệu Bân lúc vào thành, ngẩng đầu nhìn một mắt tường thành, bảng hiệu bên trên Uy Thiên hai chữ, viết đại khí bàng bạc, có tiên vương khí uẩn rong chơi, thêm nữa tuế nguyệt xa xăm, như năm xưa rượu ngon đồng dạng, càng có cổ lão hàm ý. Lại tới. Vào thành nháy mắt kia, Triệu Bân nhíu mày. Cái gọi là lại tới, là chỉ làm loạn người đối với hắn thôi diễn, tuy là đứt quãng, lại là một lần so một lần mãnh liệt, không khó tưởng tượng, đối phương là nhất tôn đại thần thông giả, sợ là muốn bằng mượn thôi diễn, tới khóa chặt hắn vị trí. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Bân trong lòng một lời, bước nhanh hơn. Trong thành đã tụ đầy bóng người, ô ương ương một mảnh. Hắn đến lúc đó, tinh không trận trước tế đàn, đã sắp xếp lên hai đầu đội ngũ thật dài. Thật náo nhiệt a. Triệu Bân liếc nhìn, rất tự giác xếp hạng đằng sau. Cho dù thành này có tinh không trận, nhưng người cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Cũng là đi tham gia thiên trì thịnh hội. Xếp tại Triệu Bân trước mặt, là cái tiểu lão đầu nhi, cùng quỷ tinh nghịch cao không sai biệt cho lắm, có lẽ là sợ người dẫm lên hắn, là treo ở giữa không trung. Triệu Bân trước khi đến, hắn là xếp tại phía sau nhất, cuối cùng là có người lót đáy. Thiên trì thịnh hội, Triệu Bân một mặt hiếu kỳ. Tu La tinh vực trăm năm một lần thiên trì thịnh hội, điều này cũng không biết. Tiểu lão đầu nhi ôm hồ lô rượu, không lo lắng uống một ngụm, ngồi thiên trì bạn ngộ đạo, làm ít công to. Ý tứ này a. Triệu Bân trong nháy mắt sáng tỏ, khó trách mượn nhờ tinh không đại trận nhiều người như vậy, hơn phân nửa cũng là chạy thiên trì thịnh hội đi, trăm năm mới một lần, cái kia thiên trì tuyệt không phải đồng dạng chi địa, lúc trước chưa từng nghe đầu chọc lão nói qua. Ta khuyên ngươi đừng đi tham gia náo nhiệt, đi cũng vào không được. Tiểu lão đầu nhi ợ rượu. Vì sao? Triệu Bân há mồm liền ra. Có thể vào thiên trì, ít nhất phải động hư đỉnh phong, người cái này huyền tiên đi. Kỳ thực, ta rất biết đánh nhau. Cái kia không cần, nhìn tu vi không nhìn thực lực. Tiểu lão đầu nhi tùy ý sủy bầu rượu. Triệu Bân xem thường, gì cái thiên trì gì cái thịnh hội, hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn là chạy ký ức chi hoa đi. Đương nhiên, nếu có người tiễn hắn một tấm thiên trì thịnh hội thiệp mời, hắn cũng không để ý đi nhìn một chút. Nhanh nhanh nhanh. Càng nhiều người chạy đến, vốn là kỳ dài đội ngũ, cứ thế một đường xếp tới thành môn khẩu. Triệu Bân nhìn thổn thức không thôi, thiên trì thịnh hội coi là thật như vậy bất phàm. Lại rước lấy nhiều người như vậy, đây vẫn chỉ là một tòa cổ thành, như dạng này cổ thành, thiên vương tinh còn rất nhiều, chớ nói chi là những hành tinh cổ khác, khó trách sẽ có tu vi hạn chế, như ai cũng để tiến, sợ là sẽ phải no bạo thiên trì. Chờ hoa đều rụng rồi, đúng là mẹ nó chậm cái nào. Mượn tinh không trận quá nhiều người, cũng không phải từng đám truyền tống. Nếu là đều như ong vỡ tổ đi vào, không gian thông đạo cũng nhịn không được. Bóng người chát đôi nhi, từ nhiều âm thanh ồn ào, chớ nói thế nhân, liền Triệu Bân cũng chờ ngáp, từ sáng sớm đứng ở nơi này xếp hàng, đến nước này khác đều màn đêm buông xuống, còn không có xếp tới hắn tiến trận. Nhìn, thiên vương tông người. Đang chờ lúc, không biết âm thanh nhỏ của ai nói một câu. Triệu Bân cũng theo âm thanh nhìn lại, có 3 năm cái hắc bào nhân hoạch thiên mà đến. Thiên vương tông đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Trấn thủ tinh không trận lão giả, cách phía chân trời liền chắp tay lại. Cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm là đạo lý quyết định, như thiên vương tông, thiên vương tinh môn phái lớn nhất, chớ nói bọn hắn, cho dù là uy thiên cổ thành thành chủ thấy, cũng phải lễ nhượng bọn hắn 3 phần. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. 3 năm cái hắc bào nhân nhạt đạo, rơi vào tinh không trận trên tế đàn.
Một cử động kia, để xếp hàng người đều rất khó chịu, mấy cái kia sợ là muốn chen ngang. Trên thực tế, Thiên Vương Tông người không phải tới mượn tinh không trận, mà là đem một mặt màu đen tấm gương, treo ở tinh không trước trận, theo Thiên Vương Tông cường giả một trận pháp quyết, màu đen tấm gương tiên quang đại thịnh, một cỗ uy áp kinh khủng tùy theo lộ ra, đó là hàng thật giá thật Tiên Vương cấp uy áp. Tiên Vương cấp pháp khí, Triệu Bân nhíu mày. Thiên Vương kính, xếp tại trước người hắn tiểu lão đầu nhi, không khỏi kinh dị một tiếng. Như tiểu lão đầu nhi như vậy, hiện trường đều ánh mắt rạng rỡ. Đây chính là Thiên Vương Tông Trấn Sơn Pháp Bảo, hàng thật giá thật Tiên Vương. Minh, đại đa số người chỉ nghe qua, hôm nay là đầu hẹn gặp lại chính phẩm. Đem Thiên Vương kính bảy cái này ý gì? Làm không tốt là cho bọn ta khoe khoang. Ta xem là cho ta đây nhóm ấm ức, thật mạnh uy áp. Xếp hàng nhiều người hô hấp khó khăn, tám thành trở lên đều gánh không được Thiên Vương kính uy áp. Như vậy bị đè lên, tất nhiên là khó chịu, nhưng tiên có người dám ngôn ngữ. Thiên Vương Tông là bực nào tồn tại, nội tình vô cùng hùng hậu, càng có Tiên Vương tỏa chấn, tông nội cao thủ nhiều như mây, ai dám trêu chọc. Trong tiếng nghị luận, không ít người đã tiến trận. Mà cái kia Thiên Vương kính, liền treo ở tinh không trước trận, có màu đen tiên quang bốn phía, phàm là tiến trận người, đều biết bị nó chiếu xạ, ngược lại là không có gì lực công kích, liền cảm thấy một trận gió mát lướt qua khí lực. Hảo tấm gương. Triệu Bân sờ cầm một cái, thầm nghĩ. Muốn hay không lấy tới nghiên cứu một chút. Suy nghĩ một chút. Vẫn là coi như không có gì. Thiên Vương kính không thể so với Hạo Thiên Tháp cùng Tiên Vương kiếm. Nó là có Tiên Vương cấp lạc ấn bất diệt, tung đoạt lại, cũng không gì công dụng lớn. Chỉ cần Tiên Vương lạc ấn còn tại, thôi động hắn tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không. Hơn nữa, bực này cấp bậc pháp khí, bình thường đều có siêu cao linh trí, như chọc giận nó khó chịu, chắc chắn sẽ tự động công phạt. Dù là thu vào vĩnh hằng giới, nó cũng sẽ không đàng hoàng, sợ là hai tôn Tiên Vương khôi lỗi đều ép không được nó, như thế, không chọc giận nó thì tốt hơn. Đến nỗi Thiên Vương Tông vì đi đem Trấn Sơn Chi Bảo đặt ở nơi này, chắc chắn không phải khoe khoang. Theo hắn suy nghĩ, nhất định có bí mật không muốn người biết, có lẽ cùng sự việc đêm qua có liên quan. Ta nói, đến ngươi. Triệu Bân nhìn lên, sau lưng có một đại hán đẩy hắn một cái. Triệu Bân lúc này mới thu con mắt, đi theo tiểu lão đầu nhi xếp hàng lên tế đàn. Thật mạnh pháp khí. Tiểu lão đầu nhi tiến trận phía trước, còn ngửa đầu xem qua một mắt Thiên Vương kính. Tiên Vương cấp pháp khí đi, tự có lực lượng hủy diệt, lão bối thấy cũng sợ hãi. Thật mạnh pháp khí. Triệu Bân cũng như tiểu lão đầu nhi, đã từng ngẩng đầu nhìn. Kính này uy áp, đến nơi đây là vô hạn suy yếu, để cho người ta như mộc xuân phong. Nó tại nhìn lén. Tiến trước trận, Triệu Bân có một tiếng lẩm bẩm ngữ. Không tệ, tôn này Tiên Vương pháp khí tại nhìn lén, phàm là bị nó chiếu xạ người, đều sẽ bị hắn nhìn lén. Chỉ có điều, Thiên Vương kính làm rất nhiều bí mật, chưa có người phát giác, chỉ biết nó rất đáng sợ. Ông, Triệu Bân mới vừa vào tinh không trận, thì thấy Thiên Vương kính một hồi ông rung động. Canh giữ ở trên tế đàn Thiên Vương tông cường giả, đều khẽ nhíu mày một cái. Là hắn. Kính trung hình như có ngôn ngữ, băng lãnh mà cô quạnh. Lời này không có người nghe thấy, trong đó cũng bao quát Thiên Vương Tông cường giả. Đến nỗi Triệu Bân, từ cũng không nghe thấy. Có thể cái này Thiên Vương kính, sợ là đã để mắt tới hắn. Chính xác nói, là Thiên Vương kính chủ nhân để mắt tới hắn, Thiên Vương thủ đoạn người bình thường không nhìn ra. Cuối cùng là tiến vào. Vào tinh không trận thông đạo, Triệu Bân mới thở dài một hơi. Đến Tu La Tinh vực chỉ kém 10 ngày nửa tháng, nửa đường cũng đừng lại xuất biến cố. Tiểu gia hỏa nhi, muốn thu bảo vật bối không? Tiểu lão đầu nhi xông tới, nháy mắt ra hiệu. Đồ Tết sao? Triệu Bân thuận miệng hỏi một câu. Gì là đồ Tết? Tiểu lão đầu nhi đã móc ra một cái túi càn khôn, cũng là túi đựng đồ một loại. Chỉ có điều, so với bình thường túi chữ vật huyền ảo hơn. Trong đó càng là một mảnh tinh không, có tinh thần tô điểm, gì cái tiên kiếm. Đại đao, bảo ấn, lư đồng. Cái gì cần có đều có, hiện ra đủ các loại quang, chợt nhìn, còn tưởng rằng là từng khỏa ngôi sao đâu. Triệu Bân nhìn, không khỏi một tiếng ho khan. Là hắn nghĩ bẩn thỉu, tiểu lão đầu nhi chào hàng bảo bối, có vẻ như cùng đồ Tết không dính dáng nhi. Cần phải, tiện nghi bán ngươi, tiểu lão đầu nhi nhéo nhéo rear map. Ngươi cái này kỳ quái vật nhi không thiếu a. Triệu Bân đảo mắt một vòng, một tay thăm dò vào túi càn khôn. Xong,
thì thấy hắn từ túi càn khôn trong tinh không, hái được một vì sao xuống. Nói là ngôi sao, kỳ thực là một cái có chỗ thủng chén lớn, toàn thân trên dưới ô bảy, tám đen, lại có một tầng màu tím quang thiểm xạ, hơn phân nửa là tiểu lão đầu nhi sao thêm, lấy mê hoặc người mua. Bất quá, Triệu công tử cũng không phải người ngu, hắn đi ra ngoài mang theo đầu óc đâu. Như cái này chén bể, mặc dù bề ngoài không ra thế nào hảo, lại nhuộm một vòng quỷ dị chi khí. Chính là như thế một cỗ khí, để hắn huyết mạch bản nguyên có một tí rung động. Bình thường, căn nguyên của hắn rung động lúc, cơ bản đều là nhìn thấy hữu dụng chất dinh dưỡng. Bao nhiêu tiền, Triệu Bân vừa lật tới che đi quét lượng, một bên hỏi một câu. Đây là nhà ta tổ truyền chi vật, tiểu lão đầu nhi nói chứng chạc đàng hoàng. Triệu Bân nghe xong muốn cười, chén bể cũng làm tổ truyền chi vật, tổ tiên ngươi là muốn cơm. Chào hàng vật phẩm bệnh chung đi, có phải hay không bảo bối, trước tiên kéo một cái đại danh đầu lại nói. Đến cùng bán hay không, Triệu Bân mắt liếc tiểu lão đầu nhi. Đã tiểu hữu nghĩ như vậy muốn, lão phu nhịn đau cắt thịt. 18 vạn, tiểu lão đầu nói. 5 ngàn, 3 vạn, thành giao. Hai người cũng là có ý tứ, một cái mù hồ bán một cái mù hồ chặt. Vô luận thế nào nói, cái này cái cọc bán vẫn là trở thành, một tay giao tiền một tay cầm hàng. Những thứ khác, không nhìn, tiểu lão đầu nhi chọc chọc Triệu Bân. Ta không có tiền rồi, Triệu Bân thuận miệng nói, đem chén bể nhét vào vĩnh hằng giới. Tiểu lão đầu nhi tự cảm mất mặt, mang theo hắn túi càn khôn, đi tìm những người khác lừa gạt. Không phải tất cả tiểu bối, đều có Triệu Bân cái này tầm mắt, bị lão nhân này lừa dối người vừa nắm một bó to. Lại tới. Triệu Bân sờ lên cái ót, sau lưng lại là gió mát từng đợt. Thôi diễn hắn giả có vẻ như đã để mắt tới hắn, cảm giác lành lạnh một đường nương theo. Hắn hướng về sau xem qua một mắt, tùy theo bước nhanh hơn, trước kia liền nên tìm Nguyệt Thần Tâm sự thuật tính toán, kém nhất cũng học một chút phòng ngự loại này bí pháp thủ đoạn, dù sao cũng tốt hơn bây giờ bị người nhìn lén. Không lâu, thôi diễn tạo thành ý lạnh tiêu tán. Phía sau 7, 8 ngày, Triệu Bân đều lại không bực này cảm giác. Khoảng cách quá xa, thôi diễn không tới. Đây là Triệu Bân ngờ tới, còn lần cảm giác rất đáng tin cậy. Màu sắc sặc sỡ trong thông đạo, bóng người là ô ương một mảnh. May đây là tinh không cấp đại trận, thông đạo so với bình thường trận pháp kiên cố, bằng không thì vẫn thật là nhịn không được, có lẽ là đường đi xa xôi, thái đa nhân đều ngồi xếp bằng, không muốn trong lúc chờ đợi lãng phí thời gian. Người ba, hẳn là còn sống. Triệu Bân cũng ngồi xuống. Ôm một bộ cờ sách vùi đầu nghiên cứu. Hắn là không rảnh tìm quỷ tinh nghịch bọn họ, tu la tinh vực tụ tập A. Trên thực tế, ba người chân so với hắn trơn chu, sớm đã đến tu la tinh vực. Nói chân trơn chu cũng không xác thực cắt, là không gian biến động cùng sai chỗ, cho bọn hắn mang hộ đi qua. Nói đến hắn ba, tình cảnh có vẻ như không thế nào tốt. Cái gọi là không thế nào tốt, chính là bị người dập trên cây. Bây giờ, đang theo từng đợt cơn gió tới lui lay động. Đánh bọn hắn người cũng tại, đang khiêng một cây đao sử tại dưới ánh trăng ngắm sao, đó là một thanh niên, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, bá liệt khí tức, diễn xuất càng mơ hồ tiếng long ngâm. Hắn rất ngông cuồng, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường. Nhưng tối nay, có vẻ như có ba không có mắt, đuổi tới tìm hắn hẹn đánh nhau. Ta nói không đánh đi, hai người nhất định phải đánh. Đầu chọc lão hùng hùng hổ hổ, vừa giãy giụa một bên lắc lư. Hắn là bị trùy thảm nhất cái kia, ngày xưa bóng loáng ót, đều bị người đánh xẹp. Đừng nói chuyện. Đầu ta choáng. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa cũng không tốt gì, một cái nhe răng trợn mắt, một cái mắt nổi đom đóm nhi, ba người quần ẩu một cái, vốn cho rằng nhẹ nhõm cầm xuống, lại bị nhân trùy chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Thần minh hỗn chiến, tiên phàm gặp nạn. Khiêng đao vị kia nhân tài. Một người đặt cái kia nói nhỏ. Chủ yếu là tối nay sắc trời không ra thế nào đối với, toàn bộ tinh không đều mê man, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, còn có thể gặp sấm sét vang dội, toàn bộ thiên địa càn khôn, đều biết bởi vì một hồi lay động lắc. Như đoán không sai, lại là thần giới các đại lão tại đánh hội đồng. Đáng tiếc hắn tầm mắt có hạn, vô tận thị lực cũng không nhìn thấy được ảm đạm. Cuồng anh kiệt, có loại thả ta xuống, tái chiến 800 hiệp. Đầu chọc lão chỗ thủng liền mắng, ba ngày hai đầu bị trùy, quả thực nén giận. Đương nhiên, đây là phép khích tướng, như cho hắn buông ra, hắn sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ.